Đại hào môn. Chương 1096 mua danh chuộc tiếng. Ngay sau đó, áo trắng tu sĩ liền ào ào ở giữa không trung quỳ xuống lại. Vô cực môn vãn bối đệ tử Lăng Thiên Hoa, bái kiến tiền bối sư tôn, không dám xin hỏi sư tôn cao tính đại danh. Cầm đầu cái vị kia họ Lăng tu sĩ, cung kính mà dập đầu phía dưới đi. Hắn tuy nhiên tu vi thấp, nhưng lại thật sự vô cực môn đệ tử, hôm nay thấy được Tiêu Phàm như thế thuần hậu thuần khiết hạo nhiên chính khí, ở đâu còn có nửa điểm hoài nghi. Tiêu Phàm trầm giọng nói ra, các ngươi tất cả đứng lên a, nơi này không phải tự thoại chỗ, chúng ta đổi cái địa phương nói chuyện. Tuy nhiên thiên hay tiên tử ảo thuật không thể tầm thường so sánh, dù sao cũng là vội vã bố trí xuống đến ảo trận, hơn nữa tại giữa không trung, muốn thời gian ngắn giấu giếm được cấp thấp tu sĩ, tự nhiên hào không làm khó dễ, nhưng nơi này là đi thông Hạo Dương thành con đường duy nhất, ngày bình thường lui tới đẳng cấp cao tu sĩ rất nhiều, rất dễ dàng bị người nhìn ra sơ hở. Chưa vào thành, cũng đã trước hết giết hơn 10 người Hạo Thiên Tông tuần tra đệ tử, phiền toái không nhỏ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vâng, cần tuân sư tôn phân phó. Lăng Thiên Hoa cung kính mà dập đầu cái đầu, đứng dậy, khoanh tay mà đứng, chậm đợi Tiêu Phàm phân phó. Lập tức Tiêu Phàm nhấn một cái độn quang, tỷ lệ xuất lĩnh, lấy mọi người hướng dưới chân một chỗ rừng rậm kích bắn đi, tại một chỗ sương mù dày đặc lượn lờ trong sơn cốc, ống tay áo run lên, bố trí xuống hoa đào ảo trận, đem hết thảy đều ngăn cách ra. Lúc này mới xoay người lại, chậm rãi nói ra, ta họ Tiêu, các ngươi đều là vô cực môn truyền nhân sao? Kỳ thật hắn vừa rồi đã muốn điều tra qua cái này vài người trong cơ thể tình hình, tuy nhiên pháp lực thấp kém, tựa hồ còn có chút pha tạp, hỗn tạp không tinh khiết, nhưng xác thực là vô cực môn truyền thừa công pháp, điểm này chắc chắn sẽ không sai đích. Chỉ có điều vô cực môn sớm đã không có Lạc Thiên Năm, cứ việc còn có chút chi nhánh chi thứ tán lạc tại các nơi, lại phần lớn tu vi dưới. Không có thành tựu. Nhưng mà tại Hạo Dương Thành rõ ràng còn có vô cực đệ tử tồn tại, cái này lại để cho Tiêu Phàm trong nội tâm cảm thấy nghi ngờ. Theo thiên hay tiên tử lời nói, Hạo Thiên Tông cùng vô cực môn tuy nhiên cùng thuộc chính đạo tông môn, lại trước sau như một không hòa thuận. Hạo Thiên Tông như thế nào dễ dàng tha thứ vô cực môn bàng chi đệ tử tại Hạo Dương Thành sinh tồn? Lăng Thiên Hoa vội vàng nói, khởi bẩm sư tôn, chúng ta xác thực đều là vô cực truyền nhân. Phương pháp lực thấp. Nhìn không ra Tiêu Phàm cụ thể tu vi, nhưng dễ dàng như thế diệt sát một đám Hạo Thiên Tông tinh duệ kim đan đệ tử, trong đó còn kể cả hai gã kim đan hậu kỳ tu sĩ, nhất định là nguyên anh kỳ cao thủ không thể nghi ngờ. A hát, các ngươi tại Hạo Dương Thành tu luyện sao? Đem bả tình hình của các ngươi, kỹ càng nói cho ta nghe một chút đi. Tiêu Phàm chậm rãi nói ra, ánh mắt sắc bén đang lúc mọi người trên mặt từng cái đảo qua. Chỉ thấy cái này vài tên vô cực đệ tử nguyên một đám thần sắc lại là hưng phấn lại là kính sợ, nhưng lại không kinh hoàng giả bộ ý, xem ra không giống có lừa dối. Phải sư tôn, Long Đồ Các kính cẩn nói, lập tức bắt đầu bẩm báo. Tiêu Phàm lặng lặng nghe, hai hàng lông mày dần dần nhăn bắt đầu đứng dậy. Lại nguyên lai Lăng Thiên Hoa bọn người chẳng những là vô cực truyền thừa, hơn nữa còn là rất chính tông vô cực truyền thừa. Là từ đều xà thành vô cực núi Thiên Tôn lĩnh thượng chuyển nhà xuống vô cực đệ tử con nối dõi hậu nhân. Ngàn năm trước kia, vô cực môn bỗng nhiên xuống dốc, ngay sau đó tựu đã xảy ra cả Nam Châu Đại Lục siêu tầm vô cực môn trấn giáo trí bảo, đỉnh càn khôn, gió lớn sóng, không biết do địa phương nào truyền tới lớn treo giải thưởng, đem đại đa số tu sĩ đều kích thích đắc điên cuồng lên. Tựa như phát điên đuổi giết vô cực môn lưu thủ tại thoi ma giới đệ tử. Bởi vì vô cực môn tinh nhuệ bị chiếm đóng tại không gian trong thông đạo, lưu thủ tại thoi ma giới đệ tử nhân số tuy phần đông, cao thủ chân chính cũng rất ít, lại rắn mất đầu. Mất chỉ huy, lại càng ngưng tụ không được sức chiến đấu, bất ngờ không đề phòng. Rất nhanh đã bị người phân mà tiêm chi, tổn thất thảm trọng. Suốt trải qua hơn 10 năm không ngừng đuổi giết, vô cực môn dòng chính truyền nhân cơ hồ toàn quân bị diệt, còn lại không nhiều lắm các đệ tử đại đa số mai danh ẩn tích. Đổi cổng và sân. Nếu không thì ra đồng ý vô cực truyền thừa. Trong chuyện này, có một phê vừa mới nhập môn không lâu đệ tử cấp thấp, bị Hạo Thiên Tông di chuyển đến Hạo Dương Thành đến ở lại, như trước dùng vô cực môn danh hào, hơn nữa tự xưng chính tông. Tại Hạo Thiên Tông, che chở, phía dưới, cái này một chi vô cực truyền thừa, ngược lại bảo tồn xuống dưới, không người nào dám để khi phụ, ngoại trừ Hạo Thiên Tông chính mình. Hạo Thiên Tông cử động lần này là dụng ý gì? Tiêu Phàm chậm rãi hỏi. Có thể có làm được cái gì ý, bất quá là mèo khóc chuột giả từ bi mà thôi.
Tên kia tánh khí táo bạo tuổi trẻ tu sĩ nhìn không được kêu lên, lời vừa ra khỏi miệng mới ý thức tới tôn trưởng phía trước, chính mình sao làm có chút vô lễ, bề bộn tức khom người tạ tội, đệ tử lỗ mãng, thỉnh sư tôn thứ tội. Tiêu Phàm khoát tay áo, ý bảo không sao. Lăng Thiên Hoa cười khổ nói, khanh sư đệ nói không sai, Hạo Thiên Tông năm đó đem chúng ta tổ tiên theo đều xà thành rời đến Hạo Dương Thành, xác thực chính là không an hảo tâm. Bọn hắn muốn mua danh chuộc tiếng, dùng cái này hướng ra phía ngoài giới tuyên dương, bọn hắn Hạo Thiên Tông đối với vô cực môn có kéo dài chi công. Một mực tàng hình từ một nơi bí mật gần đó thiên hay tiên tử bỗng nhiên truyền âm nói ra, có đồn đãi nói, năm đó siêu tầm, đỉnh càn khôn, lớn huyền thưởng lệnh, chính là Hạo Thiên Tông vọng lại. Đây là bọn hắn thường dùng thủ đoạn liễu tương đương. Thừa dịp vô cực môn tinh nhuệ bị chiếm đóng, lợi dụng cả Nam Châu đại lục tu chân giới chi lực, đem vô cực môn còn lại thế lực nhổ tận gốc, triệt để diệt trừ, xác thực là cơ hội tốt nhất liễu tương đương. Rồi lại, thu dụng, vô cực môn bộ phận đệ tử cấp thấp, tốt giặt rửa cỡi bản thân, hiểm nghi quả nhiên là hảo thủ đoạn. Bất kể thế nào nói, Hạo Thiên Tông có lẽ hay là chính đạo thập đại tông môn một trong, cái này danh dự thật là quan trọng hơn đích. Bất quá dưới mắt, những này cũng chỉ là đồn đãi gia tăng phỏng đoán, lại cũng không thể bởi vậy tựu cho Hạo Thiên Tông định tội. Đương nhiên, cho dù chứng cứ vô cùng xác thực, Hạo Thiên Tông cũng là không sợ chút nào. Từ ngàn năm nay, Hạo Thiên Tông càng thêm hưng thịnh. Trừ phi là thời gian đảo lưu, trở lại vô cực môn nhất cường thịnh thời kỳ, mới có thể lại để cho Hạo Thiên Tông cúi đầu nhận lầm. Nếu không nghe lời, ai dám đến nhà hỏi tội. Qua nhiều năm như vậy, Hạo Thiên Tông khắp nơi chèn ép chúng ta, không cho phép chúng ta ra ngoài du lịch, cũng không cho chúng ta đào bới linh thạch, không cho phép kinh doanh sinh ý, tóm lại hết thảy đều muốn phục tùng Hạo Thiên Tông an bài. Các đệ tử muốn tiến giai, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Càng là có tu luyện thiên phú đích, càng là bị đánh áp gay gắt. Không dối gạt sư tôn nói, chúng ta mấy người kia, đều xem như tư chất không tệ đích, lại thủy chung dừng lại tại rất thấp cảnh giới, nhiều năm qua không được tiến thêm. Nói đến đây, Lăng Thiên Hoa nhịn không được phẫn hận khó bình. Tiêu Phàm có chút vuốt cằm. Hắn biết rõ Lăng Thiên Hoa không có nói dối. Ngay tại vừa rồi, hắn đã muốn dùng hạo nhiên chính khí sơ bộ điều tra qua cái này vài người linh thể. Cái này Lăng Thiên Hoa chính là hiếm thấy dị linh thể, gần với tinh khiết linh thể tu chân thiên tài. Nhưng hắn chân thật cảnh giới, cũng không quá đáng là vừa vặn ngưng kết kim đan mà thôi, cái này kim đan trung kỳ cảnh giới, tựa hồ là phục dụng nào đó dược vật về sau, cưỡng ép hiếp tiến giai mà đến đích. Mặt khác vài tên kim đan tu sĩ trong cơ thể tình hình, cơ hồ cùng Lăng Thiên Hoa giống như đúc. Nghe Lăng Thiên Hoa cùng Hạo Thiên Tông đuổi giết giáp sĩ đối thoại, tựa hồ hắn đã là Hạo Dương Thành vô cực môn tu vi cao nhất người, là trưởng giáo. Năm đó uy chấn thiên hạ chính đạo đệ nhất tông, rõ ràng xuống dốc đến tư, đường đường, trưởng giáo chân nhân, cũng chỉ có kim đan sơ kỳ tu vi. Bởi vậy có thể thấy được, Hạo Thiên Tông năm đó thu lưu vô cực môn đệ tử, xác thực chỉ là mua danh chuộc tiếng. Đã nhiều năm như vậy, thậm chí ngay mua danh chuộc tiếng đều không cần phải. Liễu tương đương, ngàn năm đã qua đời, ai còn hội nhớ rõ năm đó vô cực môn. Vậy các ngươi vì sao muốn chạy trốn? Đã xảy ra loại nào biến cố? Tựa hồ các ngươi đều bị phục cưỡng ép hiếp trở nên gay gắt tiềm lực dược vật. Tiêu Phàm trầm giọng hỏi. Nhắc tới khởi lời này đầu, Lăng Thiên Hoa bọn người lập tức đều lộ ra cực độ phẫn hận thần sắc, tuổi trẻ tu sĩ thậm chí cắn đắc hàm răng khanh khách rung động. Cái kia Hạo Thiên Tông khinh người quá đáng, vậy mà đem chúng ta coi như luyện công thái bổ lô đỉnh, muốn đem chúng ta vô cực đệ tử nguyên một đám giết hại hầu như không còn. Lăng Thiên Hoa nghiến răng nghiến lợi nói. Luyện công thái bổ lô đỉnh. Tiêu Phàm hai hàng lông mày vặn thành một cái chữ xuyên choan. Đúng vậy, sư tôn, đệ tử không dám có nửa câu nói dối, lừa gạt tiền bối tôn trưởng. Cái này 20 năm đến, Hạo Thiên Tông bỗng nhiên tăng mạnh đối với chúng ta trông giữ, trước kia chỉ là không cho phép chúng ta đi xa, hiện tại thậm chí ngay Hạo Dương Thành đều không cho rời đi, phải đợi trong thành. Đồng thời cho chúng ta ăn một ít nghe nói là có thể tăng tiến tu vi đan dược, kỳ thật nhưng lại cưỡng ép hiếp trở nên gay gắt tiềm năng của chúng ta, để cho chúng ta tại trong thời gian ngắn đều có thể đột phá một cái bình cảnh, thượng một cái cảnh giới. Loại này dược vật, đối với thân thể cực kỳ có hại. Lúc ấy chúng ta còn không biết bọn hắn giáp tâm hại người, tưởng rằng bọn hắn lương tâm thức tỉnh, lòng từ bi. Ai ngờ không lâu về sau, tự lục tục có đồng môn huynh muội mất tích. Bị Hạo Thiên Tông người dẫn sau khi đi, tự không còn có trở về. Mang đi đều là trong môn tu vi cao nhất người. 20 năm đến,
đã muốn trước sau đem cửa bên trong có kim đan kỳ tu vi đệ tử toàn đều mang đi, từ nay về sau sống không thấy người chết không thấy xác. Thẳng đến không lâu trước kia, đệ tử mới cực kỳ ngẫu nhiên mà biết được, những kia bị mang đi đồng môn, vậy mà tất cả đều thành Hạo Thiên Tông luyện công lô đỉnh, bọn hắn đều bị tháo nước toàn thân chân nguyên pháp lực, trở thành phế nhân. Lăng Thiên Hoa cắn răng, nói từng chữ từng câu. Tiêu Phàm trầm giọng hỏi, trở thành Hạo Thiên Tông luyện công lô đỉnh. Hạo Thiên Tông cùng chúng ta vô cực môn công pháp truyền thừa khác hẳn bất đồng, lại có thể nào dùng vô cực môn đệ tử đương làm lô đỉnh. Người đệ tử này cũng không rõ ràng rồi, nghe nói là có một vị Hạo Thiên Tông trưởng lão, thậm chí còn là Âu Dương Tông chủ dòng chính thế hệ con cháu, muốn tu luyện chúng ta vô cực môn hạo nhiên chính khí, lại không muốn chậm trễ quá nhiều công phu, vì vậy hay dùng chúng ta vô cực đệ tử đương làm lô đỉnh, trợ giúp hắn luyện công. Qua nhiều năm như vậy, đã có 16 vị đồng môn lọt vào người này giết hại. Đệ tử bọn người không muốn ngồi chờ chết, lúc này mới mạo hiểm đào tẩu. Ai ngờ không có trốn rất xa, đã bị tuần tra giáp sĩ phát hiện, đuổi giết tới, may mắn gặp được sư tôn, mới đã cứu ta này tính mạng, nếu không bị nắm, chộp trở về, đúng là vẫn còn chạy không thoát trở thành lô đỉnh vận mệnh. Tu sĩ thọ nguyên vốn là so phổ người bình thường muốn dài hơn nhiều, một khi bị hút khô chân nguyên pháp lực, lập tức sẽ gặp trở thành gần đất xa trời lão nhân, thậm chí bị mất mạng tại chỗ. Hạo Thiên Tông chẳng khác gì là đem những người này đều tàn sát hầu như không còn liễu tương đương. Hạo Thiên Tông trưởng lão muốn tu luyện chúng ta vô cực môn hạo nhiên chính khí. Hắn ý muốn như thế nào? Tiêu Phàm hai hàng lông mày trao càng chặt hơn. Thỉnh sư tôn thứ tội, việc này rốt cuộc có gì nội tình, đệ tử thật là không biết. Thành ở bên trong còn có vài chục danh môn người đệ tử. Chính là Hạo Thiên Tông đợi làm thịt cừu non. Thỉnh sư tôn lòng từ bi, cứu bọn họ một cứu. Lăng Thiên Hoa nói xong, lại quỳ xuống, nặng nề dập đầu. Những người khác lập tức đi theo ào ào quỳ xuống dập đầu, buồn bã khẩn thanh âm, không dứt bên tai. Chương 1097 Bổn Mạng Châu. Tất cả đứng lên. Tiêu Phàm chậm rãi nói ra, ngữ khí nghiêm khắc. Không nên hơi một tí tựu làm cho người ta quỳ xuống dập đầu. Người sống lấy phải có cốt khí. Lăng Thiên Hoa bọn người khẽ giật mình, bề bộn tức cung thanh âm trả lời một tiếng, đứng dậy, đoàn người đều mắt ba ba địa nhìn qua Tiêu Phàm, chờ hắn bảo cho biết. Tiêu Phàm ống tay áo run lên, 20-30 kiện pháp bảo pháp khí bay ra, lập tức giữa không trung bảo lóng lánh, chói mắt sáng chói, những này pháp bảo pháp khí, tặng cho các người phòng thân, đều tự lấy dùng chung a. Không cần phải tranh đoạt. Những này vô cực môn đệ tử, tại Hạo Thiên Tông uy áp phía dưới, trong ngày kéo dài hơi tàn, nơi nào sẽ có cái gì tốt bảo vật hộ thân. Nhiều lắm là có một việc trung đẳng phẩm tương pháp khí, cũng đã rất khó lường liễu tương đương. Đột nhiên nhìn thấy cái này rất nhiều pháp bảo pháp khí, lập tức nguyên một đám mở to hai mắt nhìn, sau nửa ngày đều trở lại thẫn thờ. Đoàn người nằm mơ đều không nghĩ tới, một ngày kia, còn có thể dùng tới pháp bảo. Những này bình thường pháp bảo cùng thượng phẩm pháp khí. Tự nhiên đều là Tiêu Phàm sớm đi thời điểm tại lệ thú cánh đồng hoang vu tham gia đánh cuộc thời điểm, ở đằng kia chút ít vẫn lạc tu sĩ trên người tìm được đích. Mặc dù nhiều tính ra đều là ma tu ma khí, nhưng chính đạo tu sĩ cũng không tại số ít, quả thực có không ít thứ tốt. Ngoài ra tại trời xanh núi thế giới dưới lòng đất cổ chiến trường, Tiêu Phàm cũng thu thập đến một ít chính đạo tu sĩ sử dụng pháp bảo pháp khí. Đám yêu thú bình thường đều không dùng được, đa số đều cho Tiêu Phàm. Những này pháp khí cùng tầm thường pháp bảo, Tiêu Phàm dưới mắt tự nhiên là không dùng được liễu tương đương. Tại Lăng Thiên Hoa đợi trong mắt người, những này nhưng lại đồng lứa tử đô khó gặp tốt bảo bối. Đa tạ sư tôn ban thưởng bảo. Lập tức Lăng Thiên Hoa bọn người vui dạo dực hướng Tiêu Phàm khom mình hành lễ, liền là tiến lên đều tự lấy một kiện dùng chung pháp bảo, quy củ đứng thẳng một bên, không dám lấy thêm, sợ chọc giận vị này bỗng nhiên xuất hiện tiền bối sư tôn. Tiêu Phàm cười cười. Nói ra, mỗi người cũng có thể nhiều lấy vài món. Một kiện pháp bảo đối địch, uy lực không khỏi quá chỉ một chút ít. Lăng Thiên Hoa bọn người đại hỉ, lại hướng Tiêu Phàm hành lễ bái tạ. Lúc này nhưng lại buông tay buông chân, đem Tiêu Phàm lấy ra cái kia chút ít pháp bảo pháp khí đều chia cắt không còn. Cả đám đều lộ ra mừng rỡ dị thường thần sắc, vuốt vuốt tới tay bảo vật, yêu thích không buông tay. Tiêu Phàm thần sắc rồi lại nghiêm túc lên, nói ra các ngươi lúc trước đào tẩu. Đã muốn kinh động tuần tra giáp sĩ, dùng không được bao lâu, bọn hắn sẽ phát giác khác thường. Các ngươi tu vi thấp, tự hành đào tẩu, vô luận như thế nào đều là trốn không đi ra. Cả Đại Tề Quốc đều là Hạo Thiên Tông phạm vi thế lực. Chỉ cần một cái hiệu lệnh xuống dưới,
Lăng Thiên Hoa bọn người ở tại đại đủ trong biên giới tựu nửa bước khó đi, đảo mắt cũng sẽ bị bắt trở về. Lăng Thiên Hoa bọn người giống như bị quay đầu dội cho một chậu nước đá, từ đầu mắt đến chân, lúc trước đại hỉ như điên tâm tình thoáng một tí ngã rơi xuống tầng 18 địa ngục, mặt như màu đất. Tiêu Phàm trầm ngâm, cũng thấy thập phần khó giải quyết. Trong hư không lại vang lên thiên hay tiên tử truyền âm thanh âm, nhàn nhạt nói ra, ta đưa bọn hắn đi Ninh Quốc, chỗ đó đã không phải là Hạo Thiên Tông phạm vi thế lực. Lại làm cho bọn họ thông qua truyền tống trận, đi Kim Châu Thành tìm nơi nương tựa. Người đi thành ở bên trong cứu được những người khác, đưa đến an toàn địa phương về sau, chúng ta lại tụ hợp tốt rồi. Cùng một chỗ thời gian dài như vậy, thiên hay thiên tử đối với Tiêu Phàm tính cách đã sớm rõ như lòng bàn tay. Biết rõ chuyện như vậy, hắn đã đụng phải, tự tuyệt không có buông tay mặc kệ đạo lý. Nếu không, cũng không phải là Tiêu Phàm Liễu tương đương. Ninh Quốc tại Tề Quốc Đông Nam Bộ, là cách Hạo Dương Thành gần đây nước láng giềng. Nơi đó là cái khác đại tông môn phạm vi thế lực, Hạo Thiên Tông dâu khó có thể duỗi đi nơi nào. Đương nhiên, nếu như Hạo Thiên Tông thực phải chăm chỉ truy cứu, không chỉ nói Ninh Quốc, coi như là Đại Tây Nam Hoắc Sơn Quốc Kim Châu Thành. Cũng đồng dạng nhận được bọn hắn huyền thưởng lệnh, chỉ có điều Hạo Thiên Tông tuyệt sẽ không vì Lăng Thiên Hoa như vậy mấy cái kim đan kỳ cấp thấp tu sĩ gây chiến đích. Bọn hắn căn bản không đáng. Nếu không, người đưa bọn hắn đi Ninh Quốc, ta đi thành ở bên trong cứu người. Có lẽ hay là ta đi thành ở bên trong cứu người a. Tiêu Phàm tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức thì có quyết định. Không phải không thừa nhận, thiên hay thiên tử không hổ là một cung đứng đầu, vô cùng có quyết đoán, một thời ba khắc, tự làm ra hợp lý nhất phương án giải quyết. Mục tiêu của bọn hắn vẫn luôn là ngươi, sẽ không quá đề phòng ta đích. Ta đi cứu người cơ hội cao hơn một chút. Tiêu Phàm lập tức giải thích hai câu. Kỳ thực là không muốn thiên hay tiên tử đi trước Hạo Dương Thành mạo hiểm. Thấy Tiêu Phàm bờ môi khẽ nhúc nhích, nhưng không có thanh âm phát ra tới, Lăng Thiên Hoa bọn người chỉ biết Tiêu Phàm đang tại cùng người truyền âm nói chuyện, cũng không khỏi có chút tò mò mà mọi nơi dò xét, không biết vị tiền bối kia cao nhân, lại ẩn người ở chỗ nào. Bọn hắn chẳng những nhìn không tới, thậm chí ngay một điểm cảm giác đều không có. Những này nguyên anh trưởng bối thần thông, quả nhiên thâm bất khả trắc. Cũng tốt. Bỗng nhiên Tiêu Phàm bên người một hồi vần nước loại chấn động, hắc y váy đen thiên hay tiên tử hiện thân ra, lập tức làn gió thơm bốn phía. Lăng Thiên Hoa bọn người thần niệm quét qua đi qua, giống như bùn như nhập hải. Nhất loại, lại không một chút tin tức, khí tức cường đại, quả thực là thâm bất khả trắc, nhất thời nguyên một đám quá sợ hãi, vội vội vàng vàng lại dài làm lễ, cung kính thanh âm, đệ tử đợi tham kiến tiền bối. Nàng này cùng Tiêu Sư Tôn đồng hành, tất nhiên cũng là bổn môn tôn trưởng. Thậm chí chính là Tiêu Sư Tôn song tu bầu bạn. Thiên hay thiên tử đối với bọn họ hào không thèm nhìn, cổ tay trắng một phen, trong tay nhiều ra một khỏa màu đỏ viên châu, ước chừng tiểu lớn bằng ngón cái, mang theo nói không nên lời hương vị ngọt ngào khí tức, dùng Tiêu Phàm kiến thức rộng, vậy mà cũng hoàn toàn nhận không ra cái này là bực nào bảo vật, chỉ cảm thấy vẻ này hương vị ngọt ngào khí tức nghe thấy bắt đầu đứng dậy hết sức thoải mái, tựa như xử nữ mùi thơm giống nhau. Thiên hay thiên tử đem cái này khỏa màu đỏ tiểu viên châu đưa tới Tiêu Phàm trước mặt, lãnh đạm nói, đây là ta tu luyện bổn mạng châu, người nuốt vào a. Tiêu Phàm lược ăn cả kinh, mang theo trưng cầu thần sắc nhìn xem nàng. Chỉ cần cái khỏa hạt châu này tại trong cơ thể ngươi, vậy thì mặc kệ ngàn dặm, ta đều có thể cảm ứng được sự hiện hữu của ngươi, ngươi cũng có thể cảm ứng được vị trí của ta. Thiên hay thiên tử giải thích một câu, ngữ khí như trước lạnh như băng đích. Không mang theo chút nào cảm giác sao màu. Tiêu Phàm lẻ loi một mình đi trước Hạo Dương Thành trong cứu người, còn muốn đem cái kia mười mấy tên tu vi dưới vô cực môn đệ tử đưa địa phương an toàn, độ khó to lớn, có thể nghĩ. Tông môn khác không nói, Hạo Dương Thành ở phía trong, riêng là Hạo Thiên Tông tọa trấn nguyên anh tu sĩ tự có vài chục tên nhiều. Trong đó không thiếu hậu kỳ đại tu sĩ, chỉ cần hơi có sơ sẩy, không chỉ nói cứu người không được, cho dù Tiêu Phàm mình muốn đào tẩu, độ khó đều rất lớn. Ở chỗ này một phần tay, nếu như không có loại này có thể lẫn nhau cảm ứng được vị trí bổn mạng châu liên lạc, thật đúng là không biết muốn như thế nào mới có thể năng lực đoàn tụ ở cùng một chỗ. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng có thể không cứu người, đợi theo triệu trưởng lão chỗ đó tìm được phá trận lệnh bài nói sau. Vô cực môn còn lại những kia đệ tử tánh mạng, cứ giao cho trời xanh đi quyết định. Nhưng loại lời này, thiên hay thiên tử dẫn ra cũng sẽ không dẫn ra. Thân là nhất phái tôn sư. Nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, thiên hay thiên tử là tự nhiên mình kiêu ngạo. Tiêu Phàm có chút vuốt cằm,
thân thủ tiếp nhận cái kia miếng hương khí xông vào mũi bổn mạng châu, nhìn kỹ liếc, hé miệng, một ngụm nuốt xuống, cửa vào hương vị ngọt ngào vô cùng. Tùy theo một cổ cực kỳ mát lạnh khí tức, theo kinh mạch, thẳng chìm dưới đan điền, lập tức chỉ cảm thấy toàn thân kinh mạch đều có bị đống kết cảm giác khác thường. Nếu như không phải Tiêu Phàm luyện hóa ly thủy long châu, thủy thuộc tính công pháp đột nhiên tăng mạnh, riêng là này cổ băng hàn khí tức, tự lại để cho hắn có chút ăn không tiêu. Một vòng kỳ lạ thần sắc, tự thiên hay tiên tử trong mắt nhanh chóng hiện lên, rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, chỉ là nàng tuy nhiên che giấu rất khá, lại ở đâu giấu giếm được Tiêu Phàm ánh mắt, trong nội tâm không khỏi cũng nổi lên một loại cảm giác khác thường, có chút ngượng ngùng đích, thật xin lỗi. Tuy nhiên không biết thiên hay tiên tử cái này bổn mạng châu là tu luyện như thế nào đích, nhưng đã bổn mạng châu, tự nhiên một mực đều ở thiên hay tiên tử trong cơ thể thai nghén, sớm chiều ở chung, so nữ hài tử ra nhất từ mật thiếp thân vật còn muốn che giấu, bỗng nhiên giao cho Tiêu Phàm ăn vào, thật giống như nữ hài tử đem chính mình nhất từ mật thiếp thân vật, nộp đi ra. Trong đó uẩn ý, quả nhiên là kỳ diệu vô cùng. Cứ việc hai người đều là nguyên anh kỳ cao nhân, giờ phút này cũng nhịn không được xấu hổ phi thường. Cái này bổn mạng châu ta tu luyện rất nhiều năm, bên trong ẩn chứa bổn mạng của ta chân nguyên, quan trọng hơn trước mắt, có lẽ có thể mà vượt bề bổn. Thiên hay tiên tử lại lãnh đạm mà nói một câu. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Hắn vốn cũng không phải là nói nhiều loại người, cùng thiên hay tiên tử ngàn dặm đồng hành, có đôi khi nghiêm chỉnh thiên đều chưa hẳn thấy biết nói thượng một câu. Hai người đều cảm thấy loại tình hình này thập phần bình thường, không có bất kỳ không đúng. Sư tôn. Lăng Thiên Hoa bỗng nhiên mở miệng nói ra. Cái kia Hạo Dương Thành ở phía trong, Hạo Thiên Tông vô số cao thủ, sư tôn một mình một người trước đi cứu người, phải chăng? Các đệ tử thật sự là có chút lo lắng. Nếu không, các đệ tử tự hành nghĩ cách đi Ninh Quốc, sư tôn cùng vị tiền bối này cùng một chỗ vào thành A, cũng tốt có thể lẫn nhau bảo vệ. Lăng Thiên Hoa do dự mà, thấp giọng nói ra. Không sao. Tiêu Phàm khoát tay áo, nói ra, sắc mặt bình tĩnh. Sư tôn, đệ tử nghe nói, phải tu luyện bản môn công pháp Âu Dương trưởng lão, là Hạo Thiên Tông Âu Dương Tông chủ dòng chính thế hệ con cháu, cũng là trăm năm khó gặp tu luyện kỳ tài, bản lĩnh cao siêu, Hạo Thiên Tông sở dĩ lại để cho hắn tu luyện bản môn công pháp, là vì đi làm một kiện đại sự. Về phần cụ thể là xử lý cái dạng gì đại sự, đệ tử kia tự không được biết rồi. Sư tôn nếu là gặp được người này, còn tu cẩn thận một chút để ý. Lăng Thiên Hoa cấp cấp nói ra. Tiêu Phàm nhẹ nhàng vuốt cằm, nói ra, ta biết rồi. Nếu là có thể đụng phải người này, ngược lại muốn hảo hảo cùng hắn đọ sức một phen. Lăng Thiên Hoa không khỏi ngây dại, không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn nói lời nói này bổn ý, là hy vọng Tiêu Phàm có thể cẩn thận một chút, tận khả năng tránh đi cái kia cái tên biến thái, ai ngờ lại khơi dậy Tiêu Phàm ý chí chiến đấu, đây chính là hoàn toàn ngược lại liễu tương đương. Thiên hay tiên tử ống tay áo run lên. Một kiện màu đen dẫn cánh phi xa di động hiện ra, lập tức tăng tới mấy trượng lớn nhỏ. Thiên hay tiên tử điểm nhẹ gót sen, tay áo bồng bềnh, đứng ở phi trên xe, đối với Lăng Thiên Hoa đám người nói, lên một lượt đến. Vâng, tiền bối. Lăng Thiên Hoa bể bộn tức cúi người hành lễ, không dám nhiều lời, cùng một đám đồng môn lên phi xa. Không biết tại sao, thiên hay tiên tử cho bọn hắn uy áp xa so Tiêu Phàm càng thâm, tại thiên hay tiên tử trước mặt. Đoàn người đều cẩn thận từng ly từng tí, thở mạnh cũng không dám thở gấp một ngụm. Khởi! Thiên hay tiên tử khẽ quát một tiếng, màu đen phi xa nhẹ nhàng run lên, liền phá vỡ ảo trận, hướng đám mây kích bắn đi, đảo mắt liền không thấy bóng dáng. Tiêu Phàm đưa mắt nhìn phi xa đi xa, ống tay áo phất một cái, đem trận kỳ trận bàn thu vào, độn quang cùng một chỗ, thẳng đến Hạo Dương Thành. Chương 1098 Uy trưởng lão. Ngươi nói cái gì? Khoanh chân ngồi ở trong lương đình Âu Dương Uy chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn qua đình nghỉ mát bên ngoài, quỳ một chân trên đất một người trung niên nam tử, nhàn nhạt hỏi, ngữ khí hơi có chút kinh ngạc, giống như hoài nghi mình nghe lầm. Âu Dương Uy là một vị Mỹ nam tử, điểm này, đãi không thể nghi ngờ hỏi, chẳng những được công nhận Hạo Thiên Tông đệ nhất Mỹ nam tử, tại cả Hạo Dương Thành đều tiếng tăm lừng lẫy, không biết có bao nhiêu nữ tu vì Hạo Thiên Tông Uy trưởng lão tranh giành tình nhân cho nên vung tay, đầu rơi máu chảy. Vô luận lúc nào ra hiện trước mặt người khác, Âu Dương Uy vĩnh viễn đều là như vậy tao nhã, như vậy phong độ nhẹ nhàng, như vậy bình tĩnh. Tất cả mọi người công nhận, Uy trưởng lão là khó gặp thân sĩ. Chỉ có Âu Dương Uy đệ tử hòa trong phủ bọn hạ nhân mới biết được, cái này thực là một cái thiên đại hiểu lầm, là một cái thật không tốt cười chê cười.
Tại Hạo Thiên Tông trong, cơ hồ mỗi người nghe nói qua, uy trưởng lão tính tình so với hắn xuất khí càng có tên. Tại Âu Dương uy thủ hạ làm việc, nếu như làm hư hại rồi, hậu quả không phải bình thường cái chủng loại kia. Tên kia trung niên nam tử vốn là trường lấy một mặt chữ quốc rất có uy nghiêm, giờ phút này quỳ một chân trên đất, trên trán mồ hôi lạnh lại gợn sóng mà hạ, cơ hồ ngay quỳ đều quỳ không yên rồi, phảng phất tùy thời cũng có thể ngã xuống đất ngất đi. Người này cũng có kim đan hậu kỳ tu vi, đặt tại một ít tiểu tông môn, đã là lão tổ tông các loại. Thân phận địa vị, ở chỗ này, lại sợ tới mức sợ đến vỡ mật. Làm cho là như thế, trung niên nam tử cũng không khỏi không kiên trì, run giọng nói ra, khởi bẩm sư tôn, cái kia, mấy cái vô cực môn cặn bã còn lại chạy. Chạy. Âu Dương Uy tựa hồ có chút không dám tin, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh ngạc, trong mắt lại hiện lên một vòng huyết sắc. Lúc nào chạy hay sao? Đều chạy người nào? Ít nhất đến lúc này, uy trưởng lão ngữ khí có lẽ hay là rất bình tĩnh đích, sắc mặt cũng rất bình tĩnh. Nhìn không ra hắn tùy thời đều phát tác. Khởi bẩm sư tôn, Lăng Thiên Hoa bọn hắn, mấy người bọn hắn kim đan kỳ tu vi đều chạy. Trung niên nam tử đầu lưỡi tựa hồ cũng đánh cho kết, nói chuyện hàm hàm hồ hồ đích. Tất cả kim đan kỳ tu vi đích, đều chạy. Đúng vậy, sư tôn. Vậy các ngươi là làm ăn cái gì không biết, nhiều người như vậy xem vài người đều xem không ở. Ta dạy là các ngươi nhiều năm như vậy, hàng năm đều hóa rất nhiều linh thạch nuôi các ngươi, không ngờ như thế là nuôi một đám phế vật. Sư tôn thứ tội, đều là đệ tử sai lầm, không nghĩ tới. Không nghĩ tới mấy cái cặn bã còn lại lá gan lớn như vậy, cũng dám một mình chạy trốn. Trung niên nam tử toàn thân mồ hôi lạnh lập tức ướt đẫm trọng y. Không thể tưởng được, ngươi vì sao lại không thể tưởng được, ngươi trường lấy một cái đầu là làm gì dùng hay sao? Bọn họ là cái gì ngươi biết không? Bọn họ là lô đỉnh, chính bọn hắn cũng đoán được, bọn họ là lô đỉnh. Thay đổi là ngươi, ngươi có thể hay không muốn chạy? Nói chuyện, ngươi có thể hay không muốn chạy? Âu Dương Uy chậm rãi đứng dậy, dưới cao nhìn xuống mà nhìn xem hắn, nhàn nhạt hỏi. Muốn chạy. Trung niên nam tử nơm nớp lo sợ mà đáp. Cái này là được rồi. Ngươi muốn chạy, người ta khẳng định cũng muốn chạy a hát. Biết rõ bọn hắn hội chạy, các ngươi còn không tăng mạnh phòng bị, ngược lại đại ý như vậy, làm cho bọn họ. Đều chạy mất, tại đây quan trọng hơn trước mắt, đã không có lô đỉnh. Ngươi biết ý vị như thế nào sao? Âu Dương Uy trong mắt, dần dần sạch bong bắn ra bốn phía. Vâng, sư tôn, đều là đệ tử lỗi, đệ tử sơ sót, đệ tử đáng chết. Trung niên nam tử sợ tới mức hồn phi phách tán, tay giơ lên, nặng nề quất chính mình mấy cái tát, đánh cho bít bít. Rung động, hai bên mặt lập tức tự xưng bắt đầu đứng dậy, đỏ rực đích, giống như đầu heo giống nhau. Đi theo Âu Dương Uy bên người nhiều năm như vậy, không ai so với hắn rõ ràng hơn vị này sư phụ tính tình liễu tương đương. Đã biết rõ bọn hắn chạy, vì cái gì không đi truy. Khởi bẩm sư tôn, đã muốn phái người đuổi theo rồi, xuất động hơn 10 chiếc tuần tra chiến thuyền, rất nhanh sẽ đem những này đồ hỗn trướng đuổi trở về đích. Trung niên nam tử gấp nói gấp. Phải không, tốt nhất là có thể nhanh lên đem bọn họ bắt trở lại, nếu lầm canh giờ, người biết hội có hậu quả gì không? Đúng, đúng, đệ tử minh bạch, đệ tử minh bạch. Liền vào lúc này, lại một gã kim đan trung kỳ tu sĩ phi chạy vào, mặt mũi tràn đầy hoảng loạn vẻ, chạy đến trung niên nam tử bên người. Quỳ một chân trên đất, cung kính thanh âm, khởi bẩm sư tôn, ra. Đã xảy ra chuyện. Lại xảy ra chuyện gì? Âu Dương Uy ánh mắt từ đó năm nam tử trên người thu hồi lại, đã rơi vào trên người của hắn, nhàn nhạt hỏi. Cái kia kim đan trung kỳ tu sĩ cứng lại, lập tức cúi đầu nói ra, cầm lên chấp pháp đường bên kia truyền đến tin tức, phái đi ra đuổi bắt vô cực môn mấy cái cặn bã còn lại hai đội tuần tra đệ tử, đều mất tích. Mất tích là có ý gì? Kim đan trung kỳ tu sĩ cũng bị Âu Dương Uy cái này câu hỏi khiến cho sững sờ đích, rồi lại không dám có chút chần chờ, kỳ nào ngải ngải nói, mất tích chính là mất tích. Cái kia hai đội tuần tra đệ tử, ngay cùng bọn hắn chiến thuyền cùng một chỗ, không hiểu thấu không thấy bóng dáng. Cái kia vô cực môn người đâu này, tại nơi nào, bắt được không có. Đối với hai đội tuần tra đệ tử mất tích, Âu Dương Uy không thèm để ý chút nào. Hạo Thiên Tông chi khổng lồ. Là bình thường trung tiểu tông môn muôn vàn khó khăn tưởng tượng đích. Kim đan đệ tử lấy ngàn mà tính, mất tích hai đội hơn 10 người kim đan đệ tử, được coi là cái gì? Khởi bẩm sư tôn, vô cực môn người, cũng mất tích,
tìm không thấy, hiện tại ngay. Chấp pháp đường thành trưởng lão đều tự thân xuất mã rồi, tạm thời còn không có kết quả. Hừ, một đám phế vật. Âu Dương Uy lạnh lùng theo yết hầu ở chỗ sâu trong tóe ra như vậy mấy chữ đến, sắc mặt âm trầm đắc đáng sợ. Đặt tại 20 năm trước, phô cực môn những này cặn bã còn lại tình hình đến tột cùng như thế nào, hắn chút nào đều không để trong lòng. Với tư cách Hạo Thiên Tông nội đường trưởng lão, đương đại Hạo Thiên Tông chủ cháu ruột nhi, Âu Dương Uy tại trong tông địa vị độ cao, vượt xa hắn thực tế tu vi cảnh giới. Khi hắn còn là một gã kim đan tu sĩ thời điểm, trong tông nguyên anh các trưởng lão tự đối với hắn khách khí, chưa bao giờ dám ở trước mặt hắn dùng trưởng bối tự cho mình là. Bởi vì Âu Dương Uy đã từng tìm được qua thúc thúc hắn Âu Dương Tông chủ chính miệng khích lệ, nói hắn là kiệt xuất tu luyện thiên tài. Như vậy lời bình, Âu Dương Tông chủ đúng vậy cho tới bây giờ đều sẽ không dễ dàng lối ra đích, tung tính toán đối với con trai ruột của mình, tương lai Hạo Thiên Tông Tông chủ, cũng chưa từng đã cho đánh giá cao như vậy. Cho nên Âu Dương Uy ít dùng đảm nhiệm bất luận cái gì trước sự tình phân công, chỉ cần tập trung tinh thần tu luyện. Tông môn đưa hắn liệt vào ưu tiên thuận vị đẳng cấp cao nhất giai. So với hắn ưu tiên thuận vị càng gần phía trước đích, chỉ có thiếu tông chủ cùng mấy vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Tất cả cần dùng tài liệu, linh đan linh dược, đều ưu tiên cung ứng hắn, hơn nữa có cơ hồ hoa không hết linh thạch. Nếu như tại phàm tục thế giới, Âu Dương Uy tựu là một gã mạnh mẽ ăn chơi thiếu gia, hơn nữa cũng sớm đã bị làm hư liễu tương đương. Vô cực môn mấy cái cặn bã còn lại, như thế nào lại đặt ở Uy trưởng lão trong mắt? Thẳng đến 20 năm trước. Tông môn quyết định do hắn kiêm tu vô cực môn hạo nhiên chính khí, vô cực môn những này còn sót lại đệ tử cấp thấp, mới lần đầu tiên tiến pháp nhãn hắn. Tông môn y đạo cao thủ tự mình phối trí mạnh nhất hiệu đan dược, do chuyên môn chấp pháp đệ tử giám thị vô cực môn đệ tử nuốt xuống dưới, trong thời gian ngắn nhất, đem tiềm lực của bọn hắn toàn bộ kích phát ra đến. Sau đó, bọn hắn tân tân khổ khổ tu luyện ra đến hạo nhiên chính khí, liền một người tiếp một người chuyển rời đến Âu Dương Uy trong cơ thể. Hạo nhiên chính khí bác đại tinh thâm, vốn là 20 năm thời gian xa xa không đủ hắn tu luyện tới hôm nay cảnh giới, nhưng có loại này phách đạo thái bổ phương pháp, hơn 10-20-20 năm thêm vào cùng một chỗ, nhưng lại vậy là đủ rồi. Tuy nhiên còn cản không nổi hắn bản môn công pháp thâm hậu như vậy, chỉ cần tiếp qua 1-20 năm, có thể đại công cáo thành. Ai ngờ tại đây quan trọng hơn trước mắt, đám kia vừa mới, thúc, lô đỉnh, lại tập thể bỏ chạy liễu tương đương. Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Dùng cái loại này phách đạo tuyệt luân thái bổ phương pháp đến tu luyện hạo nhiên chính khí, tuy tiến cảnh thần tốc, nhưng là có một cái cọc không tốt nơi, thì phải là đại công cáo thành trước kia, trên đường quyết không thể dừng lại. Nếu không sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, liên quan hắn tu luyện bản môn công pháp đều hội chịu ảnh hưởng, làm không tốt sẽ cảnh giới đại ngã. Đây là Âu Dương Uy quyết không thể dễ dàng tha thứ đích. Nếu như hắn lần này thật có thể kiêm tu hai nhà chi trường, nói không chừng Hạo Thiên Tông kế tiếp tiến giai hậu kỳ đại tu sĩ chính là hắn, thậm chí ngày sau đặt chân ngộ linh kỳ đều không phải là không có khả năng. Nếu thật là nói như vậy, nói không chừng thúc thúc hắn hội đem tông chủ vị truyền cho hắn, mà không phải truyền cho hắn đường huynh. Tiền đồ giống như gấm. Tuyệt đối tiền đồ giống như gấm. Chạy kim đan kỳ đích, cái kia những người khác đâu? Âu Dương Uy âm hiểm hỏi, ngữ khí băng hàn. Khởi bẩm sư tôn, mặt khác đệ tử cấp thấp vẫn còn. Đệ tử đã đem bọn hắn nghiêm ra trông giữ bắt đầu đứng dậy, tuyệt không cho bọn hắn chạy trốn. Hừ hừ, nếu ngay vài cái trúc cơ kỳ luyện khí kỳ con tôm nhỏ các ngươi đều xem không ở, cái kia muốn các ngươi bọn này phế vật còn có cái gì dùng? Vâng, sư tôn. Kim đan trung kỳ tu sĩ cái này mới ý thức tới, sư tôn, dưới mắt tâm tình quả thực không xong, có lẽ hay là ngậm miệng lại ít nói chuyện thì tốt hơn. Đi, đi bãi săn. Âu Dương Uy hừ lạnh một tiếng. Ống tay áo run lên, liền gia đình nghỉ mát. Vâng, sư tôn. Trung niên nam tử hòa về sau kim đan trung kỳ tu sĩ bể bổn tức cung thanh âm đáp ứng, đồng loạt đứng dậy. Hừ. Âu Dương Uy ánh mắt lạnh như băng mãnh liệt quét tới, dừng lại tại trung niên nam tử trên mặt. Sư tôn. Vốn là vừa mới khôi phục một tia tí ti, huyết sắc trung niên nam tử lại mãnh liệt quỳ xuống, sợ tới mức lạnh run. Phế vật. Âu Dương Uy lại là hừ lạnh một tiếng. Ống tay áo vung lên, một cổ đại lực mãnh liệt ra. Song phương cách đắc gần như thế, trung niên nam tử không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền kêu thảm một tiếng, cả người bay lên trời, hướng xa xa bay đi, miệng hơi mở, trên không trung bỏ ra một chùm huyết vũ. Trọn vẹn bay ra 7-8 trượng xa, mới, phanh, mà một tiếng, nặng nề đụng trên mặt đất, lại há miệng,
máu tươi phun ra thật xa, sắc mặt lập tức trở nên thương trắng như tờ giấy. Âu Dương Uy lại cũng không nhìn hắn cái nào, dưới chân độn quang cùng một chỗ, trực tiếp cách phủ đệ của mình. Cái kia kim đan trung kỳ tu sĩ vội vã đi theo, từ đầu đến cuối, cũng không dám nhìn tới trung niên nam tử liếc. Cứ việc cái kia là sư huynh của hắn. Nhìn qua không trung trong khoảnh khắc hóa làm một người chấm đen nhỏ Âu Dương Uy bóng lưng, nằm ngã xuống đất không ngừng nôn ra máu trung niên nam tử trong mắt sẽ cực kỳ nhanh hiện lên một vòng cực độ oán hận thần sắc. Trong lúc này, trong lòng của hắn ngoại trừ thống hận có lẽ hay là thống hận, ở đâu còn có nửa điểm thầy cho tình cảm. Chương 1099 đau nhức hạ sát thủ bãi săn. Cái này là vô cực môn đệ tử tụ cư chỗ danh xưng. Cực kỳ vũ nhục. Mọi người đều biết, bãi săn là săn bắn chỗ. Tại phàm tục thế giới, nhà đế vương đều có chính mình chuyên trúc bãi săn, cung cấp vương công quý tộc đi săn tiêu khiển. Mà ở Hạo Dương Thành, vô cực môn đệ tử trụ sở, cũng được xưng là bãi săn. Vận mệnh của bọn hắn, đại khái cũng cùng dã thú không sai biệt lắm, là chờ đợi bị người giết lục con mồi. Vài tên kim đan kỳ đồng đạo trốn sau khi đi, còn lại đệ tử cấp thấp sớm đã sợ tới mức không biết làm sao, bị trông coi Hạo Thiên Tông đệ tử xua đuổi đến mật thất dưới đất bên trong, nghiêm gia trông giữ bắt đầu đứng dậy. Tuy nhiên còn lại 30 mấy tên vô cực đệ tử, cao nhất cũng chỉ là trúc cơ hậu kỳ tu vi, uy trưởng lão phủ lại xuất động vài tên trong kim đan hậu kỳ tu sĩ trông giữ, coi như là như lâm đại địch liễu tương đương. Làm cho là như thế, đoàn người có lẽ hay là nhìn không được trong nội tâm lo sợ. Lô đỉnh đào tẩu, mỗi người có thiếu thiệt thòi cương vị công tác. Phút chốc, một đạo bạch sắc độn quang bay vụt mà đến, đúng vậy Âu Dương Uy. Bái kiến sư tôn. Vài tên đệ tử vội vàng nghênh đón tiếp lấy, khom người tuân lệnh. Hừ, Âu Dương Uy sắc mặt tái nhợt. Còn lại cái kia chút ít con sâu cái kiến đâu này. Khởi bẩm sư tôn, còn lại con sâu cái kiến đám bọn họ cũng đã tập trung trông giữ bắt đầu đứng dậy, ngay tại mật thất dưới đất. Hừ, Âu Dương Uy lại là hừ lạnh một tiếng, ống tay áo run lên, không nói hai lời, liền hướng mật thất dưới đất thẳng bắn đi. Vài tên đệ tử hai mặt nhìn nhau. Ai cũng không dám theo sau. Duy chỉ có lúc trước cái kia râu ngắn kim đan trung kỳ tu sĩ không thể làm gì, chỉ phải đi theo ở phía sau. Mật thất dưới đất bên trong, ngọn đèn lờ mờ, 30 mấy tên vô cực đệ tử vây ngồi cùng một chỗ. Nguyên một đám sắc mặt như màu đất, kinh hoàng bất an. Trong ánh mắt tất cả đều là kinh hoàng tuyệt vọng thần sắc. Một gã kim đan hậu kỳ tu sĩ xuất lĩnh lấy vài tên kim đan sơ kỳ đồng môn sư đệ, ở một bên nghiêm ra trông coi. Những này vô cực đệ tử chỉ cần có ai mới mở miệng nói chuyện, cũng sẽ bị nghiêm nghị ngăn lại. Phanh, mà một tiếng vang thật lớn, mật thất đại môn bị đánh trúng nát bấy, đá vụn tứ tán bay vụt. Một đám đệ tử cấp thấp sợ tới mức hét sầm lên, vài tên luyện khí kỳ tầng dưới tiểu đệ tử, thậm chí sợ tới mức khóc ra thành tiếng. Cái này vài tên tiểu đệ tử vừa mới nhập môn, bất quá 10 mấy tuổi niên kỷ, đối với ngoại giới hết thảy đều tỉnh tỉnh mê mê đích, ở đâu trải qua cục diện như vậy. Nếu không phải bị chế trụ yếu huyệt, không thể động đậy. Chỉ sợ sớm đã sợ tới mức khắp nơi tán loạn liễu tương đương. Bụi bặm bên trong, Âu Dương Uy đi nhanh đi đến, hai mắt nhắm lại, mặt chìm như nước, ngày bình thường tao nhã phong độ thân sĩ sớm đã ném ra. Đến trời cao vân ngoại, mà chuyển biến thành là một bộ cực kỳ dữ tợn đáng ghê tởm sắc mặt, phảng phất một đầu thị huyết thành tánh dã thú, tùy thời chuẩn bị nhắm người mà phệ. Vài tên chính đang khóc tiểu đệ tử lập tức liền bị dọa đến không một tiếng động. Ở đây mỗi người cũng có thể thập phần thanh sở địa cảm ứng được người nam nhân trước mắt này trên người phát ra cái kia cổ bạo ngược khí tức, thậm chí có thể tinh tường cảm ứng được nội tâm của hắn cuồng bạo bất an. Cả kia vài tên trông coi Hạo Thiên Tông đệ tử đô trong nội tâm sợ hãi không thôi. Âu Dương Uy dưới mắt dạng như vậy, tuyệt không chỉ có chỉ là tức giận nổi giận, mà là trong cơ thể hắn xác thực đang tại phát sinh nào đó biến hóa. Lại để cho khí tức của hắn trở nên cực kỳ cuồng loạn bạo ngược, tựa hồ tùy thời cũng có thể núi lửa bộc phát. Bóng người lóe lên, Âu Dương Uy liền đi tới một đám vô cực môn đệ tử trước mặt, dưới cao nhìn xuống mà quan sát của bọn hắn, ánh mắt lạnh lùng thị huyết. Rất tốt, còn có hơn 30 cái. Tất cả trúc cơ hậu kỳ tu vi đích, đều lựa đi ra. Âu Dương Uy lạnh như băng nói. Phải sư tôn. Tên kia phụ trách trông coi kim đan hậu kỳ tu sĩ lập tức khom người đáp. Nhanh, trúc cơ hậu kỳ tu vi đều chính mình đứng ra. Sau một lát, 6 gã tuổi trẻ tu sĩ đứng dậy, 4 nam 2 nữ. Trong đó một gã 20 mấy tuổi thiếu phụ đang trổ hoa, rất rõ ràng là còn lại cái này người liên can thủ lĩnh,
còn lại 5 người đều đứng ở bên cạnh của nàng. Thiếu phụ đang trổ hoa ngang ngẩng đầu lên, lạnh lùng cùng Âu Dương Uy đối mặt. Này bọn hắn uống thuốc, nhanh. Âu Dương Uy ánh mắt tại 6 người trên mặt đảo qua, nghiêm nghị thét ra lệnh. Vâng, sư tôn. Kim đan hậu kỳ tu sĩ ôm quyền khom người, lập tức vung tay lên, vài tên kim đan sơ kỳ tu sĩ liền bước nhanh đến phía trước. Người cái này ác tặc, lại muốn lọt hố hại chúng ta. Chúng ta cho dù chết, cũng sẽ không khiến ngươi như nguyện đích. Thiếu phụ đang trổ hoa bỗng nhiên mắng to lên. Mọi người cắn lưỡi tự vận, đừng cho ác tặc thực hiện được. Tốt. Còn lại 5 người đồng loạt kêu lên. Ầm ầm, một hồi nổ mạnh, trong tầng hầm ngầm bỗng nhiên sấm sét điện thiểm, kim quang chói mắt. Cắn lưỡi tự vận, hắc hắc, ở trước mặt ta, muốn tự sát, không có cửa đâu cưng. Âu Dương Uy u ám thanh âm vang lên. Hơi khoảnh, lôi điện tiêu tán, lộ ra 6 gã vô cực đệ tử thân ảnh, chỉ thấy nguyên một đám ngơ ngác đứng ở chỗ đó, miệng há lớn, một không thể động đậy được liễu tương đương. Thiếu phụ đang trổ hoa lại càng mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, trong hai mắt như dục phun ra lửa, chỉ là dãy dụa không được. Rất tốt, ta nhớ ở ngươi, ngươi tính tình rất liệt, ta kỳ thật tự ưa thích giã tính khó thuần nữ nhân. Hắc hắc, nếu không phải ta muốn thái bổ pháp lực của các ngươi, ta còn thật muốn lưu ngươi một cái mạng, hảo hảo hưởng dụng xuống. Nhìn xem ngươi cái này tiểu chân, trên giường là bực nào bộ dáng. Âu Dương Uy trên mặt lộ ra cực kỳ dâm uế thần sắc. Thân thủ khơi mào thiếu phụ đang trổ hoa cái cằm, đường đường một gã nguyên anh trung kỳ tu sĩ, nói chuyện tựa như đồng lưu manh du côn giống nhau, không có nửa phần tiền bối cao nhân phong độ. A hát, đúng rồi, ta đợi tí nữa có thể hạ thủ lưu tình, không đem ngươi hút khô rồi, cho ngươi lưu lại một khẩu khí. Tuy nhiên nói như vậy, ngươi cũng chỉ còn lại có vài ngày thời gian, nhưng hưởng dụng một lần, nên vậy vẫn là có thể đích. Đến, đem bả cái này khỏa chú nhan đan ăn hết. Cũng đừng hư lắm rồi bổn tọa khẩu vị. Âu Dương Uy nụ cười dâm đãng, móc ra một cái bình ngọc, đổ ra một khỏa đậu xanh lớn nhỏ thuốc viên, tay phải ngón cái ngón trỏ nắm bắt, tiểu đầu ngón tay nhọn vỉnh lên bắt đầu đứng dậy, đem cái này khỏa thuốc viên bỏ vào thiếu phụ đang trổ hoa trong miệng. Động tác chi ngả ngớn, ngay hắn vài tên đệ tử đô tự giác xấu hổ. Người cái này ác tặc, chết không yên lành. Cứ việc đã muốn không có thể mở miệng nói chuyện, theo thiếu phụ đang trổ hoa phóng hỏa trong hai mắt. Lại có thể học tới nói như vậy lời nói. Âu Dương Uy cười lạnh liên tục, đem bọn họ áp lên đến. Ừ. Vài tên kim đan tu sĩ cùng thanh âm trả lời, lập tức đem 6 gã bị chế trụ yếu huyệt, một không thể động đậy được vô cực đệ tử bắt giữ lấy trong mật thất, dựa theo sao sao phương vị. Mỗi cái phương vị thượng an bài một người khoanh chân ngồi xuống, mặt hướng pháp trong trận. Âu Dương Uy thân thể nhoáng một cái, đã đến pháp trong trận. Kim đan hậu kỳ tu sĩ xuất lĩnh lấy vài tên sư đệ, tại đã bị nổ nát mật thất lối vào kính cẩn đứng thẳng. Xem như sư phụ hộ pháp. Cứ việc tại đây Hạo Dương thành trong, không có khả năng có người dám cùng Hạo Thiên Tông đối nghịch, coi như là tại Lộ Thiên phía dưới thi pháp, cũng là tuyệt đối an toàn đích, nhưng bọn hắn thân làm đệ tử, tự nhiên muốn hảo hảo bề ngoài hiện lòng trung thành của mình. 6 gã vô cực đệ tử bị phục dược hoàn về sau, nguyên một đám mặt đỏ tới mang tai, hai mắt lồi ra. Đan điền khí hải nơi giống như nấu phí giống nhau. Chân nguyên pháp lực không ngừng bốc lên, trên cổ gân xanh nổi lên. Nhìn về phía Âu Dương Uy trong ánh mắt, tràn đầy thống hận vẻ. Âu Dương Uy nhìn chung quanh đi qua, cười lạnh một tiếng, nói ra, ta biết rõ ngươi không phục, nhưng này thì phải làm thế nào đây? Tu chân giới nguyên vốn là người mạnh là vua, các ngươi vô cực môn đã xuống dốc ngàn, nhiều năm, bị người khi dễ đó là đương nhiên. Các ngươi những này con sâu cái kiến. Chẳng lẽ còn dám kháng cự bản trưởng lão không được? Nếu như người khác đều là con sâu cái kiến, cái kia xin hỏi các hạ lại là vật gì đâu này? Liền vào lúc này, một cái nhàn nhạt thanh âm tại cửa ra vào vang lên. Ai? Âu Dương Uy bỗng nhiên mà dậy, mãnh liệt hướng mật cửa phòng nhìn lại. Lại chỉ thấy một gã áo trắng nam tử vươn người ngọc lập, đứng ở mật thất ngoài cửa, dưới cao nhìn xuống mà nhìn qua hắn. Thần sắc nghiêm nghị, trong mắt lóe ra ánh mắt phẫn nộ. Đúng vậy Tiêu Phàm, ngươi là người phương nào? Tên kia kim đan hậu kỳ tu sĩ chấn động, lập tức bạo giận lên. Vốn là đào tẩu vài tên kim đan kỳ lô đỉnh, bọn hắn liền cũng đã là người chờ xử tội, thật vất vả sư phụ không có truy cứu. Muốn cầm những này vô cực môn người thái bổ luyện công rồi lại người như vậy không hiểu thấu mà chạy tới làm dối. Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Cút! Tiêu Phàm quát lạnh một tiếng. Lớn mật cuồng đồ! Kim đan hậu kỳ tu sĩ giận tím mặt,
không cần suy nghĩ, trong tay lôi chùy nhoáng một cái, muốn hướng Tiêu Phàm phóng ra. Mặc kệ người kia là ai, cũng không quản hắn khỉ gió là vào bằng cách nào, dám đến nơi đây quấy rối, vậy thì giết chết vô luận. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, cánh tay phải vừa nhấc, bay bổng một trường theo như ra. Tên kia kim đan hậu kỳ tu sĩ chỉ cảm thấy một cổ bàng nhiên sức lực vào đầu bao phủ mà hạ, ngay nửa phần kháng cự chi lực đều không có, hai đầu gối mềm nhũn, phù phù, một tiếng quỳ xuống, không khỏi quá sợ hãi, lập tức mặt mũi tràn đầy kiếm được đỏ bừng, cuồng thúc đan điền pháp lực, đã nghĩ đứng dậy. Một hồi làm cho người sởn hết cả gai ốc, kéo kẹt, thanh âm tại trong mật thất chấn vang lên. Đó là người này tu sĩ toàn thân các đốt ngón tay bạo vang lên thanh âm. Hắn đem hết toàn lực muốn đứng lên. Vừa thấy mặt, liền đối tay trường cái dạng gì tử đô không thấy rõ ràng, tự bị ép tới quỳ xuống, cái này thể diện ném đi được rồi, sau sư phụ truy cứu tới, có thể ăn tội không dậy nổi. Nhưng người nào cũng biết, Hạo Thiên Tông trưởng lão bên trong, nhất sĩ diện đúng là uy trưởng lão. Chỉ tiếc, tại Tiêu Phàm trước mặt, đây hết thảy đều là phí công. Răng rắc, một tiếng càng thêm làm cho người sởn hết cả gai ốc giòn vang truyền ra. Ngay sau đó, chính là liên tiếp, răng rắc, thanh âm. Âu Dương Uy người này đẳng cấp cao đệ tử, cứ như vậy nằm sấp trên mặt đất, toàn thân gân cốt từng khúc vỡ vụn, lại không bất kỳ thanh âm gì truyền ra, như vậy đi đời nhà ma, bị cái này bàng nhiên sức lực ép tới phấn thân toái cốt. Âu Dương Uy hai hàng lông mày mãnh liệt dương bắt đầu đứng dậy. Không thể nghi ngờ, hắn theo Tiêu Phàm ra trong tay, cảm nhận được nào đó cực kỳ quen thuộc khí tức. Chỉ là hắn rốt cuộc không nghĩ tới. Lại vẫn có người đem Hạo Nhiên chính khí luyện đến cao như vậy sâu tình trạng, trong khoảng thời gian ngắn, có chút không dám xác định. Mắt thấy sư huynh bị mất mạng, còn lại vài tên kim đan sơ kỳ đệ tử sợ tới mức hồn phi phách tán, cũng bất chấp sư phụ ngay tại phụ cận, phát một tiếng hô, tứ tán chạy trốn. Tiêu Phàm tay phải năm ngón tay gảy nhẹ, từng đạo ngân sắc tia chớp ở giữa không trung di động hiện ra, mãnh liệt hướng bọn hắn truy kích mà đi. Không tốt! Sư tôn cứu mạng! Vài tên kim đan sơ kỳ đệ tử âm thanh hét thảm lên, kinh hoàng vô cùng. Chỉ tiếc cái này lúc sau đã muộn, cho dù Âu Dương Uy giờ phút này ra tay cũng đã không kịp cứu bọn họ. Tiếng sét đánh ở bên trong, vài tên kim đan sơ kỳ đệ tử đô bị lôi điện đánh trúng trên đỉnh đầu, ầm ầm đến mà, trong nháy đã bị Tiêu Phàm diệt sát đắc sạch sẽ. Từ xuất đạo đến nay, Tiêu Phàm rất ít hạ qua như vậy ra tay ác độc. Thật sự Hạo Thiên Tông những người này lấy mạnh hiếp yếu, khinh người quá đáng. Đã muốn vượt ra khỏi Tiêu Phàm điểm mấu chốt, này đây ra tay hào bất dung tình, một kích giết chết. Chương 1100 đại trưởng lão phân phó. Âu Dương Uy lại không có chút nào kinh ngạc, càng không có chút nào rất là tiếc, chỉ là gắt gao nhìn thẳng Tiêu Phàm, trong mắt lộ ra cực độ thần sắc tham lam. Hạo Nhiên chính khí, ngươi cũng là vô cực môn truyền nhân. Âu Dương Uy ngữ khí thậm chí có chút ít mừng rỡ như điên liễu tương đương. Tiêu Phàm chậm rãi về phía trước. Đi vào trước mặt hắn hơn 10 bước nơi, dừng bước, lạnh lùng nhìn xem hắn. Âu Dương Uy tựa hồ bỗng nhiên ý thức được chính mình thất thố, đứng thẳng người, thay nụ cười ưu nhã, ôm quyền nói ra, tại hạ Âu Dương Uy, Hạo Thiên Tông, nội đường trưởng lão, không dám thỉnh giáo đạo hữu cao tính đại danh. Ta là Tiêu Phàm. Tiêu Phàm. Âu Dương Uy chấn động, xét đánh một tiếng, một kiện kim lóng lánh khôi giáp liền đã bọc tại trên người của hắn, phải tay vừa lộn. Cầm một thanh ánh vàng rực rỡ lôi chùy, mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng, ánh mắt cũng tại mọi nơi siêu tầm, ngay con mắt đều không có xem Tiêu Phàm liếc. Rất hiển nhiên, Âu Dương Uy sợ hãi cũng không phải Tiêu Phàm, mà là cùng Tiêu Phàm cùng một chỗ thiên hay tiên tử. Với tư cách Hạo Thiên Tông nội đường trưởng lão, hắn không có khả năng không rõ ràng lắm bổn tông trước đó không lâu phát ra huyền thưởng lệnh nội dung. Tiêu Phàm bỗng nhiên ở chỗ này hiện thân, chẳng phải là nói, thiên hay tiên tử ngay tại lân cận. Chính là một gã nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, tuy không tha trong mắt hắn, nhưng thiên hay tiên tử như vậy thành danh đã lâu đại tu sĩ, tự lại khác đương làm đừng luận. Tiêu Phàm chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn, khóe miệng hiện lên một tia cực nhạt mỉa mai ý. Âu Dương Uy lập tức lại phục hồi tinh thần lại, có chút tự giễu mà ha ha cười một tiếng, nói ra, gọi được Tiêu đạo hữu chê cười, nơi này là Hạo Thiên Tông tổng đàn, cái kia yêu nữ cho dù có gan lớn như trời tử, cũng không dám xông tới. Chui đầu vô lưới. Vì đối phó thiên hay tiên tử, Hạo Thiên Tông lúc này thật sự làm thập phần sung túc chuẩn bị, thiên hay tiên tử chỉ cần tại Hạo Dương Thành vừa lộ mặt, lập tức cũng sẽ bị Hạo Thiên Tông tinh diệu đại trận trinh biết, sau đó tiến hành vây bắt. Bí mật này,
thậm chí tính cả vì Hạo Thiên Tông trưởng lão Tô Thiên Phong đều cũng không hiểu biết, Âu Dương Uy tại trong tông địa vị xa cao hơn Tô Thiên Phong, thuộc về trọng yếu nhất thành viên, hắn tự nhiên biết rõ. Huống hồ, Âu Dương Uy vừa rồi thần niệm thò ra, cũng không có tại phụ cận tìm được một danh khác nguyên anh cao thủ khí tức, trong nội tâm lại càng đại định, đối mặt Tiêu Phàm, lập tức lại trở nên khí định thần nhàn bắt đầu đứng dậy. Nếu như thiên hay tiên tử ở chỗ này, còn cho phép các hạ tự khoe sao? Âu Dương Uy mỉm cười nói, Tiêu đạo hữu không khỏi đem đồng bạn của ngươi xem quá cao. Nàng là hậu kỳ đại tu sĩ không giả, nhưng bị đuổi giết nhiều năm như vậy, nhiều lần lọt vào cùng giai tu sĩ vây công, chỉ sợ sớm đã thân chịu trọng thương, không? Nữa toàn thịnh thời kỳ cảnh giới A, một cái cảnh giới đại ngã hậu kỳ tu sĩ, tại nào đó trong mắt, cũng không coi là nhiều sao rất cao minh. Muốn bắt hạ nàng, cũng chỉ là bình thường mà thôi. Ta chỉ là không có nghĩ đến, Tiêu đạo hữu dĩ nhiên là vô cực truyền nhân. Điểm này, xác thực vượt quá tại hạ dự kiến. Ngạo nghễ khí, toàn bộ không cái gì thu liễm. Vô cực môn cặn bã còn lại, theo lý sớm nên diệt giết sạch rồi, mấy trăm năm qua, lại chưa từng nghe qua bất cứ tin tức gì. Sao còn sẽ có bỏ sót, Tiêu đạo hữu rõ ràng còn tu luyện đến nguyên anh cảnh giới. Chẳng lẽ Tiêu đạo hữu chủ tu công pháp, cũng không phải Hạo Nhiên chính khí. Tiêu Phàm lạnh lùng nói ra, vô cực môn cùng Hạo Thiên Tông rốt cuộc có gì thù hận, như ngươi vậy thống hận bổn môn. Thù hận? Không có. Âu Dương Uy lắc đầu liên tục, mặt mũi tràn đầy không quan tâm thần sắc. Một điểm thù hận đều không có, ngươi cũng không muốn muốn, chỉ bằng các ngươi vô cực môn hiện tại nơi này người xa cơ thất thế bộ dáng, còn đáng giá chúng ta Hạo Thiên Tông đến cùng ngươi kết thù kết oán. Tiêu đạo hữu, thỉnh cầu ngươi nhìn rõ ràng, tại đây hơn 30 tên đệ tử, đều là các ngươi vô cực môn truyền thừa. Nếu không phải là chúng ta Hạo Thiên Tông lòng từ bi, những này oát con sớm đã bị giết sạch rồi. Các ngươi vô cực môn còn có thể truyền thừa đến hôm nay sao? Chúng ta Hạo Thiên Tông đúng vậy danh môn chính tông. Âu Dương Uy vừa cười vừa nói, mang theo rõ ràng vui cười cùng khinh thường ý. Thân là chính đạo thập đại tông môn tông chủ cháu ruột nhi, Âu Dương Uy loại này cao cao tại thượng hài lòng tâm tính, thật cũng không tính toán không bởi vì. Dùng chúng ta vô cực đệ tử vì lô đỉnh phương pháp xử lý, là ai nghĩ ra được? Là ngươi sao? Tiêu Phàm ngữ khí càng thêm lạnh như băng. Quen thuộc người của hắn cũng biết, Tiêu Phàm đây là thật sự nổi giận. Cái này bạo ngược hung tàn, cuồng vọng vô tri Âu Dương Uy, tại Tiêu Phàm trong nội tâm, đã muốn liệt vào phải giết loại người. Đối với hắn, Tiêu Phàm không có chút nào thủ hạ khoan dung cách nghĩ. Ha ha, lúc này ngươi nhưng lại đã đoán sai. Cái chủ ý này, thật không là ta nghĩ ra được, là chúng ta Hạo Thiên Tông đại trưởng lão nghĩ ra được. Nếu không phải nàng lão nhân ra tự mình điểm danh đạo tính, để cho ta tu luyện các ngươi Hạo Nhiên chính khí, ngươi cho rằng ta hội tại loại này loạn thất bát tao công pháp thượng lãng phí thời gian sao? Chúng ta Hạo Thiên Tông, Hạo Dương Quyết, mới thật sự là chính đạo công pháp. Hạo Dương thần lôi, thiên hạ chí dương, quét ngang hết thảy tà ma ngoại đạo. Cần gì phải đi luyện một cái người xa cơ thất thế công pháp gì? Bỏ bản cầu mặt chuyện ngu xuẩn, ai nguyện ý làm? Âu Dương Uy mỉm cười nói, nhìn về phía trên. Hắn cũng không phải cố ý muốn chọc giận Tiêu Phàm, tự hồ chỉ là ở tự thuật một sự thật. Đủ thấy trong lòng hắn, xác thực chính là nghĩ như vậy. Nhưng người bây giờ đang ở làm. Tiêu Phàm cũng không tức giận, chỉ là lạnh lùng nói ra. Âu Dương Uy nhìn hắn một cái, bỗng nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra ta trước kia không biết Tiêu đạo hữu là vô cực truyền nhân, lần này, chỉ sợ là đại trưởng lão không ra. Nàng lão nhân ra nói, muốn mở ra thiên hay cung bí điện. Nếu có tu luyện qua Hạo Nhiên chính khí vô cực truyền nhân cũng có thể đi. Ta lúc trước còn tín chi không nghi ngờ, đúng vậy. Hắc hắc, lúc này đại trưởng lão hẳn là thật sự không ra. Tiêu Phàm hai hàng lông mày có chút dương bắt đầu đứng dậy. Không chỉ nói Âu Dương Uy rất kinh ngạc, ngay hắn đều cảm thấy rất kinh ngạc. Tu luyện qua Hạo Nhiên chính khí vô cực truyền nhân cũng có thể đi vào bí điện. Nếu quả thật có biện pháp như vậy, thiên hay tiên tử vì cái gì không nói cho hắn. Đương nhiên, thiên hay tiên tử cũng không có muốn nói cho hắn biết, chính cô ta có thể đi, làm gì đem bí mật này nói cho Tiêu Phàm. Nguyên lai là các ngươi một mực đều ở đánh thiên hay cung bí điện chủ ý. Âu Dương Uy chắc chắn nói, đó là tự nhiên, nói như thế nào thiên hay cung cũng là vạn năm truyền thừa. Lịch đại tích xúc thứ tốt, khẳng định không tại số ít. Chúng ta vì bắt yêu nữ kia, khai ra này dạng lớn treo giải thưởng, cũng không thể làm lỗ vốn mua bán A. Tựa hồ rất kinh ngạc, Tiêu Phàm rõ ràng sẽ hỏi ngu xuẩn như vậy vấn đề.
Được rồi, Tiêu đạo hữu, vẫn luôn là ngươi đang ở đây hỏi ta, hiện tại cũng nên đến phiên ngươi trả lời tại hạ mấy vấn đề liễu tương đương. Tiêu đạo hữu là ở đâu vô cực chi nhánh? Như thế nào trước đó, chúng ta ngay một điểm tin tức đều không nghe thấy. Âu Dương Uy nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Phàm, nhiều hứng thú. Tiêu Phàm nhàn nhạt hỏi ngược lại, đây là ngươi rất trọng yếu sao? Không, không trọng yếu. Chỉ có đại trưởng lão mới cảm thấy điều rất trọng yếu này, nàng lão nhân gia luôn nói, ngàn năm trong vòng, vô cực môn sẽ xuất hiện một cái kỳ tài ngút trời, lại để cho vô cực môn cho tàn lại cháy, a hát, nàng lão nhân gia nói rất đúng, đông sơn tái khởi, hắc hắc. Cho nên bất kỳ một cái nào tu luyện tới kim đan hậu kỳ vô cực môn đệ tử, tại nàng lão nhân gia trong mắt đều là phải giết loại người. Huống chi đạo hữu rõ ràng còn ngưng kết nguyên anh, nếu để cho đại trưởng lão biết được, chỉ sợ sẽ tự mình ra tay lấy tính mệnh của ngươi liễu tương đương. Nhìn về phía trên đạo hữu cũng không vui lại để cho quý tông đại trưởng lão tự mình ra tay a hát. Đó là tự nhiên, nàng lão nhân ra tự mình xuất thủ, ta còn có cái gì niềm vui thú. Không dối gạt Tiêu đạo hữu nói, ta đã thật lâu không có thống thống khoái khoái chém giết qua rồi, đạo hữu hẳn là rất không tệ đối thủ, có thể cho ta đánh thống khoái. Hy vọng đạo hữu không để cho ta thất vọng. Âu Dương Uy nhìn xem Tiêu Phàm, trên mặt lộ ra kích động thần sắc. Rất tốt, ta cũng vậy rất muốn lĩnh giáo thoáng một tí quý tông Hạo Dương thần lôi. Bất quá chúng ta giao thủ thời điểm, cái này vài tên đệ tử muốn cam đoan an toàn của bọn hắn. Cái này tự nhiên. Âu Dương Uy ống tay áo run lên, cái kia sáu gã một không thể động đậy được vô cực môn đệ tử cấp thấp liền nguyên một đám bay lên, hướng bên kia vô cực môn đệ tử bầy chung bay đi. Có Tiêu đạo hữu vị này nguyên anh tu sĩ, còn muốn những này tiểu con sâu cái kiến làm cái gì? Chỉ cần ta hút khô rồi ngươi chân nguyên pháp lực, lập tức có thể cùng chúa của ta xây công pháp tan ra làm một thể, thực lực tăng nhiều. Nói không chừng rất nhanh có thể trùng kích hậu kỳ bình cảnh liễu tương đương. Nếu thật là trùng kích bình cảnh thành công, tại hạ nhất định hảo hảo tế điện thoáng một tí Tiêu đạo hữu vong linh. Ha ha! Âu Dương Uy ngửa mặt lên trời cười ha hả, tiếng cười cực kỳ đắc ý. Tuy nhiên vừa rồi Tiêu Phàm vừa vào cửa tự diệt giết được hắn vài tên đệ tử. Nhưng chính là mấy cái kim đan kỳ cấp thấp tu sĩ, tại Âu Dương Uy trong mắt bất quá là con sâu cái kiến loại tiểu nhân vật, được coi là cái gì. Diệt sát những này tiểu con sâu cái kiến, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn đã nói lên không cái gì. Âu Dương Uy đặt chân nguyên anh cảnh giới rất nhiều năm, liếc thấy được đi ra, Tiêu Phàm đưa thân nguyên anh tu sĩ hàng ngũ thời gian cũng không dài, chính là một cái ngay cảnh giới đều chưa hoàn toàn vững chắc sơ kỳ tu sĩ, muốn cùng hắn phóng đúng, quả thực chính là tự tìm đường chết. Lớn như vậy bổ, linh dược, tự động đưa tới cửa đến, đó là từ chối thì bất kính liễu tương đương. Tiêu Phàm theo giơ tay lên, thập mấy cái trận kỳ trận bàn bắn ra, trong khoảnh khắc liền chui vào mật thất cửa vào không thấy bóng dáng. Âu Dương Uy lẳng lặng nhìn xem, cũng không ngăn trở, cười lạnh nói, Tiêu đạo hữu tâm tư rất kín đáo, còn sợ bị những người khác có biết không? Ngươi cho rằng ngươi thật sự còn có thể từ nơi này đi ra ngoài. Tiêu Phàm nhàn nhạt nói ra, giết ngươi cũng không khó. Chỉ là không muốn kinh động quá nhiều người mà thôi. Tại đây dù sao cũng là các ngươi Hạo Thiên Tông hang ổ. Âu Dương Uy ánh mắt nghiêm túc, hai mắt mị phùng, lạnh lùng nói ra, phải không? Xem ra đạo hữu đối với chính mình rất tự tin a hát. Loại người như ngươi người, ta thấy nhiều lắm rồi, tại tiểu chỗ tu luyện, một thành trên đất, thật vất vả mới có thể ra một cái nguyên anh tu sĩ, xưng tôn xưng tổ, cao cao tại thượng thói quen. Thật đúng là cho là mình thiên hạ vô địch không được. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, lại không mở miệng. Thanh sáng lóng lánh bên trong, long lân giáp di động hiện ra, đưa hắn toàn thân đều bao vây lại. Từ hắn ngưng kết nguyên anh về sau, cùng giai tu sĩ giao thủ chưa từng bại tích, chỉ có điều còn không từng nhận thức chăm chú thực cùng một gã nguyên anh trung kỳ tu sĩ đơn đả độc đấu qua. Thực tế đây là tại Hạo Thiên Tông tổng đàn, vì vậy vừa lên đến liền chuẩn bị tế ra long lân kiếm trận. Luận công kích chi sắc bén. Long lân kiếm trận có lẽ còn không phải mạnh nhất đích, lại nhất kín đáo. Hắn chẳng những phải đánh bại Âu Dương Uy, vẫn không thể lại để cho hắn chạy trốn. Đả bại một gã nguyên anh trung kỳ tu sĩ cùng diệt sát một vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ, là hoàn toàn bất đồng hai chuyện khác nhau. Chương 1101 giao phong. Và có chút ý tứ. Mắt thấy Tiêu Phàm như lâm đại địch, Âu Dương Uy lại khóe môi nhếch lên mỉm cười, một bộ dù bận vẫn ung dung bộ dạng. Thân là Hạo Thiên Tông trọng yếu nhất thành viên, thân thể của hắn ra xa không phải bình thường nguyên anh trung kỳ tu sĩ có thể so sánh đích, có được bảo vật nhiều,
bình thường Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ khả năng ngay nghe đều chưa nghe nói qua. Cái này vắng vẻ chi địa đến tiểu bối, vừa mới ngưng kết Nguyên Anh mà thôi, có thể có cái gì lợi hại bảo vật. Đợi cho Long Lân giáp di động hiện ra, Âu Dương Uy mới cảm giác mình tựa hồ có chút hít dò xét cái này hậu sinh. Cái này áo giáp phía trên, vậy mà tản mát ra cực phẩm pháp bảo tài có linh lực chấn động, hơn nữa mang theo thượng cổ hồng hoang khí tức. Tung tính toán Hạo Thiên Tông là siêu cấp lớn tông, thượng đẳng cực phẩm pháp bảo, thế nhưng cũng ít khi thấy. Không ít Nguyên Anh trưởng lão, có thể có một việc phòng chế cực phẩm pháp bảo phòng thân, cũng đã rất tốt. Nhưng Âu Dương Uy kinh ngạc, cũng không hơn. Một kiện cực phẩm pháp bảo, tuyệt không đến mức lại để cho hắn quá sợ hãi. Và đây là cái gì yêu thú tài liệu luyện chế mà thành hay sao? Còn giống như không tệ bộ dạng. Âu Dương Uy cười hỏi, ngữ khí thập phần thoải mái. Tiêu Phàm nhàn nhạt nói ra, ly thuồng luồng. Và thuồng luồng, khó trách mang theo viễn cổ hồng hoang khí tức, loại này giao long huyết mạch truyền thừa đủ đã lâu đích, bất quá chính là quá tạp rồi, cũng không phải là thượng phẩm. Âu Dương Uy vốn là cảm thấy kinh ngạc, lập tức liền khôi phục như thường, nhưng mà có thể sử dụng vị thành niên ly thuồng luồng tài liệu luyện thành cực phẩm pháp bảo, xem ra ngươi tìm cái vị kia luyện khí sư tiêu chuẩn cũng không tệ lắm. Và sao có thể xác định là vị thành niên ly thuồng luồng? Và là tự nhiên, dùng các hạ bổn sự, chẳng lẽ còn có thể săn giết trưởng thành ly thuồng luồng? Cho dù cái này vị thành niên ly thuồng luồng, chỉ sợ cũng không phải ngươi săn giết a. Cũng không biết ngươi đi cái gì vận, rõ ràng cho ngươi nhặt được cái có sẵn. Âu Dương Uy có chút khinh thường nói. Không thể không nói, người này ánh mắt quả thực không tệ. Này đầu ly thuồng luồng xác thực không phải Tiêu Phàm một mình săn giết đích. Cũng thật sự giết không được. Âu Dương Uy đánh giá thanh lóng lánh Long Lân giáp, mỉm cười nói, ta vốn chỉ là muốn hút làm ngươi chân nguyên. Không nghĩ tới còn có thể thuận tiện tìm được một kiện cực phẩm pháp bảo, xem ra nay thiên vận khí cũng không tệ lắm. Và sao, vậy thì xem các hạ có hay không bổn sự như vậy rồi. Tiêu Phàm thủ đoạn một phen, màu đỏ sẫm viêm linh chi lưỡi kiếm di động hiện ra, phong duệ mũi đao tà tà chỉ hướng mặt đất. Và chui, này đao tựa hồ cũng có chút trò, nhìn không ra, các hạ tu vi không cao, trên người thứ tốt, cũng không phải thiếu. Âu Dương Uy không khỏi tấm tắc không ngớt lời, đối với Tiêu Phàm càng thêm cảm thấy hứng thú. Viêm linh chi trên mũi dao lộ ra viễn cổ khí tức, thậm chí so Long Lân giáp còn muốn trọng. Đủ thấy cái này binh khí chỗ bất phàm. Tiêu Phàm song đao trong tay, chậm rãi giơ cao khỏi đỉnh, hạo nhiên chính khí dần dần hướng viêm linh chi lưỡi kiếm quán chú mà vào. Trong chốc lát, màu đỏ sậm đao phong tự biến thành màu lam nhạt, mật thất độ ấm bỗng nhiên cấp tốc bay lên, tung xem như hơn 10 trượng bên ngoài vô cực môn giá thấp đệ tử, cũng nguyên một đám mồ hôi đầm đìa, há hốc mồm, không ngừng thở dốc. Và là tinh viêm chi lực, không tệ không tệ, càng ngày càng có ý tứ rồi. Âu Dương Uy như trước lưng cõng hai tay, nhàn nhạt mà nhìn xem Tiêu Phàm. Mỉm cười nói. Và đao. Và linh, dấu lớn. Tiêu Phàm hai mắt mãnh liệt mở ra, hét lớn một tiếng, thật dài viêm linh chi lưỡi kiếm. Mãnh liệt về phía trước nhanh bổ ra. Một đạo mắt thường có thể thấy được màu lam nhạt cuộn sóng, cuồn cuộn về phía trước. Ngay tại viêm linh chém bổ ra đồng thời, Long Lân giáp thượng thanh sáng lóng lánh. 72 tấm long lân hướng 4 phương 8 hướng bắn ra. Khoảng cách liền ẩn vào trong hư không, không thấy bóng dáng. Viêm linh chém nguyên vốn là có che giấu tai mắt người ý. Và chút ý tứ. Âu Dương Uy nhẹ nhàng cười một tiếng, nhẹ nhàng vỗ tay một cái, một mặt phong cách cổ xưa gương đồng bắn ra, đón gió nhoáng một cái, hóa thành hơn một xích lớn nhỏ, phát ra một cổ hoàng mông mông sáng bóng, hướng màu xanh ra trời sóng lửa đón đánh đi lên. Đạo kia hoàng mông mông màn sáng, phảng phất có hình vật, màu xanh ra trời sóng lửa va chạm tại màn sáng phía trên, lập tức tựa như cùng kinh đào vỗ bờ giống nhau, vòng lại trở về. Vòng lại tốc độ xa so về phía trước tốc độ nhanh hơn, trong nháy mắt, liền trở về Tiêu Phàm trước người. Tiêu Phàm bên ngoài thân hiện ra một cái màu lam nhạt vòng bảo hộ, đem tất cả tinh viêm chi lực đều hấp thu xuống. Trong nội tâm thầm giật mình, đây là lần đầu đụng phải có thể vòng lại viêm linh chém bảo vật. Âu Dương Uy mặt này cổ kính nhìn như phong cách cổ xưa, nhưng lại có không thể tưởng tượng nổi phòng hộ uy năng. Và cái này ly thuồng luồng áo giáp, là thủy thuộc tính bảo vật, chui. Này đao nhưng lại thuần khiết tinh viêm chi lực, xung khắc như nước với lửa. Tiêu đạo hữu, ngươi thật đúng là để cho ta lau mắt mà nhìn a hát. Phong cách cổ xưa gương đồng tại Âu Dương Uy đỉnh đầu chậm rãi xoay tròn lấy, nhàn nhạt hoàng sắc quang mang đưa hắn toàn thân đều bao phủ trong đó.
và hạ mặt này cổ kính, có thể chống cự pháp thuật công kích, lại không biết có thể hay không chống cự pháp bảo bản thể trực tiếp công kích. Tiêu Phàm nhẹ giọng hỏi. Bình thường có thể chống cự pháp thuật công kích pháp bảo, tự khó có thể chống cự pháp bảo bản thể công kích, trái lại cũng thế. Cái loại này toàn năng pháp bảo, cực kỳ hiếm thấy. Và hữu không ngại thử xem. Âu Dương Uy Hào không hấp tấp, vừa cười vừa nói. Nơi này chính là Hạo Thiên Tông tổng đàn, hắn có thời gian cùng kiên nhẫn cùng Tiêu Phàm chơi, thời gian kéo đắc lại lâu hắn đều không lo lắng. Và chính muốn thử xem. Tiêu Phàm nhàn nhạt nói ra, bấm tay gảy nhẹ, một thanh đen nhánh đoản đao, bắn ra, trong chốc lát ma khí cuồn cuộn. Đúng vậy, hắc ma đao. Và ma nhận. Lúc này Âu Dương Uy thật sự lắp bắp kinh hãi. Vô cực truyền nhân vậy mà biết sử dụng ma nhận. Và chính là một thanh ma nhận, cũng muốn quát tháo. Âu Dương Uy lập tức sắc mặt trầm xuống, trong tay lôi chùy nhẹ nhàng dương lên, tính ra đạo kim sắc tia chớp theo phương hướng bất đồng, hướng về hắc ma đao nhanh bổ mà xuống. Hạo Dương thần lôi là nổi tiếng nhất chí dương thần lôi, chính là các loại ma đạo công pháp cùng ma đạo binh khí tử địch. Cái này họ Tiêu Hậu Sinh cũng dám ở trước mặt hắn vận dụng ma khí, quả thực chính là tự tìm phiền toái. Và tính ra đạo kim sắc tia chớp vài chỉ trong nháy mắt đồng thời đánh trúng hắc ma đao. Lại để cho Âu Dương Uy giật mình, tình hình đã xảy ra, hắc ma đao vậy mà tại đây trong chốc lát mất đi bóng dáng, sau một khắc hiện thân ra thời điểm, đã đến cổ mặt kính trước, gần trong gang tấc. Và lưỡi kiếm hư hóa. Một lời không tất, đinh, mà một tiếng, hắc ma đao ở giữa phong cách cổ xưa gương đồng. Giống như Tiêu Phàm đoán trước cái kia dạng, cổ kính một tiếng gào thét. Hào quang bỗng nhiên ảm đạm, đảo mắt hóa thành vài tấc lớn nhỏ. Mặt kính thượng nhiều hơn một đạo đen nhánh vết đao, vậy mà linh khí tổn hao nhiều. Và rất tốt, một chiêu này ta lại là không nghĩ tới. Ở trước mặt người ngoài trước sau như một phong độ ưu nhã uy trưởng lão rốt cục có chút trang không nổi nữa, sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt, thoáng cái trở nên thập phần âm lãnh. Và nghĩ đến trước sau như một tự xưng là danh môn chính tông vô cực truyền nhân, rõ ràng còn biết sử dụng ma khí. Hắc hắc, quả nhiên là ném các ngươi lão tổ tông mặt a hát. Tiêu Phàm cử động tay khẽ vẫy, đem hắc ma đao thu trở về, nhàn nhạt nói ra chính tả chi phân. Không tại ở ngươi sử dụng cái gì binh khí, tâm chính tắc chính là thuật chính, tâm bất chính, dù cho ngươi lại tự xưng là danh môn chính tông, lại tự xưng là chính đạo vệ sĩ, cuối cùng, cũng không quá đáng là một cái hại người tặc tử mà thôi. Và một cái tâm chính tắc chính là thuật chính, ta lại muốn nhìn, chờ ta đem ngươi hút khô thời điểm, ngươi còn có thể hay không tâm chính thuật chính. Và Âu Dương Uy mãnh mà đem trong tay lôi chùy giơ lên cao cao. Trong chốc lát chỉ thấy tiểu tiểu trong mật thất, kim quang đại phóng, phảng phất lập tức chuyển qua mênh mông trời xanh phía trên, đầy trời lôi điện tung hoành, đảo mắt liền đem cả gian mật thất bao phủ hắn xuống. Ngay sau đó, vô số đạo màu vàng hồ quang điện, hướng Âu Dương Uy trong tay lôi chùy hội tụ mà đi. Đồng dạng chiêu số, Tiêu Phàm từng tại Huệ Thiên Hào chỗ đó được chứng kiến. Lúc ấy còn nghĩ Huệ Thiên Hào hạo thần mặt trời lôi ngộ nhận là hạo dương thần lôi. Hôm nay xem ra, hạo dương thần lôi cùng hạo thần mặt trời lôi quả nhiên có lẽ hay là hơi có khác nhau. Hạo dương thần lôi bên trong ẩn chứa chí dương chi lực càng cường đại hơn, càng thêm thuần khiết. Và Âu Dương Uy một tiếng quát lớn, trong tay lôi chùy bỗng nhiên hướng Tiêu Phàm chém ra. Chỉ thấy một đạo thô hơn cánh tay màu vàng hồ quang điện, hướng Tiêu Phàm nhanh bổ mà xuống. Cũng là kim quang lóe lên, như ý lôi quang tháp kích xạ ra, thoáng qua hóa thành hơn một trượng chiều cao bảo tháp. Xét đánh một tiếng, màu vàng hồ quang điện nặng nề oanh tại lôi quang tháp phía trên, chỉ thấy bảo tháp mặt ngoài vàng bạc hai màu hồ quang điện không ngừng lóng lánh, một lát liền đem đạo kia thô hơn cánh tay chí dương lôi điện hấp thu đắc không còn một mảnh. Không đợi Âu Dương Uy thấy minh bạch, Tiêu Phàm cử động tay khẽ vẫy, lôi quang tháp lại bay vụt trở về bào trong tay áo. Đầy trời lôi quang lập tức tan hết. Tựa hồ cái gì đều chưa từng phát sinh qua. Và sao, điều đó không có khả năng. Âu Dương Uy sắc mặt rốt cục thay đổi, hai hàng lông mày bỗng nhiên dương bắt đầu đứng dậy, mặt mũi tràn đầy không dám tin ý. Một chiêu này phóng ra, cứ việc còn không phải hắn mạnh nhất tuyệt kỹ, lại thật sự là chính tông nhất hạo dương thần lôi, rõ ràng làm cho đối phương bảo vật hấp thu đi, nửa điểm không dư thừa. Âu Dương Uy trước kia không chỉ nói thấy những điều chưa hề thấy, quả thực chính là văn sở vị văn mới nghe lần đầu. Bảo vật như vậy, chẳng phải là bọn hắn Hạo Thiên Tông trời sinh khắc tinh. Mặc dù nói, ngoại trừ Hạo Dương thần lôi,
Hạo Thiên Tông còn có hắn công pháp của hắn truyền thừa cùng gây nên thắng tuyệt chiêu, nhưng Hạo Dương Thần Lôi nhưng lại Hạo Thiên Tông dựa vào chính thức uy chấn thiên hạ tuyệt kỹ thành danh. Hạo Dương Thần Lôi một khi bị khắc chế, cả Hạo Thiên Tông đều sẽ phải chịu cực lớn ảnh hưởng. Và bối, người đây là cái gì bảo vật? Âu Dương Uy hai mắt gắt gao nhìn thẳng Tiêu Phàm ống tay áo, tựa hồ muốn dựa vào ánh mắt đem lôi quang tháp theo Tiêu Phàm trong cơ thể câu đi ra. Tiêu Phàm nhàn nhạt nói ra, thế gian chí bảo còn nhiều mà, có thể khắc chế các ngươi Hạo Thiên Tông tuyệt kỹ bảo vật lại càng nhiều vô số kể. Ngươi cho dù biết rồi, lại có thể thế nào? Và tiểu tử, miệng thật đúng là cứng rắn ngạnh. Và quản ngươi có bao nhiêu bảo vật, toàn bộ đều là của ta. Ngươi dẫn bảo vật càng nhiều, ta càng cao hứng. Âu Dương Uy lạnh cười rộ lên, ngữ khí đã muốn tràn ngập tự tin. Tiêu Phàm hừ nhẹ một tiếng, tay phải vừa nhấc. Trong hư không, 24 chuôi hai thước trường màu xanh đoản kiếm, di động hiện ra, lập tức hợp thành một cái kiếm trận, chậm rãi hướng Âu Dương Uy cắt mà đến. Thân ở hiểm địa, có lẽ hay là tốc chiến tốc thắng tốt. Một khi kinh động Hạo Thiên Tông mặt khác lão quái vật, tung tính toán Tiêu Phàm mình có thể thoát thân, cái này 30 mấy tên vô cực đệ tử, nhưng lại vô luận như thế nào đều dẫn không đi Liễu Tương Đương. Nhưng lại sẽ ảnh hưởng đến hắn và Thiên Hay Tiên Tử kế hoạch ban đầu, hết thảy đều bị đánh loạn. Và trận. Và vậy mà dùng một kiện phòng ngự tính pháp bảo, bố kế tiếp kiếm trận. Nhìn qua cuồn cuộn mà đến 24 chuôi thanh mông mông đoản kiếm, Âu Dương Uy quả thực khó có thể tin. Hắn không phải kinh dị cái này kiếm trận uy lực, mà là kinh dị tại luyện khí sư Thiên Mã Hành không sức tưởng tượng. Luyện chế cái này áo giáp đích, nhất định là tông sư cấp luyện khí mọi người. Chương 1102 dùng công đối công. Long Lân kiếm trận trải qua Tiêu Phàm cải tiến, vận chuyển tốc độ xa xa nhanh hơn lực lão quái điều khiển thời điểm, nhưng tương đối mà nói, vẫn tương đối chậm chạp. Dùng thần niệm chi lực đồng thời điều khiển 72 chuôi Long Lân kiếm, vốn là độ khó thật lớn. Nếu không có Tiêu Phàm thần niệm chi lực viễn siêu cùng giai tu sĩ, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự không có biện pháp vận dụng khổng lồ như thế kiếm trận. Tự nhiên, nếu như Long Lân kiếm trận giảm bớt đến hơn 10 chuôi đoản kiếm, điều khiển bắt đầu đứng dậy là tự nhiên rồi, uy lực cùng trước mắt kiếm trận so sánh với, nhưng cũng là cách biệt một trời. Âu Dương Uy tuy kinh dị tại cái này kiếm trận cổ quái, thực sự không chút kinh hoàng, cười lạnh một tiếng, nói ra, tự cho ngươi kiến thức, cái gì là chính thức kiếm trận. Nói xong, thân thủ vỗ bên hông. Tại hắn bạch ngọc đai lưng phía trên, buộc lên một cái màu vàng hồ lô, chỉ có vài tấc lớn nhỏ, chạm trổ tinh xảo vô cùng, một mắt nhìn đi, mặc cho ai đều muốn tưởng là một kiện vật phẩm trang sức. Âu Dương Uy tay phải vỗ, hồ lô kia bỗng nhiên bay lên, đón gió tăng vọt, trong khoảnh khắc tựu dài đến lớn gần trượng nhỏ, toàn thân tản ra hoàng mông mông vầng sáng. Và Âu Dương Uy tay trái niết quyết, miệng lẩm bẩm, tay phải thực chung hai chỉ cùng nhau, hướng hồ lô kia một ngón tay, một đạo pháp quyết kích xạ ra. Chỉ thấy hồ lô phía trên quang hoa đại phóng, một cổ hoàng mông mông sương mù theo miệng hồ lô ở phía trong tràn ngập ra, chỉ nghe siêu siêu chi tiếng nổ lớn, một thanh chuôi hàn quang bắn ra bốn phía lợi kiếm, theo trong sương mù bay ra, những này lợi kiếm, bất quá dài hơn thước đoạn, so Long Lân kiếm còn muốn nhỏ xảo, nhưng số lượng nhiều, lại chừng trên trăm chuôi nhiều. Tiêu Phàm hai hàng lông mày có chút nhăn lại. Những này đoạn kiếm đều là thật thể, cũng không phải hư ảnh. Theo trong hồ lô vừa bay đi ra, Tiêu Phàm có thể cảm giác được. Và Âu Dương Uy tay phải vung lên. Hơn trăm chuôi đoản kiếm lập tức khắp thiên phi vũ. Hướng về chậm rãi cắt mà đến Long Lân kiếm đón đánh đi lên. Trong khoảng thời gian ngắn, trong mật thất kiếm khí tung hoành. Cắt mặt như đao, trốn ở bên ngoài hơn 10 trượng vô cực môn đệ tử cấp thấp, cũng bị cường đại vô cùng kiếm khí ép tới không ngẩng đầu được lên. Chăm chú lách vào cùng một chỗ, đều tự ôm nhau, mặt mũi tràn đầy đều là kinh hoàng vẻ lo lắng. Tiêu Phàm vừa một lúc tiến vào, đại triển thần uy. Diệt sát một đống kim đan tu sĩ giống như chém dưa thái rau giống nhau, khiến cái này đệ tử cấp thấp tinh thần đại chấn. Nhưng bây giờ nhìn đi lên, Âu Dương Uy thật sự cũng không phải dễ đối phó, các loại kỳ chân dị bảo, tầng tầng lớp lớp. Bề ngoài giống như thủ đoạn so Tiêu Phàm càng nhiều. Và đệ nhất chuôi hồ chúng kiếm cùng Long Lân kiếm tương giao, phát ra cực kỳ thanh thúy giao kích thanh âm. Hồ chúng kiếm bắn mở đi ra, Long Lân kiếm thoảng qua một trầu, lại tiếp tục cắt về phía trước. Và đi từ từ, thứ hai chuôi đệ tam chuôi hồ chúng kiếm đón đánh đi lên, kim thiết giao kích thanh âm mật như chân châu rơi bàn, dễ nghe đến cực điểm. Và Tiêu Phàm một tiếng gào to,
Long Lân kiếm thanh quang chói mắt, lập tức suy suy chi tiếng vang lên, vô số hồ trúng kiếm bị từ đó cắt vì hai đoạn. Một lát trong lúc đó, hơn trăm chuôi hồ trúng kiếm đều bị chặn ngang chặt đứt, rên rỉ lấy bay rồi trở về. Bất quá kiếm trận đẩy về phía trước tiến tốc độ, lại tiến thêm một bước chậm lại xuống. Tiêu Phàm lông mày trong lúc lơ đãng có chút trao một chút. Hắn rõ ràng mà cảm ứng được, thần niệm chi lực tiêu hao đang nhanh chóng gia tăng. Và hắc, tiểu bối, thực cho rằng bổn tọa hồ trúng kiếm, chỉ có điểm ấy uy lực không được. Nói cho ngươi biết, ta đây hồ trúng kiếm là thiên địa tạo dị bảo, trời sinh kim thuộc tính linh căn. Chỉ cần bản thể không phá, hồ trung lợi kiếm liền sinh sôi không ngừng. Vô cùng vô tận, vĩnh viễn đều dùng không hết, Âu Dương Uy cười lạnh nói. Và, theo cái này thanh âm gào to, càng nhiều là đoạn kiếm theo trong hồ lô bắn ra, hướng Long Lân kiếm đón đánh trên xuống. Tiêu Phàm thần niệm chi lực mãnh liệt thúc dục, 24 chuôi Long Lân kiếm bỗng nhiên tại trong hư không một hồi vặn vẹo, như vậy biến mất không thấy gì nữa, hơn trăm chuôi hồ trúng kiếm thoáng cái chém tại không trung. Sau một khắc, Long Lân kiếm lại từ trong hư không di động hiện ra, cũng đã cắt đến Âu Dương Uy trước mặt. Và đến chiêu này, Âu Dương Uy giận dữ. Hắc ma đao ngọn gió hư hóa thần thông, tại bất ngờ không đề phòng, đã muốn lại để cho hắn ăn được một cái giảm nhiều thiệt thòi lớn, thiếu chút nữa hủy diệt một kiện bảo vật. Tiêu Phàm rõ ràng một mà tiếp mà sử dụng một chiêu này. Và sai rồi, đây không phải ngọn gió hư hóa, đây là ảo thuật. Tiêu Phàm nhàn nhạt nói ra. Lực lão quái tại Long Lân giáp bên trong trộn lẫn vào biển thần thú thú gân, cả tòa kiếm trận đều sáp nhập vào ảo thuật công năng, thậm chí ngay Long Lân giáp đều có biến ảo năng lực. Biển thần thú vốn là trong biển rộng nổi danh nhất yêu thú một trong, trưởng thành biển thần thú, năng lực to lớn, không tại ngộ linh kỳ tu sĩ phía dưới, coi như là trong nước vương giả. Muốn gạt qua chính là một kiện bảo vật hóa ra tới lợi kiếm, tại biển thần thú mà nói, bất quá là một bữa ăn sáng mà thôi. Và, Âu Dương Uy hừ lạnh một tiếng, thân thủ hướng không trung một chiêu, hơn trăm chuôi hồ trúng kiếm bay vụt mà quay về, đảo mắt hóa thành một thanh dài đến hơn 10 trượng cự kiếm. Đối với gần trong gang tấc 24 chuôi Long Lân kiếm nhìn cũng không nhìn liếc, hai tay nắm chặt cự kiếm chuôi kiếm, giơ cao khỏi đỉnh, một tiếng quát lớn. Và một kiếm bổ ra. Tiêu Phàm cũng là một tiếng cười lạnh, thân thủ hướng trong hư không một chảo, Long Lân giáp thượng 12 tấm bổn mạng Long Lân lượn vòng mà dậy, cũng hóa thành một thanh dài đến hơn 10 trượng cự kiếm. Cái này 12 tấm bổn mạng Long Lân là ly thuồng luồng trên người lực phòng ngự cùng lực công kích đều mạnh nhất bổn mạng Lân phiến. Tiêu Phàm tại cải tiến kiếm trận về sau, đem cái này 12 tấm bổn mạng Long Lân rút ra, như vậy tuy hội yếu bất kiếm trận uy lực, nhưng mà hội cường hóa Long Lân giáp phòng ngự. Với tư cách một kiện áo giáp, Tiêu Phàm cho rằng, Long Lân giáp chính yếu nhất công năng có lẽ hay là phòng ngự. Thực tế tại thúc dục kiếm trận tấn công địch thời điểm, bởi vì thần niệm chi lực tiêu hao quá lớn, đối với quanh thân cảnh giới liền đương nhiên mà giảm bớt không ít, một cái sơ sẩy thì có thể bị người sau lưng đánh lén. Cái này quan khẩu, siêu cường lực phòng ngự có vẻ thực tế quan trọng hơn. Mặc dù nói, tốt nhất phòng ngự tựu là công kích, nhưng ở lấy một địch chúng thời điểm, cái này lý luận xác thực không thích hợp đích. Và, Tiêu Phàm hai tay cầm kiếm, cũng là một tiếng quát lớn, về phía trước bổ ra. Hai thanh cự kiếm ở giữa không trung giao kích. Và, thanh lóng lánh Long Lân kiếm từ đó chém làm ba đoạn, thậm chí ngay cả nửa phần đều ngăn cản không nổi. Âu Dương Uy giữ tợn cười rộ lên. Ngay sau đó, chém làm ba đoạn Long Lân kiếm lại một hóa thành hai, hai hóa thành bốn, đảo mắt biến thành 12 chuôi tiểu kiếm, vượt qua Âu Dương Uy cự kiếm, hướng hắn nhanh chém mà đi. Vốn là đứng ở Âu Dương Uy đối diện Tiêu Phàm thân thể nhoáng một cái, đột nhiên từ tại chỗ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Âu Dương Uy một kiếm chém tại không trung. Sau một khắc, 12 chuôi bổn mạng Long Lân kiếm cùng 24 chuôi Long Lân đoạn kiếm. Theo bốn phương tám hướng hướng Âu Dương Uy điên cuồng chém mà xuống. Và rời thuật, và trùng tài mọn. Mắt thấy tình thế nguy cấp, Âu Dương Uy như trước không chút hoang mang, ngay tại 36 chuôi đoạn kiếm gần người lập tức, thân thể nhoáng một cái, vậy mà cũng theo tại chỗ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. 36 chuôi đoạn kiếm đồng thời chém không. Một hồi vần nước loại chấn động, Âu Dương Uy thân hình tại ngoài mấy trượng hiển hiện ra. Và bối. Còn có thủ đoạn gì nữa, đều xử đi ra a. Âu Dương Uy một tiếng nhe răng cười, lạnh lùng nói ra. Tiêu Phàm khóe miệng có chút nhếch lên, lộ ra một tia trào phúng ý. Và 24 chuôi thanh lóng lánh Long Lân đoạn kiếm,
bỗng nhiên theo Âu Dương Uy trước người di động hiện ra, vèo, một tiếng, đồng thời chém xuống. Âu Dương Uy rốt cục lắp bắp kinh hãi. Hắn rốt cuộc không nghĩ tới, Tiêu Phàm Long Lân kiếm trận, dĩ nhiên là phân trình tự đích. Hắn tuy nhiên tránh qua, tránh né vòng thứ nhất kiếm trận công kích, tầng thứ hai kiếm trận 24 chuôi đoạn kiếm, sớm đã tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Cả gian mật thất, đều ở Long Lân kiếm trận bao phủ phía dưới. Lúc này đây, kiếm trận cùng hắn gần trong gang tấc, Tiêu Phàm lại không tiếc hao phí đại lượng thần niệm chi lực, hung ác thúc kiếm trận, 24 chuôi đoạn kiếm đảo mắt tự chém đến trước mặt của hắn. Mắt thấy nguy cấp, Âu Dương Uy hét lớn một tiếng. Cái kia cái cự đại màu vàng hồ lô bỗng nhiên hào quang tỏa sáng, lập tức hóa thành một cụ màu vàng chiến giáp, đưa hắn toàn thân đều nghiêm nghiêm thực thực mà bao vây lại. Và leng keng, một hồi mưa rơi chuối tây loại bạo vang lên, 24 chuôi Long Lân kiếm cấp tốc chém ở đằng kia chiếc cụ màu vàng chiến giáp phía trên, từng đạo màu trắng dấu vết tại chiến giáp mặt ngoài hiện ra đến, rồi lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh mà trừ khử, rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Âu Dương Uy cái này màu vàng hồ lô, thật đúng là kiện dị bảo, vậy mà cùng Long Lân giáp đồng dạng, có thể công có thể thủ, hơn nữa lực phòng ngự rất mạnh, ngay trộn lẫn vào thiết mẫu bột mài Long Lân kiếm chém đi tới, đều chỉ có thể lưu lại một đạo đạo dấu vết. Bất quá Tiêu Phàm cũng biết, bất luận cái gì một kiện bảo vật lực phòng ngự cùng mình chữa trị năng lực đều có hắn cực hạn, chỉ cần công kích số lần quá nhiều, hơn nữa thủy chung bảo trì cũng đủ uy năng, cái này bảo vật cuối cùng hội ngăn cản không nổi. Và tầng thứ 3 24 chuôi Long Lân kiếm lại di động hiện ra, hướng hãm thân tại kiếm trong trận Âu Dương Uy cắt mà đi. Cách đó không xa trong hư không, tầng thứ nhất 24 chuôi đoạn kiếm lại ẩn ẩn hiện ra thân ảnh. Kể từ đó, Âu Dương Uy tự biến thành quang bị đánh không thể hoàn thủ cục diện. Và bối, lẽ nào lại như vậy? Âu Dương Uy rốt cuộc không hổ là Hạo Thiên Tông trọng yếu nhất trưởng lão, tu vi cực cao, càng tại Tiêu Phàm phía trên, mắt thấy hơn 10 thanh lợi kiếm cuồn cuộn mà đến, không sợ hãi phản nộ, hai mắt trừng, miệng lẩm bẩm. Vốn là lờ mờ mật thất dưới đất, bỗng nhiên sấm sét vang dội, hào quang chói mắt. Chỉ thấy trong hư không bỗng nhiên hiện ra vô số màu vàng lôi điện, tràn ngập cả gian mật thất dưới đất. Thân là Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, quả nhiên không thể tầm thường so sánh, trong khoảnh khắc tự triệu hoán đi ra vô số lôi điện chi lực. Rất nhanh, cái này vô số màu vàng lôi điện tự hội tụ cùng một chỗ, dần dần hóa thành một đầu dài đạt hơn 10 trượng màu vàng lôi long, đỉnh đầu sừng thú rõ ràng, miệng mũi đều hiện, thép răng lợi chảo, ngưỡng thiên nhất thanh âm thật dài long ngâm, uy áp khí tức, đập vào mặt. Hơn 10 trượng bên ngoài vô cực môn đệ tử cấp thấp, bị cái này lôi long khí tức chúi xuống, mấy tên luyện khí kỳ tiểu đệ tử trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Những người khác cũng là lạnh run, sắc mặt như màu đất. Cái kia lôi long đối với tầng tầng lớp lớp Long Lân đoạn kiếm nhìn như không thấy, nổi giận gầm lên một tiếng, dương nanh múa vuốt, hướng Tiêu Phàm thẳng phát qua. Theo giao thủ đến hiện tại, Âu Dương Uy vẫn luôn là dùng công đối công, khinh thường tại phòng thủ, đủ thấy người này nội tâm, kiêu ngạo vô cùng. Ngẫm lại cũng không kỳ quái, hắn là Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, cảnh giới tại Tiêu Phàm phía trên, lại là Hạo Thiên Tông tông chủ cháu ruột nhi, người mang trọng bảo vô số, đối mặt một gã chính là sơ kỳ tu sĩ, nơi nào sẽ nghĩ đến phòng ngự, tự nhiên là tiến công lại tiến công, mưu cầu dùng tốc độ nhanh nhất, đem Tiêu Phàm nắm bắt. Hút khô tiểu tử này toàn thân chân nguyên pháp lực, cũng tốt lại để cho đại trưởng lão nhìn xem, cái này là nàng trong dự ngôn sắp sửa thay đổi cả vô cực môn vận mệnh thiên tài. Chương 1103 đột biến. Lôi long trong cơ thể ẩn chứa cái kia cổ cực kỳ cường thịnh khí tức, làm cho Tiêu Phàm trong nội tâm cả kinh. Đây mới thực sự là Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ thủ đoạn. Người này cảnh giới tuy nhiên cũng không so Tô Thiên Phong cao bao nhiêu, nhưng tu luyện Hạo Dương thần lôi lại rõ ràng muốn thuần khiết nhiều lắm, hắn mới thật sự là tìm được dòng chính công pháp truyền thừa người, vượt qua xa Tô Thiên Phong có thể so sánh. Tiêu Phàm pháp lực thân hậu viễn siêu cùng giai tu sĩ, lại cũng không có nghĩa là hắn thật sự đã muốn mạnh hơn Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ. Ngưng kết Nguyên Anh về sau, từng cái bậc thang ở giữa chênh lệch, so kim đan kỳ thời điểm càng thêm rõ ràng. Không biết có bao nhiêu người, cả đời đều vây ở sơ kỳ cảnh giới, vô luận như thế nào cố gắng, cũng khó có thể bước vào trung kỳ cảnh giới nửa bước. Tượng Tiêu Phàm như vậy, có đại lượng linh đan diệu dược liên tục không ngừng mà ăn, lại bị buộc cưỡng ép hiếp luyện hóa một chút cũng không có tính ra cự linh thú tài liệu cùng cự linh quả. Tuyệt đối là cùng giai tu sĩ bên trong ngoại tộc. Đổi một người bình thường Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, cũng sớm đã ngăn cản không nổi liễu tương đương.
Đừng nhìn Âu Dương Uy là đa bảo đạo nhân, các loại pháp bảo tầng tầng lớp lớp, nhưng cái này đầu lôi long mới chính thức thể hiện hắn thực lực bản thân. Cái này là bổn mạng của hắn công pháp. Nhưng mà Âu Dương Uy nằm mơ cũng không nghĩ ra, Tiêu Phàm cũng tinh thông lôi điện thần thông, hơn nữa tu luyện có lẽ hay là thượng đẳng giới diện thánh linh truyền thừa, trực tiếp tại ngân dực lôi bằng trên nội đan lĩnh ngộ đến đích. Một tiếng cao vút chim hót bỗng nhiên phóng lên trời, cái này nho nhỏ mật thất dưới đất, phảng phất lập tức biến thành vô cùng vô tận trời xanh, một đầu ngân dực đại bằng hư ảnh, tại Tiêu Phàm đỉnh đầu di động hiện ra, thiết mỏ ngân cái móc, thần tuấn phi phàm, toàn thân ngân hình cung lòe lòe, hai cánh mở ra, thẳng lên trời cao. Lại chỉ chớp mắt gian, lại nhớ tới Tiêu Phàm trong cơ thể, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau một khắc, Tiêu Phàm toàn thân lôi lóng lánh, một đôi ngân sắc cánh hư ảnh. Tại phía sau hắn triển khai, một tiếng khẻ kêu, đón dương nhanh múa vuốt lôi long tự xông tới. Oanh! Lôi long cùng đại bằng mãnh liệt đụng vào nhau. Trong chốc lát sét đánh nổ vang, vàng bạc hai màu lôi điện dây dưa cùng một chỗ, giống như trời long đất nở giống nhau, phong vân biến sắc, vô số sét đánh lôi điện, tại trong mật thất tứ tán bay vụt. Âu Dương Uy vốn là mặt mũi tràn đầy vẻ trào phúng, nghiêng khiết lấy hai mắt, chờ xem Tiêu Phàm như thế nào quăng mũ cởi giáp, thất bại thảm hại. Cái này tiểu bối cũng dám cùng hắn mặt đối mặt liều mạng lôi điện thần thông. Quả thực tựu là muốn chết. Dần dần, Âu Dương Uy trên mặt vẻ trào phúng thu vào, mà chuyển biến thành chính là càng ngày càng đậm kinh ngạc. Vậy mà, bất phân thắng bại. Điều này sao có thể? Vô cực bàng chi truyền thừa tại hạo nhiên chính khí thượng còn hơn hắn, báo đáp ân tình có thể nguyên. Cái này không biết trốn ở cái nào vắng vẻ trong góc tu luyện vô cực môn cá lọt lưới. Rõ ràng có thể tại lôi điện thần thông thượng cùng mình sánh vai cùng, không rơi chút nào hạ phong, quả nhiên là lẽ nào lại như vậy. Ngày khác như vô cực môn thật sự tại trong tay người này đông sơn tái khởi, lôi điện thần thông đều như thế đắc, ở đâu còn có hạo thiên tông sinh lộ. Kinh ngạc ngoài, Âu Dương Uy giận tím mặt. Vô luận như thế nào, đều muốn tại lôi điện chi lực thượng triệt để ngăn chặn đối thủ, cái này không chỉ là thắng bại vấn đề, mà là thể diện chỗ. Hạo Thiên Tông trưởng lão tại lôi điện thần thông thượng bại bởi người khác. Cái này là tuyệt đối không thể tiếp nhận đích. Âu Dương Uy miệng lẩm bẩm, trong mắt hung sáng lóng lánh, muốn lần nữa tế ra lôi điện tuyệt kỹ. Cái này đương lúc, Tiêu Phàm toàn lực cùng lôi long đối kháng, không cách nào nữa phân thần điều khiển kiếm trận. Kiếm trận đối với Âu Dương Uy công kích đã muốn sâu sắc yếu bớt, chỉ là y theo nào đó quán tính tại hành động. Loại trình độ này uy hiếp, Âu Dương Uy đã muốn không thèm để ý chút nào. Liền vào lúc này, Âu Dương Uy bỗng nhiên cảm thấy một cổ cực kỳ nguy hiểm khí tức, gần trong gang tấc, liên tục không ngừng mà ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi sắc mặt đại biến. Không biết lúc nào, nhị ý lôi quang tháp đã đến đỉnh đầu của hắn, hóa thành lớn gần trượng nhỏ, chậm rãi xoay tròn lấy, một cái cự đại lôi cầu, đang tại đáy tháp hội tụ. Cái kia cổ hủy diệt loại khí tức, đúng vậy theo lôi quang tháp đáy tháp lộ ra, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Cái này trong nháy mắt. Âu Dương Uy thậm chí rõ ràng mà cảm nhận được vẫn lạc nguy hiểm. Hắn được chứng kiến lôi quang tháp lực phòng ngự, rất tự nhiên mà đem lôi quang tháp phân loại để phòng ngự tính làm chủ pháp bảo, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến, lôi quang tháp một khi chuyển thành tiến công, uy lực lại là khủng bố như thế. Tung tính toán hắn tu luyện chính là chính tông nhất lôi điện thần thông, một khi bị lôi quang ta ngọn nguồn hội tụ cái này lôi cầu đánh trúng, cũng tuyệt đối sẽ phấn thân toái cốt, thậm chí ngay nguyên anh đều không có cơ hội đào tẩu. Âu Dương Uy không kịp tế ra càng tốt hơn lôi điện tuyệt kỹ, toàn thân pháp lực bỗng nhiên chuyển hướng, dưới chân độn quang cùng một chỗ, muốn mau né đi. Thân là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, Âu Dương Uy chém giết kinh nghiệm phong phú dị thường, rất thanh sở địa biết rõ, pháp bảo uy lực càng mạnh, biến hóa lại càng nhỏ, chính thức toàn năng pháp bảo là phi thường hiếm thấy đích. Chỉ cần tại lôi quang tháp phát động công kích trước kia, rời đi công kích của nó khu vực, có thể bình yên tránh thoát một kích chí mạng. Nhưng mà dưới chân lại không chút sức mẻ. Cái này cả kinh thật sao không giống tiểu khả. Âu Dương Uy chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt, tay chân liền đều bị khổn trụ liễu, nửa điểm đều dẫy dụa không được. Trong lúc cấp bách tập trung tư tưởng suy nghĩ xem xét, lại chẳng biết lúc nào, thân thể đã bị một đầu gần như trong suốt óng ánh dây thừng một mực trói chặt ở, vô luận hắn như thế nào dẫy dụa, điền long tác lại càng trói càng chặt, trực tiếp lâm vào cốt trong thịt đi. Đỉnh đầu nguy hiểm khí tức càng ngày càng thịnh. Cái này vô cực môn tiểu bối biểu hiện ra trang đắc chính đại đường hoàng, vụng trộm lại như vậy đánh lén. Quả thực không biết xấu hổ. Cái này trong nháy mắt, Âu Dương Uy cơ hồ tức nổ phổi. Chỉ là,
không biết xấu hổ quy không biết xấu hổ, Âu Dương Uy trong nội tâm lại tựa như gương sáng đích, chỉ cần mình lại chần chờ một lát, chính là phấn thân toái cốt kết cục. Một tiếng gào thét, bên kia mái hiên rốt cục phân ra thắng bại. Đã không có chủ nhân đến tiếp sau ra chỉ màu vàng lôi long, rốt cục địch không ngừng Tiêu Phàm chân thân diễn biến thần thông, bị hóa thân thành đại bằng hình thái Tiêu Phàm xé thành một chút cũng không có tính ra mảnh nhỏ, hóa thành một chút màu vàng điện mang, tại trong mật thất tản mát, tựa như đen kịt hạ dạ minh phóng lửa khói, sáng lạn dị thường. Tiêu Phàm nhẹ nhàng thư một hơi, sau lưng hai cánh tối sầm lại, biến mất không thấy gì nữa, toàn thân lè lè ngân sắc hồ quang điện cũng lập tức thu liếm, cử động tay khẽ vẫy. Hơn 10 thanh màu xanh đoản kiếm hóa thành thành từng mảnh lớn cỡ bàn tay long lân, bay vụt mà quay về, bám vào long lân giáp thượng, thanh lóng lánh, rất uy phong. Lôi quang tháp một kích toàn lực, uy năng rốt cuộc có nhiều khủng bố, thậm chí ngay Tiêu Phàm mình cũng không phải rõ ràng như vậy. Nhưng cho đến tận này, phàm là bị lôi quang tháp toàn lực đánh trúng địch nhân, bất kể là ai, cũng không quản tu vi cao thấp, toàn bộ đều chỉ có một kết cục phấn thân toái cốt, tan thành mây khói. Âu Dương Uy cũng sẽ không ngoại lệ. Tiêu Phàm trên mặt rốt cục lộ ra thoải mái thần sắc. Cứ như vậy diệt sát rơi vị này Hạo Thiên Tông nhất dòng chính trưởng lão cũng tốt, tránh khỏi dây dưa quá lâu, đêm dài lắm mộng. Tại đây cuối cùng là Hạo Thiên Tông tổng đàn, tuy nhiên đã muốn bố trí xuống ảo trận ngăn cách khí tức, nhưng rốt cuộc có thể che đậy bao lâu, thật đúng là không có nắm chắc. Giờ này khắc này, Tiêu Phàm tin tưởng, ngay tại cách đó không xa Hạo Thiên Tông tổng đàn, chỉ ít có không thua hai vị đại tu sĩ tỏa chấn. Trong đó một vị, có lẽ hay là Âu Dương Uy đều kính sợ không thôi Hạo Thiên Tông đại trưởng lão. Về phần Hạo Thiên Tông tông chủ, thậm chí có đồn đãi nói, sớm đã vượt qua Nguyên Anh kỳ bậc thang, đặt chân hiểu linh kỳ, trở thành cái giới diện đỉnh phong nhất đại năng người. Tiêu Phàm hiện tại chỉ có thể cầu nguyện, lời đồn đãi này không thật sự, gần kề chỉ là đồn đãi, hay hoặc là, cho dù đồn đãi thật sự, vị này ngộ linh kỳ đại năng người trùng hợp không tại Hạo Thiên Tông tổng đàn, mà là Vân Du đi. Trong truyền thuyết, tu vi một khi tiến vào ngộ linh kỳ, bình thường đều đem nhiều loại tục vụ dứt bỏ, chuyên tâm trùng kích rất cao cảnh giới, tranh thủ sớm ngày đạt tới ngộ linh hậu kỳ, phi thăng huyền linh thượng giới, đi chứng nhận lấy cái kia chính thức trường sinh đại đạo. Mặt khác hết thảy sự vụ, đối với bọn họ đều mất đi bất luận cái gì lực hấp dẫn. Lúc trước quyết định cùng Thiên Hay Tiên Tử mạo hiểm tiến vào Hạo Dương Thành tìm kiếm Triệu trưởng lão. Cách nghĩ thu hoạch lệnh bài, Tiêu Phàm cùng Thiên Hay Tiên Tử sẽ không có đem ngộ linh kỳ tính toán ở bên trong. Nếu thật là như vậy, cái này sống không có cách nào khác làm, sớm làm đừng đánh chủ ý này. Ngộ linh kỳ đại năng người đáng sợ, mấy ngày liền hay tiên tử như vậy ngạo khí người, đều cũng không nghi vấn đích. Hiển nhiên lôi quang tháp muốn phát động một kích toàn lực, bị Điền Long Tác một mực trói lại Âu Dương Uy hai mắt bỗng nhiên đỏ. Hồng đến tượng huyết. Ngay sau đó, cái này huyết sắc liền tứ tán lan tràn mở đi ra, lập tức nhuộm đỏ Âu Dương Uy mặt. Sau một khắc, một cổ kinh khủng tuyệt luân uy áp bộc phát ra. Âu Dương Uy khí tức trên thân bỗng nhiên tăng vọt. Đảo mắt tự vọt tới Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong, tại trong nháy mắt, thậm chí khóa nhập hậu kỳ cảnh giới. Điền Long Tác không chịu nổi như thế bàng nhiên sức lực, gào thét một tiếng, bay cuộn trở về, rút vào long lân giáp trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa tung tích. Tiêu Phàm nhướng mày, năm ngón tay thay đổi liên tục, muốn đem thân mình lôi điện chi lực rót vào lôi quang trong tòa tháp, xét đánh một tiếng, thấy hoa mắt, Âu Dương Uy đã tại chỗ mất đi bóng dáng. Không tốt, là lôi độn thuật bên trong thuấn di thần thông. Tiêu Phàm lắp bắp kinh hãi. Cùng loại thần thông, hắn từng tại Mộ Dung huynh đệ trên người lãnh hội qua. Mộ Dung huynh đệ chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, đã muốn lại để cho Tiêu Phàm cảm thấy không tốt ứng đối. Hôm nay Âu Dương Uy công lực đột nhiên tăng mạnh, thoáng một tí đạt đến tại Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong, thậm chí cưỡng ép hiếp chen vào hậu kỳ cảnh giới, thi triển đi ra lôi độn thuấn di thuật, tuyệt không phải Mộ Dung huynh đệ có thể so sánh. Nói cho cùng, Mộ Dung thế gia bất quá là Hạo Thiên Tông một cái bảng chi truyền thừa mà thôi. Tiêu Phàm thân thể nhoáng một cái, dưới chân độn quang cùng một chỗ, đang muốn thi triển theo gió dấu hình tuyệt kỹ, trước người một hồi vần nước loại chấn động, Âu Dương Uy đã muốn hiện thân ra. Gương mặt vặn vẹo, dữ tợn dị thường. Còn muốn trốn. Hô, mà một tiếng, song trưởng đều xuất hiện, kinh phong thổi quát mặt như đao, ngay Tiêu Phàm trong chốc lát đều cảm thấy hô hấp không khoái. Trong lúc này, dù là Tiêu Phàm cường thịnh trở lại, bất quá muôn vạn pháp bảo vạn chủng thần thông, cũng không kịp thi triển, chỉ có thể hai cánh tay vừa nhấc, cũng là song trưởng đều xuất hiện, toàn lực đón đánh đi lên.
Tuy nhiên Tiêu Phàm rất rõ ràng, bằng chính mình vừa mới tiến giai không lâu thực lực, cùng với một vị bỗng nhiên pháp lực tăng vào trung kỳ tu sĩ cứng đối cứng, thật sự không phải cử chỉ sáng suốt, nhưng cũng không cách nào khả thi. Âu Dương Uy vặn vẹo trên mặt, hiện lên một vòng nhe răng cười, phảng phất chứng kiến một đầu chờ đã lâu con mồi, rốt cục rơi xuống vào chính mình tỉ mỉ xếp đặt thiết kế trong cạm bẫy, chỉ cần đợi chờ mình xâm lược liễu tương đương. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, bốn một tay trưởng mãnh liệt đụng vào nhau. Không có mong muốn bên trong va chạm mạnh, càng không có mong muốn bên trong kinh thiên động địa, trời long đất nở. Mà là, vô thanh vô tức. Bốn một tay trưởng cứ như vậy dính chặt liễu tương đương. Dính quá chặt chẽ đích, lại cũng khó có thể tách ra. Chương 1104 Đại Chu Thiên Bàn Vận. Bối, người đại khái không biết a, chúng ta Hạo Tông Âu Dương gia tộc có một loại đặc biệt công pháp, có thể lập tức kích phát huyết mạch căn nguyên chi lực, lại để cho pháp lực tăng vọt. Âu Dương Uy gắt gao nhìn thẳng Tiêu Phàm, giữ tợn cười nói. Tiêu Phàm giật mình. Khó trách liên tiếp bốn đời, Hạo Tông Tông chủ đều là do Âu Dương gia tộc dòng chính tử dận đảm nhiệm, nguyên lai là bọn hắn có được như vậy một loại đặc biệt công pháp. Nhưng không biết loại công pháp này là mỗi người chỉ cần một khi truyền thụ có thể học hội, hay là đối với thể chất có cái gì đặc biệt yêu cầu. Nghĩ đến nên vậy tại thể chất trên có đặc biệt yêu cầu, nếu là Âu Dương gia tộc đệ tử người người đều có như vậy năng lực, cái kia chả đắc. Huống hồ, bởi như vậy, loại công pháp này nên vậy cũng sớm đã tiết ra ngoài rồi, quá nhiều người biết đến bí mật, là rất khó bảo thủ đích. Đây là thưởng thức. Người đây là tự mình hại mình, Tiêu Phàm lạnh lùng nói. Hắn tuy nhiên không biết Âu Dương gia tộc loại này đặc biệt công pháp, nhưng thân là y thánh, theo y đạo lẽ thường đến phỏng đoán, cưỡng ép hiếp kích phát huyết mạch căn nguyên chi lực, lại để cho pháp lực tăng vọt, tuyệt đối là không bình thường đích, đối với thân thể có hại. Bởi vì cái gọi là giết người một vạn tự tổn 3000. Cùng loại tình hình, Tiêu Phàm chính mình sẽ không dừng lại trải qua một lần. Mỗi lần dùng lôi bằng máu huyết cưỡng ép hiếp kích phát tiềm lực, sau đều bệnh nặng một hồi, cần thời gian rất lâu mới có thể năng lực điều dưỡng tới. Đây là tại hắn tinh thông y đạo, có được Nam Cực Tiên Ông Linh Dược Viên, loại này nghịch pháp bảo, có thể vô hạn cung cấp đại lượng mấy ngàn năm dược linh dược điều kiện tiên quyết phía dưới, nếu là đổi một người, chỉ cần kinh nghiệm một lần, chỉ sợ đối với thân thể chính là vĩnh cửu tính tổn hại. Người cái này bối hiểu được cái gì? Âu Dương Uy lạnh cười rộ lên, khóe miệng tràn đầy khinh thường ý. Chúng ta Âu Dương gia tộc công pháp thần kỳ, há lại người cái này bối có thể vọng gia tăng phỏng đoán hay sao? Cho dù đối với thân thể hơi có tổn hại, chỉ cần ta hút khô rồi ngươi chân nguyên pháp lực, thì sẽ đền bù tổn thất, có cái gì thật lo lắng cho hay sao? Nghe ý tứ này, Âu Dương gia tộc sáng tạo độc đáo bộ này công pháp, cũng cùng mặt khác cưỡng ép hiếp kích phát tiềm lực phương pháp đồng dạng, sẽ đối với thân thể tạo thành thương tổn. Chỉ có điều loại này thương tổn hẳn là nhưng không đích, sẽ không quá nghiêm trọng. Nếu không sáng chế loại công pháp này đến, sẽ không có quá lớn ý nghĩa. Có thể đạt tới loại này tiêu chuẩn, cái kia cũng đã rất rất giỏi, có thể nói kỳ tài. Bối, bổn tọa đang lo lấy chạy mấy cái kim đan kỳ vô cực dư nghiệt, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên đi nơi nào tìm phù hợp lô đỉnh, người tự động đưa tới cửa đến, thật sự là mưa đúng lúc a hát, hắc hắc. Hắc hắc hắc, Âu Dương Uy tiếng cười càng thêm dương dương đắc ý. Vật đổi sao rời, Đại Chu vận chuyển. Theo cái này hai tiếng quát lớn, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy hai cổ cực lớn hấp lực theo Âu Dương Uy trong lòng bàn tay truyền đến, lực đạo mạnh, xa xa vượt ra khỏi Tiêu Phàm đoán trước, song trưởng huyệt lao cung buông lỏng, chân nguyên pháp lực lập tức như thủy triều giống nhau, hướng Âu Dương Uy trong cơ thể thẳng tuôn ra ra. Tiêu Phàm chấn động, vội vàng hít sâu một hơi, dồn khí đan điền, muốn mạnh mẽ ổn định chính mình chân nguyên pháp lực. Lại phát hiện căn bản là làm không được, ngược lại bởi vì này một dùng lực, làm cho chân nguyên trôi qua đắc nhanh hơn. Hắc hắc, ngươi chính là một cái nguyên anh sơ kỳ bối, có thể sâu đậm bản lĩnh. Muốn cùng ta đấu, nằm mơ a. Âu Dương Uy cười lạnh liên tục, càng thêm đầy mặt khinh thường. Cái này đương lúc, cảnh giới của hắn đã muốn đạt đến tại nguyên anh trung kỳ đỉnh phong, thậm chí nửa chân đạp đến vào hậu kỳ cảnh giới, tăng thêm lại hấp thu đại lượng vô cực đệ tử pháp lực, cùng Tiêu Phàm tu luyện hạo nhiên chính khí đúng vậy cùng loại đồng nguyên. Dù là Tiêu Phàm tại đồng bậc tu sĩ bên trong được coi là pháp lực thâm hậu, nhưng cũng có thể so với hậu kỳ đại tu sĩ Âu Dương Uy tương đối. Có lẽ hay là có chút không bằng. Dưới mắt loại này so đấu, nhất thuần túy, kẻ lực mạnh thắng lực yếu người bại, hoàn toàn không có bất kỳ mưu lợi pháp môn. Theo thể lực chân nguyên pháp lực đại lượng trôi qua,
Trước đó không lâu bị Tiêu Phàm nuốt vào hay tiên tử bổn mạng châu, bỗng nhiên ở đan điền ở chỗ sâu trong bộc phát ra một cổ lực lượng kinh người, ngạnh xanh xanh đem chính nhanh chóng trôi qua pháp lực đã ngừng lại. Tiêu Phàm không khỏi đại hỉ, không cần suy nghĩ, hai tay chấn động, muốn bỏ qua Âu Dương Uy hai tay, tránh thoát đi. Còn muốn chạy. Âu Dương Uy giữ tợn cười rộ lên, trong mắt hung quang bắn ra bốn phía. Liền vào lúc này, nhất trương phù lục theo Âu Dương Uy bên hông kích xạ ra, tại giữa không trung trung hóa làm một đoàn đỏ bừng ngọn lửa, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy quanh thân không khí siết chặt, lập tức trở nên kiên hơn kim thiết, thân thể ngay một không thể động đậy được liễu tương đương. Ngũ hành cấm chế chi lực. Lần này đến phiên Tiêu Phàm giật mình liễu tương đương. Hắn rõ ràng từ đó cảm nhận được cực quen thuộc ngũ hành cấm chế chi lực, Âu Dương Uy cái này cái phù lục, cùng hắn đã từng sử dụng định thân phù, cực kỳ tương tự, hẳn là cùng một loại bùa. Tiêu Phàm từng dùng loại này bị đẳng cấp cao tu sĩ dò xét ngũ hành cấm chế chi lực nhiều lần chiến thắng cường địch, có thể nói là sử dụng định thân phù người trong nghề liễu tương đương. Lại không nghĩ tới, Âu Dương Uy vậy mà hội, gậy ông đập lưng ông. Dùng Tiêu Phàm tu vi hiện tại, loại trình độ này ngũ hành cấm chế, chỉ cần toàn lực thúc giục pháp lực chấn động, có thể đem cấm chế chi lực xé thành thất linh bát toái, không được bộ dáng. Mấu chốt ở chỗ, hắn thiếu đúng là cái này trong nháy mắt. Âu Dương Uy muốn đích, thì ra là cái này lập tức cấm chế. Sau một khắc, hai người bàn tay lại lần nữa dính lại với nhau, Âu Dương Uy trong cơ thể hấp lực thậm chí so vừa rồi càng tăng lên, Tiêu Phàm cảm giác được trong cơ thể pháp lực trôi qua tốc độ nhanh hơn. Bối, không thể tưởng được pháp lực của ngươi so bình thường nguyên anh sơ kỳ tu sĩ muốn hùng hậu nhiều lắm. Xem ra bổn tọa hút khô ngươi về sau, dùng không được bao lâu, có thể trùng kích hậu kỳ bình cảnh liễu tương đương. Hắc hắc, rất tốt rất tốt. Âu Dương Uy vọng hướng Tiêu Phàm ánh mắt, vừa mừng vừa sợ, tràn đầy tham lam, thật giống như nhìn xem một cây thập toàn đại bổ vạn năm linh dược, đang chuẩn bị từng miếng đem Tiêu Phàm mớm nuốt vào. Tiêu Phàm ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói, người đã muốn chết như vậy, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Cái gì? Âu Dương Uy trong khoảng thời gian ngắn còn cho là mình nghe lầm. Tự dưới mắt tình hình này, mò mẫm tử cũng nhìn ra được, là hắn chiếm cứ toàn diện thượng phong. Tiêu Phàm vài có lẽ đã lâm vào tuyệt cảnh. Hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, cái này đương lúc, Tiêu Phàm còn có cái gì cá bị dính nước mặn trở mình sinh đường sống. Cho dù Tiêu Phàm năng lực lớn hơn nữa, tuyệt chiêu cao tới đâu, pháp bảo nhiều hơn nữa, này sẽ cũng hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự thi triển không được. Bất kể là năng lực gì cái gì tuyệt chiêu cái gì pháp bảo, đều phải cần nhờ bản thân pháp lực đi thúc giục. Tiêu Phàm hiện tại chân nguyên nội liếm, toàn lực phòng thủ. Còn không vững vàng đầu trận tuyến, pháp lực chính liên tục không ngừng mà bị Âu Dương Uy hấp thu đi qua, cường thịnh trở lại hành động dùng chân nguyên lời mà nói, chỉ sợ trong khoảnh khắc sẽ sụp đổ. Trở nên suy yếu không chịu nổi, bị Âu Dương Uy lập tức hút khô. Bối, ngươi đảo rất mạnh miệng. Ra ra tự nhanh hơn độ, đưa ngươi ra đi. Lấy, Âu Dương Uy nhắc tới đan điền chân nguyên. Đem, đại chu vận chuyển sao, vận dụng đến cực hạn, Tiêu Phàm trong cơ thể pháp lực trôi qua tốc độ. Lại lần nữa nhanh hơn. Sắc mặt lập tức trở nên thương trắng như tờ giấy, cái trán chảy ra rậm rạp mồ hôi lạnh. Phá! Liền vào lúc này, quát khẽ một tiếng. Một cổ cường đại tuyệt luân lực lượng, mãnh liệt tại Tiêu Phàm vùng đan điền bạo phát đi ra. Cái này cổ lực lượng mạnh mẽ, thậm chí so Âu Dương Uy vừa rồi thi triển, vật đổi sao rời, công pháp cưỡng ép hiếp kích phát huyết mạch căn nguyên chi lực còn muốn càng mạnh ba phần. Nguyên vốn đã suy yếu xuống dưới. Cơ hồ cùng bình thường nguyên anh sơ kỳ tu sĩ tương đương Tiêu Phàm. Trong cơ thể khí tức bỗng nhiên trở nên cực kỳ tràn đầy, lập tức liền phá tan nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong, một đường nhảy lên tới nguyên anh trung kỳ, đảo mắt lại đột phá nguyên anh trung kỳ đỉnh phong, một cước bước chân vào hậu kỳ cảnh giới. Đây là sao hồi sự? Làm sao có thể? Trong chốc lát, Âu Dương Uy trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra. Các hạ cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe qua chân nguyên phù a. Tiêu Phàm thanh âm lạnh lùng, ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Nguyên lai ngay tại vừa rồi nguy cấp nhất thời điểm, Tiêu Phàm dẫn để nổ rồi trong người đào tạo nhiều năm thứ hai chân nguyên phù. Ban đầu ở tuyên bố rõ ràng chân quân chỗ đó học xong chân nguyên phù luyện chế phương pháp hậu, Tiêu Phàm một hơi tại chính mình trong đan điền đào tạo ba tờ chân nguyên phù. Tờ thứ nhất tại trời xanh núi thế giới dưới lòng đất. Đối mặt nguyên anh hậu kỳ quỷ tu minh tử thời điểm dùng xong rồi, lúc này phá vỡ minh tử pháp bảo. Tìm được đường sống trong chỗ chết. Lúc ấy Tiêu Phàm vẫn chỉ là kim đan hậu kỳ tu vi.
Kíp nổ cái kia chân nguyên phù liền bộc phát ra tương đương với nguyên anh trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực khủng bố uy năng. Dưới mắt Tiêu Phàm dĩ nhiên tiến giai nguyên anh cảnh giới, cái này thứ hai chân nguyên phù tại trong cơ thể hắn đào tạo thời gian cũng nhiều 2-3 năm, bỗng nhiên kíp nổ, lập tức liền lại để cho cảnh giới của hắn đột phá đến nguyên anh hậu kỳ cảnh giới. Tự nhiên, đây chỉ là một lập tức bộc phát, bồ chi lực một khi phóng thích sạch sẽ, cảnh giới lập tức lại hội ngã xuống đến trước kia tiêu chuẩn. Nhưng Tiêu Phàm tranh giành đích, chính là chỗ này trong nháy mắt ưu thế. Như vậy cũng tốt so nước chảy, do cao hướng thấp nơi đi. Âu Dương uy pháp lực so với hắn thâm hậu, bộc phát hấp lực cực lớn, Tiêu Phàm liền ngăn cản không nổi. Chân nguyên trong cơ thể pháp lực bị hắn hút đi, vô luận như thế nào nghĩ cách. Đều thủ không được đầu trận tuyến. Hôm nay pháp lực của hắn phản vượt qua siêu Âu Dương uy, mạnh yếu xu thế, lập tức nghịch chuyển. Âu Dương uy trong cơ thể chân nguyên pháp lực, giống như thủy triều hướng hắn kinh mạch bách hải bên trong quán chú mà đến. Vương bát đản. Âu Dương uy giống giận bắt đầu đứng dậy, liên tục thúc giục pháp lực, muốn ngăn chặn ở này cũng rót thế. Bất đắc dĩ mạnh yếu xu thế đã muốn nghịch chuyển, vô luận hắn như thế nào nghĩ cách, cũng thủ không được liễu tương đương. Thoáng qua trong lúc đó, Âu Dương uy trên trán liền chảy ra tầng một tầng mồ hôi lạnh, sắc mặt đại biến. Bất quá chân nguyên phủ uy năng tuy cường đại, dù sao bùa chi lực khó có thể bền bỉ, ngay tại Âu Dương uy vừa sợ vừa giận thời điểm, lại mãnh liệt cảm giác được, Tiêu Phàm trong cơ thể mãnh liệt bành trướng cường đại chân nguyên, chính đang bay nhanh yếu bớt, mà trong cơ thể hắn pháp lực trôi qua tốc độ, đã ở chậm lại. Âu Dương uy không khỏi đại hỉ như điên. Bối! Trong miệng tức giận mắng một tiếng, tự muốn mạnh mẽ vận chuyển, đại chu vận chuyển sao, đem chân nguyên trôi qua phương hướng lại một lần nữa nghịch quay tới. Liền vào lúc này, một cổ mãnh liệt bành trướng cường đại chân nguyên, lần này Tiêu Phàm vùng đan điền bay lên, Tiêu Phàm trên song trưng truyền đến hấp lực đại tăng, Âu Dương uy vừa mới chậm lại một điểm chân nguyên trôi qua tốc độ, lại một lần nữa sâu sắc nhanh hơn, chẳng những đưa hắn vừa rồi hấp thụ Tiêu Phàm chân nguyên pháp lực tất cả đều trả trở về, ngay cả mình bổn nguyên pháp lực cũng đang bay nhanh trôi qua. Lẽ nào lại như vậy? Âu Dương uy đầu đầy mồ hôi, nghiến răng nghiến lợi mà nộ mắng lên. Trong khoảng thời gian ngắn, nhưng lại làm không rõ ràng, cái này biến cố như thế nào phát sinh đích. Hắn tự nhiên nằm mộng cũng muốn không đến, hay tiên tử tu luyện một khỏa bổn mạng châu, càng không nghĩ đến, hay tiên tử rõ ràng hội đem cái này khỏa bổn mạng châu giao cho Tiêu Phàm nuốt vào. Chân nguyên phù lúc bộc phát cường đại uy năng, tại lập tức kích phát bổn mạng châu. Hay tiên tử đã từng lời nói, cái này bổn mạng châu ngưng kết bổn mạng của nàng chân nguyên, quan trọng hơn trước mắt, có thể giúp một tay. Một gã chính thức nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ bổn mạng chân nguyên, cường đại cỡ nào, tự không cần nói. Âu Dương uy như thế nào ngăn cản được? Chương 1105 chân nguyên rót thể. Vì thuận lợi hấp thu vô cực đệ tử khổ tu hạo nhiên chính khí, Âu Dương uy chuyên môn tu luyện Đại Chu Thiên Bàn Vận. Đại Chu Thiên Bàn Vận cũng không phải Hạo Thiên Tông truyền công công pháp, mà là do Hạo Thiên Tông đại trưởng lão tạm thời sáng tạo ra đích. Tại Hạo Thiên Tông, đại trưởng lão là một cái cực phú truyền kỳ sắc thái nhân vật, được công nhận, đại tu sĩ đệ nhất, ngay thường ngày nhất uy nghiêm thủ tịch đại chấp pháp trưởng lão đều ở hắn hạ, tại đại trưởng lão trước mặt, cung kính, không dám có chút đi quá giới hạn. Vị này đại trưởng lão tu vi cao thâm, công tham tạo hóa, là không cần phải nói rồi, nhất lệnh người ta gọi là đích, nhưng lại nàng thuật bói toán. Nam Châu đại lục không ít tông môn, đều có xem bói mệnh lý truyền thừa, nhất là những kia nổi tiếng chính đạo tông môn. Xem bói suy diễn chi thuật, lại càng danh chấn tứ phương. Ví dụ như lúc trước được xưng chính đạo đệ nhất tông vô cực môn, thuật bói toán cũng quan tuyệt thiên xuống. Tương đối mà nói, tại nổi danh nhất chính đạo tông môn bên trong, Hạo Thiên Tông xem bói mệnh lý chi thuật, cũng không đặc biệt nổi danh. Nhưng mà Hạo Thiên Tông đương đại đại trưởng lão, cũng tuyệt đối là một cái ngoại lệ. Âu Dương Minh Nguyệt thuật bói toán, nhiều năm trước tự danh Dương Tứ Hải. Không có ai biết Âu Dương Minh Nguyệt thiết thực tuổi. Nhưng có một loại đồn đãi nói, Âu Dương Minh Nguyệt hẳn là nhiều tuổi nhất hậu kỳ đại tu sĩ, ít nhất đã muốn niêm giám thiên tuế, đến nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ trên lý luận thọ nguyên hạn mức cao nhất. Với tư cách đương đại Hạo Thiên Tông chủ đường tỷ, Âu Dương Minh Nguyệt tại Hạo Thiên Tông có được lấy không kém hơn tông chủ cao thượng quyền uy. Gần đây thường xuyên có đồn đãi nói, Âu Dương Minh Nguyệt đã muốn tọa hóa. Coi như là Hạo Thiên Tông nguyên anh trưởng lão, bình thường cũng không thấy được vị này đại trưởng lão một mặt liễu tương đương. Âu Dương Minh Nguyệt đã từng là Hạo Thiên Tông nhất có hy vọng đột phá ngộ linh kỳ đại tu sĩ, nghe nói cuối cùng nhất không có thể đột phá cái này gông cùm xiềng xích,
chủ yếu cũng là bởi vì nàng thuật bói toán quá tinh. Tiết lộ thiên cơ quá nhiều, thu nhận trời phạt, cho nên tại cần gấp nhất trước mắt, tiến giai thất bại. Chỉ là, một gã như thế tinh thông thuật bói toán đại năng người, rõ ràng có thể sống đến nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ trên lý luận thọ nguyên hạn mức cao nhất, quả thực chính là không thể tưởng tượng. Bình thường mà nói, tiết lộ thiên cơ quá nhiều người, thường thường đều hao tổn không thiểu dương thọ. Vị này Âu Dương Minh Nguyệt đại trưởng lão, chẳng những không có giảm thọ, ngược lại sống thiên tuế cũng còn chưa từng tọa hóa, đủ thấy hắn không tầm thường hậu kỳ đại tu sĩ có thể so sánh. Đi qua một vị nữ tính đại tu sĩ sáng tạo ra, đại chu thiên bàn vận, nhưng lại phách đạo dị thường. Những kia vô cực môn đệ tử tu vi tuy thấp, tu luyện nhưng lại chính tông nhất hạo nhiên chính khí, vô cực môn hạo nhiên chính khí có một đặc điểm lớn nhất, thì phải là phi thường chú ý căn cơ vững chắc. Dục tốc bất đạt, là vô cực môn nghiêm khắc nhất môn quy tổ huấn, cả vô cực truyền thừa, đều không có cái loại này có thể đi đường tắt công pháp. Bởi vậy tại vô cực môn, đệ tử có phải là tu luyện thiên tài, kỳ thật không cần khảo thí linh thể linh căn, chỉ cần xem tiến độ tu luyện của hắn sẽ biết. Tại loại này cơ hồ biến thái cường điệu căn cơ vững chắc tu luyện hệ thống bên trong, còn có thể phi tốc tiến giai ra hỏa. 100% là bất thế gia thiên tài. Nói thí dụ như Tiêu Phàm. Chính là bởi vì như thế, Âu Dương Uy một thi triển ra cái này, đại chu thiên bàn vận, ngay Tiêu Phàm như vậy hùng hậu hạo nhiên chính khí đều thủ không được mạch môn. Nhưng hôm nay mạnh yếu xu thế nghịch chuyển, phách đạo dị thường, đại chu thiên bàn vận, lại làm cho Âu Dương Uy không ngừng kêu khổ. Thu lại không được. Hoàn toàn thu lại không được chân nguyên pháp lực cái kia tuôn trào thế. Chỉ có điều một lát trong lúc đó, Âu Dương Uy cũng cảm giác được Tiêu Phàm pháp lực mạnh hơn chính mình. Hắn hấp thu chính là vô cực môn đệ tử vất vả tu luyện hạo nhiên chính khí, cực kỳ thuần khiết, cùng Tiêu Phàm tu luyện hạo nhiên chính khí cùng loại đồng nguyên. Không có bất kỳ xung đột, vừa tiến vào Tiêu Phàm trong cơ thể. Lập tức cùng với Tiêu Phàm thân mình chân nguyên pháp lực nước sữa hòa nhau, làm một thể. Tuy hai mà một. Tiêu Phàm khí tức cường thịnh trình độ, hiện lên thẳng tắp bay lên. Âu Dương Uy, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Ngươi tội ác chồng chất rồi. Tiêu Phàm trầm giọng nói ra, lạnh lùng nhìn thẳng gần trong gang tấc Âu Dương Uy, trong đôi mắt sạch bong lập lòe. Phải không? Rốt cuộc chẳng biết hưu chết về tay ai, cái kia còn không nhất định nhỉ. Âu Dương Uy một tiếng nhe răng cười, nếu không bảo vệ chặt chính mình mạch môn, ngược lại toàn thân chấn động. Hai cỗ cường đại tuyệt luân pháp lực, giống như vỡ đê hồng thủy loại, hướng Tiêu Phàm hai tay huyệt lao cung xông tới. Cùng lúc đó, một cổ hoàn toàn bất đồng khí thức tại Âu Dương Uy trong cơ thể bộc phát ra, màu vàng hồ quang điện, tại hắn bên ngoài thân không ngừng lóng lánh. Hạo Dương Quyết, đây mới là Âu Dương Uy tu luyện bổn mạng thần thông. Đại chu thiên bàn vận, phách đạo phi thường, lại cũng chỉ có thể làm cho Âu Dương Uy rất nhanh đem những kia vô cực môn đệ tử hạo nhiên chính khí hấp thu đến trong cơ thể của mình. Muốn triệt để luyện hóa thành pháp lực của mình, còn cần một cái quá trình. Âu Dương Uy vốn ý định hấp thu đủ nhiều hạo nhiên chính khí về sau, lại một lần nữa tính luyện hóa, cưỡng ép hiếp đả thông, đem hai chủng bất đồng chân nguyên pháp lực tan ra làm một thể, mượn nhờ cái này luyện hóa dung hợp quá trình, thừa cơ đột phá hậu kỳ bình cảnh, nhất cử bước vào nguyên anh hậu kỳ cảnh giới. Bổn mạng của hắn công pháp đã muốn tu luyện tới nguyên anh trung kỳ cảnh giới. Nếu như tích xúc hạo nhiên chính khí cũng có thể đạt tới nguyên anh trung kỳ tu sĩ pháp lực tiêu chuẩn, đi thêm dung hợp, tiến giai nắm chắc lớn nhất. Bởi như vậy, tương đương lăng không tăng trưởng gấp đôi pháp lực, dung hợp thời điểm chỗ bộc phát cự đại lực lượng, nhất có hy vọng đột phá bình cảnh. Nhưng trước đó, hắn lại lên giá phí thật lớn khí lực, để ý tới bó trong cơ thể hạo nhiên chính khí, không cho cái này dị chủng chân nguyên tại trong cơ thể hắn khắp nơi tán loạn. Hắn hấp thu hạo nhiên chính khí càng nhiều, hao phí bổn mạng chân nguyên thì càng nhiều. Đương làm mạnh yếu xu thế vừa mới bắt đầu nghịch chuyển thời điểm, Âu Dương Uy vẫn còn kiệt lực bảo vệ cho mạch môn, muốn đem cục diện đảo ngược, hôm nay mạnh yếu càng ngày càng là cách xa, rốt cục đem cái này không thực tế tưởng tượng ném ra. Đến trời cao vân ngoại, việc cấp bách đã không phải là như thế nào bảo trụ thật vất vả tích xúc 20 năm hạo nhiên chính khí, lại càng không là như thế nào hấp thu Tiêu Phàm chân nguyên pháp lực, mà là như thế nào thoát khỏi khốn cảnh. Triệt để đánh bại Tiêu Phàm. Đánh bại Tiêu Phàm, hết thảy cũng còn có vãn hồi cơ hội. Nếu không, tự thật sự muốn tội ác chồng chất liễu tương đương. Âu Dương Uy không hổ là Hạo Thiên Tông trọng yếu nhất trưởng lão, nguyên anh trung kỳ tu sĩ, chém giết kinh nghiệm phong phú vô cùng, một chiêu này thật đúng là có tác dụng, đột nhiên xuất hiện mãnh liệt chân nguyên pháp lực làm cho Tiêu Phàm áp lực đột nhiên tăng, trong khoảng thời gian ngắn có chút rối ren,
thừa dịp cái này cơ hội ngàn năm một thuở, Âu Dương Uy, Hạo Dương chân khí chấn động mạnh một cái, như vậy chấn khai Tiêu Phàm bàn tay. Rốt cục khôi phục thân tự do. Một khi trùng hoạch tự do, Âu Dương Uy không cần suy nghĩ. Dưới chân xê dịch, muốn viễn độn mà đi. Tiêu Phàm hấp thu hắn tích xúc trong cơ thể cơ hồ toàn bộ hạo nhiên chính khí. Khí tức mạnh, thẳng tắp bay lên, lập tức đạt đến nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong cảnh giới. Vốn là muốn đạt tới như vậy cảnh giới, tung tính toán Tiêu Phàm có đại lượng cực phẩm đan dược tương trợ, có thể tiết kiệm không ít khổ tu chi công, cũng ít nhất cần 20-30 năm công phu, đây đã là cực nhanh liễu tương đương. Trừ phi có cái loại này nghịch thiên linh dược nuốt, có thể trực tiếp chống đỡ đắc mấy chục năm khổ tu. Dưới mắt lại bỗng nhiên tựu trướng lên rồi. Dùng Âu Dương Uy nguyên anh trung kỳ cảnh giới, đối mặt giờ phút này Tiêu Phàm. Sớm đã không có tất thắng nắm chắc cùng tin tưởng. Lúc này rời đi thôi nói sau. Đây là Âu Dương Uy nhất tự nhiên mà vậy xuất hiện ý niệm trong đầu. Tại đây dù sao cũng là Hạo Dương Thành, là Hạo Thiên Tông tổng đàn chỗ trên mặt đất, cao thủ nhiều như mây. Chỉ cần Âu Dương Uy đem cầu cứu tin tức phát ra ngoài, một lát trong lúc đó, thì có ít nhất 6-7 tên nguyên anh kỳ sư huynh đệ chạy tới trợ chiến. Một khi vây kín hình thành, Tiêu Phàm liền có thông thiên triệt địa chi năng, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Nhưng là, sau một khắc, Âu Dương Uy liền phát hiện. Chính mình hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự không nhúc nhích được. Đạo kia như ẩn như hiện, một số gần như trong suốt điền long tác, không biết lúc nào lại đã đem hắn một mực trói ở, nửa bước đều bước không mở. Tiểu bối, yên dám như thế. Âu Dương Uy vừa vội vừa giận, há miệng, một ngụm khéo léo phi đao lượn vòng ra. Cái này phi đao bất quá dài gần tấc đoạn, miệng lưỡi hàn mang bắn ra bốn phía. Cho thấy đắc cực kỳ phong duệ, đón gió mở ra, chướng đại đến 7 dài 8 tấc đoạn. Muốn hướng quấn quanh trên người điền long tác cắt mà đi. Tiêu Phàm chỉ lạnh lùng mà nhìn xem hắn, cũng không ra tay chặn đường cái kia khẩu phi đao. Âu Dương Uy mừng rỡ trong lòng. Quan trọng hơn trước mắt, cái này tiểu bối rõ ràng sẽ phạm sai lầm như vậy. Ngay tại phi đao sắp cắt thượng điền long tác thời điểm, cơ hồ trong suốt điền long tác lóe lên, tựu không thấy bóng dáng. Âu Dương Uy lập tức liền cảm thấy tay chân linh hoạt, đã lấy được tự do. Nhưng mà ngay sau đó, Âu Dương Uy bỗng nhiên cảm giác được một cổ cực kỳ nguy hiểm khí tức đã cùng chính mình gần trong gang tấc. Rõ ràng Tiêu Phàm không có ra tay, này cổ nguy hiểm khí tức từ đâu mà đến. Âu Dương Uy chỉ tới kịp khó khăn lắm xoay người, tự cơ hồ cùng cao lớn thổ ma ngẫu đụng phải cái đầy cõi lòng. Sau đó, hai tai nơi, vù vù, vui vẻ. Tung xem như nguyên anh trung kỳ tu sĩ, giờ này khắc này cũng đã không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Sau một khắc, Âu Dương Uy chỉ nghe, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, đầu của hắn ngay tại hai thanh vừa thô vừa to màu vàng đất cự trùy giáp công phía dưới, giống như dưa hấu bạo liệt ra đến, máu tươi cùng óc văng khắp nơi. Phù phù, không đầu thi thể phốc ngã xuống đất. Ngay tại thi thể đem phốc không phốc thời điểm, một đạo hắc mang tự máu me nhảy nhụa cái cổ gian phóng lên trời, đúng vậy Âu Dương Uy nguyên anh. Cái này nguyên anh vài tấc chiều cao, tướng mạo cùng Âu Dương Uy đồng dạng, mặt mũi tràn đầy kinh sợ nảy ra vẻ, tựa hồ nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà sẽ chết tại một gã nguyên anh sơ kỳ tu sĩ thủ hạ. Hơn nữa còn là hắn cuộc đời xem thường nhất vô cực môn cặn bã còn lại. Tiểu bối, ngươi chờ, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Nguyên anh cực kỳ oán độc trừng mắt nhìn Tiêu Phàm liếc, thân thể nhoáng một cái, liền hướng mật cửa phòng kích bắn đi, toàn thân lôi lóng lánh. Tiêu Phàm như trước chỉ là lạnh lùng nhìn xem, chạm bất động đứng nguyên tại chỗ. Ngay tại Âu Dương Uy nguyên anh vào tới mật cửa phòng lập tức, một đạo ba thước cao màu xám bóng người bỗng nhiên theo cửa ra vào huyễn trong trận di động hiện ra, mập mạp hai tay ôm một vài thốn lớn nhỏ màu trắng cốt hoàn, ngăn ở nguyên anh phía trước. Oán linh vừa mới vừa hiện thân, Âu Dương Uy nguyên anh liền có một loại cực độ cảm giác nguy hiểm, mãnh liệt đè lại độn quang, đứng tại trong hư không. Đây là vật gì? Một loại cực kỳ quỷ dị nguy hiểm cảm giác, tự nguyên anh trái tim bay lên. Mị mị. Oán linh vui sướng mà kêu hai tiếng, thân thể nhoáng một cái, hóa thành một đoàn xám vân, hướng nguyên anh mang tất cả mà đi. Không. Tiêu đạo hữu, tha mạng. Hết thảy tốt thương lượng. Giờ khắc này, Âu Dương đe dọa đắc hồn phi phách tán, rốt cuộc bất chấp đường đường Hạo Thiên Tông trưởng lão rụt rè, đau khổ cầu khẩn bắt đầu đứng dậy. Chỉ tiếc, hết thảy đều đã quá muộn. Tiếng cầu xin tha thứ trong nháy kiết nhiên nhi chỉ, nguyên anh chỉ tới kịp kêu thảm thiết nửa tiếng, đã bị xám vân triệt để nuốt hết, không còn có nửa điểm tiếng động.
Chương 1106 cực tốc đuổi giết. Ồn ào náo động mật thất dưới đất, bỗng nhiên trở nên an tĩnh lại. Phi thường yên tĩnh. Châm rơi có thể nghe. Tất cả vô cực môn đệ tử cấp thấp, đều ngơ ngác nhìn bên này, mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ, cơ hồ hoàn toàn không dám tin. Âu Dương Uy tựu như vậy chết. Cái này cắn nuốt vô cực môn mười mấy tên tu chân giả pháp lực cùng tánh mạng ác ma, Hạo Thiên Tông hạch tâm trưởng lão, đối với bọn hắn mà nói, là bực nào cao cao tại thượng, không chỉ nói diệt sát, coi như là phản kháng đều không có năng lực như vậy. Ai ngờ hiện tại sẽ chết tại trước mắt của bọn hắn, óc vỡ toang, bị chết thảm thiết vô cùng. Tiêu Phàm trong đan điền, chân khí cuồn cuộn, như sóng to gió lớn giống nhau, không ngừng bốc lên bắt đầu khởi động, chút nào sẽ không có dừng lại nghỉ ý. Tuy nhiên theo Âu Dương Uy trong cơ thể hấp thu hạo nhiên chính khí cùng hắn bản thân tu luyện hạo nhiên chính khí cùng loại đồng nguyên, dù sao không phải mình tu luyện ra đến đích, chỗ rất nhỏ có lẽ hay là hơi có khác nhau, hơn nữa số lượng thật sự quá nhiều, cần hảo hảo trải vuốt thoáng một tí, đem chỗ rất nhỏ khác nhau triệt để thay đổi, mới có thể chân tránh đem cái này ngoại giới quán thâu vào pháp lực thu cho mình dùng. Mấu chốt ở chỗ, Tiêu Phàm hiện tại căn bản cũng không có cái này tóc trải ngược thời gian. Nơi này chính là Hạo Thiên Tông tổng đàn, Âu Dương Uy lại là hiện giữ Hạo Thiên Tông chủ cháu ruột nhi, bị chính mình diệt sát, cứ việc trong mật thất bên ngoài đều bố trí che đậy pháp trận, Âu Dương Uy cũng là thần hồn câu diệt, ngay nguyên thần cũng không từng đào thoát, nhưng còn sống Âu Dương Uy cùng chết. Rồi Âu Dương Uy, vẫn có lấy nhất bản chất khác nhau. Ví dụ như bổn mạng bài. Tiêu Phàm biết rõ, tại rất nhiều đại tông môn, trọng yếu nhân viên đều có bổn mạng bài, ở lại tông môn hạch tâm chi địa. Một khi vẫn lạc, bổn mạng bài cũng sẽ lập tức vỡ vụn. Cho nên, hắn ở chỗ này cùng Âu Dương Uy kịch chiến thời điểm, có lẽ không biết vì người biết được, hôm nay Âu Dương Uy đã chết. Tiêu Phàm lo lắng, sau một khắc sẽ có vô số Hạo Thiên Tông Nguyên Anh trưởng lão chen chúc tới. Hắn phải lập tức lúc này rời đi thôi. Nhanh, các ngươi đều tới, theo ta đi. Lập tức Tiêu Phàm không chút do dự, hướng bên kia mười mấy tên vô cực môn đệ tử cấp thấp vẫy tay một cái. Trầm giọng quát, hắn lần này mạo hiểm tiến vào Hạo Dương Thành, mục đúng là cứu những này vô cực môn đệ tử cấp thấp. Vâng, tổ sư. Vài tên cơ linh chút hít đệ tử cấp thấp nhất trước phục hồi tinh thần lại, vội vội vàng vàng khom mình hành lễ, nhút nhát e lệ mà đáp. Bọn hắn thấy tận mắt chứng nhận Tiêu Phàm diệt sát Nguyên Anh trung kỳ Âu Dương Uy, Tiêu Phàm thân mình tu vi, không hề nghi ngờ cũng là Nguyên Anh kỳ cảnh giới, không hề nghi ngờ. Tiêu Phàm chính là bổn môn tổ sư. Các ngươi không cần phải kinh hoàng, ta họ Tiêu, cũng là vô cực truyền thừa, lúc trước bọn ngươi trưởng bối Lăng Thiên Hoa bọn người, cũng là ta cứu đến đích. Biết được các ngươi ở chỗ này bị người khi dễ, ta cố ý tới cứu các ngươi đích. Tiêu Phàm nói ngắn gọn. Vâng, đa tạ tổ sư ân cứu mạng, đệ tử đợi bái tạ tổ sư. Sau một lát, Tiêu Phàm mang theo ba mươi mấy tên đệ tử cấp thấp đi tới mật thất bên ngoài. Trong mật thất, tất cả thi thể cũng đã thanh trừ sạch sẽ, không lưu nửa điểm dấu vết. Tiêu Phàm ống tay áo run lên, cái kia chiếc tại đều xà thành giao dịch hội thượng chụp được đến phong vũ tộc tàu cao tốc di động hiện ra, đón gió tăng vọt, lập tức liền hóa thành hơn 10 trượng lớn nhỏ. Đệ tử cấp thấp đám bọn họ ào ào leo lên tàu cao tốc. Tiêu Phàm dưới chân độn quang cùng một chỗ, liền đứng ở thuyền trên đầu. Vèo, mà một tiếng, tàu cao tốc phóng lên trời, xem Hạo Dương Thành cấm bay cấm chế như không có gì, trực tiếp xé mở cấm chế, hướng Ninh Quốc phương hướng bay đi. Lúc này, muốn tranh thủ mỗi một phút mỗi một giây thời gian, lại đạo quy thủ củ theo cửa thành ra ra vào, cái kia quả thực chính là ngu không ai bằng Liễu Tương Đương. Không có thông hành lệnh bài, cửa thành thủ vệ cũng quả quyết sẽ không tha ba mươi mấy tên vô cực môn đệ tử cấp thấp rời đi đích. Lớn mật, người nào dám tại Hạo Dương Thành dương oai, chán sống sao? Tàu cao tốc vừa mới xé mở cấm chế, liền kinh động phụ cận một chi tuần tra đội. Lập tức điều khiển chiến thuyền chạy tới. Đồng thời ào ào lên tiếng quát lớn. Đừng nhìn Hạo Dương Thành uy chấn thiên hạ, thành trì trên không cấm bay cấm chế lại cơ bản thùng rỗng kêu to, biểu tượng ý nghĩa càng lớn tại thực tế tác dụng. Đó là bởi vì, qua nhiều năm như vậy, thật sự có rất ít người dám ở Hạo Dương Thành nháo sự. Phàm là có can đảm khiêu chiến Hạo Thiên Tông quyền uy ra hỏa, hiện tại cũng đã muốn hài cốt không còn Liễu Tương Đương. Không nghĩ tới cái này ra một cái. Đợi cái này chi tuần tra đội giá lấy chiến thuyền từ nơi không xa chạy tới, phong vũ tàu cao tốc đã sớm đi đắc xa, nháy mắt một cái, tự biến thành một cái chấm đen nhỏ, lại nháy mắt, cơ hồ tự nhìn không thấy Liễu Tương Đương. Tiêu Phàm đem phong vũ tàu cao tốc đập tới tay về sau, tự mình đã làm khảo thí,
tại cài đặt cũng đủ thượng phẩm trung giai linh thạch về sau, lúc sau hắn đến tự mình thao túng, nếu như không thèm để ý linh thạch tiêu hao, độn nhanh chóng toàn bộ triển khai, quả nhiên không tại bình thường nguyên anh tu sĩ độn nhanh chóng phía dưới, so sánh với Tiêu Phàm chính mình toàn lực thi triển phong độn thuật, tự nhiên còn có vẻ không bằng, nhưng cũng đã lệnh Tiêu Phàm rất hài lòng. Chung quy đây là một chiếc to lớn tàu cao tốc, có thể đủ chứa nổi hơn 100 người. Trước kia còn đánh tính toán mang về quan trọng hơn trước mắt dùng đắc lấy, không nghĩ tới trước ở chỗ này dùng tới liễu tương đương. Nếu không nghe lời, giống nhau phi hành pháp bảo thật đúng là không có biện pháp đồng thời mang lên 30 mấy tên đệ tử cấp thấp, dùng không thua nguyên anh sơ kỳ tu sĩ độn nhanh chóng tốc độ bay độn. Hạo Dương Thành tuần tra chiến thuyền tuy cũng rất có đặc điểm, cùng phong vũ tộc tàu cao tốc so sánh với, tại độn nhanh chóng thượng tự là xa xa không bằng liễu tương đương. Phong vũ tàu cao tốc vừa mới bay ra Hạo Dương Thành không xa, một tiếng nổi giận đến cực điểm tiếng giống giận dữ, ngay tại Hạo Thiên Tông tổng đàn trung tâm khu vực vang lên, ngay sau đó, một đạo nhân ảnh phóng lên trời, đem tổng đàn một tòa đại điện đỉnh đồng loạt nhấc lên đi. Là đại chấp pháp. Lần này động tĩnh quá lớn, lập tức tự có vô số đệ tử ngửa đầu trên lên nhìn lại, không khỏi lên tiếng kinh hô. Vị này nổi giận trung niên tu sĩ, tướng mạo cực kỳ uy nghiêm, mặc màu vàng hơi đỏ trường bào, trên người tản ra thâm bất khả trắc khủng bố khí tức, vừa xông ra đại điện, liền đột nhanh chóng toàn bộ triển khai, trực tiếp hướng nam phương đuổi theo mà đi, tựa hồ xảy ra chuyện gì đại sự, triệt để chọc giận vị này Hạo Thiên Tông thủ tọa đại chấp pháp trưởng lão. Hạo Thiên Tông tông chủ cùng đại trưởng lão quanh năm bế quan không xuất ra, không để ý tới thế sự, Hạo Thiên Tông các loại sự vụ ngày thường, đều là mấy vị thủ tọa trưởng lão hội cùng thiếu tông chủ xử trí, trong đó chính thức người chủ trì, nói chuyện sức nặng nặng nhất đích, dĩ nhiên là thủ tọa đại chấp pháp trưởng lão, vị này mới được là Hạo Thiên Tông xử lý sự vụ ngày thường chính thức tông chủ. Bất quá Hạo Thiên Tông thật sự uy phong quá đáng, dưới trướng đệ tử sổ dĩ 10 vạn kế, trong bang lớn nhỏ sự vụ, đều có chuyên gia phụ trách. Đã muốn rất ít có chuyện gì đáng giá đại chấp pháp trưởng lão tự mình ra mặt xử trí. Đang lúc mọi người ào ào suy đoán, rốt cuộc đã xảy ra hạng đại sự chi tế, lại một đạo nhân ảnh tại bay lên trời, theo sát đại chấp pháp về sau, hướng nam phương phi độn mà đi. Người này một bộ áo lam, tuổi chừng lục tuần, trên người phát ra khí tức rõ ràng cùng đại chấp pháp đồng dạng thâm bất khả trắc, cũng là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Là cựu trưởng lão, lại vang lên một hồi kinh thán chi thanh âm. Vị này cựu trưởng lão cũng là Hạo Thiên Tông kiệt xuất kỳ tài, chấp trưởng trăm bộ viện, là Hạo Thiên Tông đối với các loại công pháp nghiên cứu nhiều nhất, uyên bác nhất đại tông sư. Trăm bộ viện vốn là Hạo Thiên Tông chuyên môn nghiên cứu các loại công pháp chỗ, có thể chúng cử trăm bộ viện đích, đều đối với tu luyện chi đạo có cực kỳ đặc biệt nghiên cứu, phàm nhân thế giới có, Vũ Si, vừa nói, Hạo Thiên Tông trăm bộ viện trưởng lão, nguyên một đám có thể nói là tu chân si. Cựu trưởng lão chấp trưởng trăm bộ viện. Hắn uyên bác có thể nghĩ. Ông trời của ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngửa đầu vọng thiên Hạo Thiên Tông đệ tử cấp thấp đám bọn họ nguyên một đám nghẹn họng nhìn chân chối, bất minh sở dĩ. Tọa trấn tổng đàn hai vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, vậy mà đồng loạt mà hướng một cái phương hướng phi độn mà đi, thật không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì khó lường đại sự, cần hai vị hậu kỳ đại tu sĩ mới có thể ứng phó được. Ai ngờ ngay sau đó lại có hơn 10 đạo độn quang từ các nơi phi độn mà dậy, ào ào hướng nam phương vọt tới. Đều là nguyên anh kỳ trưởng lão, trong đó đa số còn có nguyên anh trung kỳ tu vi. Trong lúc nhất thời, Hạo Thiên Tông tổng đàn trên không lôi lóng lánh, vô số màu vàng hồ quang điện ở giữa không trung lóng lánh, đảo mắt tựu đi đắc xa. Hạo Thiên Tông tổng đàn lập tức tạc mở nồi, đệ tử cấp thấp đám bọn họ nghị luận ào ào, suy đoán rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Bất quá nguyên một đám thần sắc hưng phấn, không khẩn trương chút nào ý. Cũng là, dùng đắc dè chừng sao. Chẳng lẽ còn có người dám hướng Hạo Thiên Tông tiến công không được? Dùng Hạo Thiên Tông hôm nay cường đại hưng thịnh, tung tính toán là ma đạo đệ nhất tông làm đến nơi đến chốn, cũng không sợ chút nào. Bất quá đối với đang tại hướng Ninh Quốc phương hướng chạy như bay mà đi Tiêu Phàm mà nói, sự tình tựu xa không có dễ dàng như thế. Phong vũ tàu cao tốc nhanh như điện chớp. Cực độ phi đột, mười mấy tên vô cực môn đệ tử cấp thấp ngồi ở đây thấy những điều chưa hề thấy văn sở vị văn, mới nghe lần đầu phi trong đò, trong nội tâm lại là kinh hỉ lại là tâm thần bất định, càng nhiều là thì là không biết giải quyết thế nào. Thật sự nghĩ mãi mà không rõ, rốt cuộc bọn hắn làm cái gì, cứ thế cảm động trời xanh, đánh xuống Tiêu tổ sư như vậy một cái đại cứu tinh đến. Nhưng là rất nhanh, Tiêu Phàm liền trong lòng căng thẳng, một loại cực độ bất an, xông lên trong lòng của hắn.
Tiêu Phàm tay trái nhẹ động, tự chiếm bài học, lập tức quay đầu sau này nhìn lại, chỉ thấy xa xôi phía chân trời, một đạo cực nhạt bóng người, chính ẩn ẩn hiển lộ ra đến, hơn nữa đang tại một chút trở nên càng thêm rõ ràng. Tiêu Phàm đáy mắt lục mang chớp động, thiên nhãn thần thông vận chuyển tới cực hạn, rốt cục nhìn rõ ràng, cái kia là một gã nhanh đuổi mà đến tu sĩ. Độn nhanh chóng nhanh đến như thế không hợp thói thường, Tiêu Phàm cơ hồ có thể khẳng định, đây là người nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Tiêu Phàm tâm nhịn không được dưới lên trầm xuống. Nguyên cũng biết, tại Hạo Thiên Tông tổng đàn làm xuống như vậy kinh thiên động địa đại sự, giết Âu Dương Tông chủ cháu ruột nhi, tuyệt đối không thể có thể tựu như thế thoải mái chạy mất. Nhưng đuổi giết loại người đến mức như thế cực nhanh, vẫn có chút vượt quá Tiêu Phàm dự kiến. Thiên hay tiên tử đã từng cùng hắn cho tới qua Hạo Thiên Tông uy hiếp lớn nhất mấy vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, đối với mỗi một vị tình hình, đều tận khả năng kỹ càng mà nói cho hắn biết. Chỉ có điều thiên hay tiên tử dù sao không phải Hạo Thiên Tông người, đối với một ít nhất cơ mật mấy cái gì đó, còn là rất khó hiểu rõ tìm được. Bình thường thủ tọa đại chấp pháp trưởng lão cùng trăm bộ viện thủ tọa trưởng lão hai vị này đại tu sĩ, đều tọa trấn tổng đàn. Chỉ không biết đuổi theo vị này, rốt cuộc là đại chấp pháp trưởng lão có lẽ hay là trăm bộ viện thủ tọa cựu trưởng lão. Sau một khắc, Tiêu Phàm tự biết mình không cần suy đoán liễu tương đương. Đạo thứ hai bóng người đã ở trời xanh hơi nghiêng hiển lộ ra đến. Theo hắn không chút nào thấp hơn phía trước đạo nhân ảnh kia độn nhanh chóng đến xem, không thể nghi ngờ cũng là một vị hậu kỳ đại tu sĩ. Hai vị hậu kỳ đại tu sĩ đồng loạt xuất mã đến đuổi giết hắn, coi như là cho đủ Tiêu Y Thánh mặt mũi. Hạo Thiên Tông chút nào cũng không có xem thường ý của hắn. Chương 1107 Đại Ninh Quốc Thái Thượng Tông. Hai gã đại tu sĩ đồng thời đuổi giết mà đến. Tiêu Phàm run lên ống tay áo, trên ngón tay màu xanh biếc chiếc nhẫn nơi bạch sáng lóng lánh, cốt điểu bắn ra, đảo mắt hóa thành hơn 10 trượng lớn nhỏ, đáy mắt ở chỗ sâu trong ngọn lửa loè loè, ngửa mặt lên trời ngao một tiếng, thanh âm chấn mây xanh, uy phong lẫm lẫm. Tiêu Phàm ống tay áo nhất quyển, một cổ kình phong mang tất cả ra, đem 30 mấy tên đệ tử cấp thấp cuốn bắt đầu đứng dậy, cùng một chỗ leo lên cốt điểu lưng. Cánh tay vừa nhấc, đem phong vũ tẩu cao tốc thu trở về. Đi. Tiêu Phàm dưới chân nhẹ nhẹ một chút. Cực lớn cốt điểu lần nữa ngửa mặt lên trời ngao, hai cánh chấn động, như mũi tên, hướng đông nam phương hướng kích bắn đi. Tại đại đủ trong biên giới, bị Hạo Thiên Tông hai vị hậu kỳ đại tu sĩ đuổi giết, tình hình chi hung hiểm, cảm thấy khó khăn nói nên lời. Nhưng thực bức nơi này, cũng là bất đắc dĩ. Cái này cốt điểu không hổ là biển chim cú vọ di hài luyện chế mà thành, tốc độ cực nhanh, không gì sánh kịp, tại Thần Long Uyên đầm lầy. Đã từng cùng Huệ Thiên Hào truy đuổi hồi lâu, tại lúc ban đầu trong một đoạn thời gian, song phương lực lượng ngang nhau, đem lôi độn thuật tu luyện đến cực cao cảnh giới Huệ Thiên Hào, cũng vô pháp đem lẫn nhau khoảng cách gần hơn mảy may. Hôm nay năm qua đi, cốt điểu tu vi so sánh với lúc trước lại tăng vào một chút, độn nhanh chóng tuy khó với nhanh hơn một phần, chắc hẳn thời gian thượng khẳng định càng có thể bền bỉ. Mắt thấy phong vũ tàu cao tốc đã muốn xa xa đang nhìn, đại chấp pháp tâm trung nguyên bản mừng thầm. Bỗng nhiên trong lúc đó, cốt điểu lại đem lẫn nhau khoảng cách lại một lần nữa kéo ra, đại chấp pháp không khỏi sững sờ. Sư huynh, cái kia là vật gì? Theo sát phía sau áo lam tu sĩ rốt cục chạy tới, hỏi, trong giọng nói có chút kinh ngạc. Cốt điểu loại này kỳ quái hình thái, lại để cho hai vị kiến thức rộng rãi đại tu sĩ cũng có chút sờ không được đầu óc. Không đại thanh sở, nhìn về phía trên, tựa hồ là nào đó khôi lỗi. Đại chấp pháp trưởng lão ngữ khí thập phần nghi hoặc. Khôi lỗi, cái kia không đại khả có thể. Cái gì khôi lỗi có thể có như vậy độn nhanh chóng? Nguyên anh cấp khôi lỗi đã muốn cực kỳ hiếm thấy, tung xem như dùng khôi lỗi thuật nổi tiếng thiên hạ ngàn linh tông. Cũng chưa từng nghe nói qua có thể luyện chế ra có thể so với nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cơ quan khôi lỗi thú. Cái kia thật sự quá nghịch thiên. Nếu thật là ngay nguyên anh hậu kỳ cùng bậc cơ quan khôi lỗi đều có thể luyện chế ra đến, cái kia trong thiên hạ. Còn có cái đó nhất tông cái đó nhất phái sẽ là ngàn linh tông đối thủ. Những vật khác lời mà nói, càng thêm không có khả năng. Áo lam tu sĩ lập tức nghẹn lời. Sư huynh nói rất có lý, thứ này nếu như không phải khôi lỗi, còn có thể là cái gì đâu này. Chẳng lẽ còn là vật còn sống không được. Hắc hắc, cái này cũng không có gì quá kỳ quái đích, có thể là cái loại này chuyên môn dùng để phi hành khôi lỗi. Tung tính toán như thế, cái kia cũng đã phi thường khó lường liễu tương đương. Chẳng lẽ hắn là ngàn linh tông hay sao? Nhưng là chúng ta cùng ngàn linh tông, cũng không có quá lớn ăn tết ân oán. Dưới mắt cũng không phải chính mà đại chiến thời điểm,
ngàn linh tông người. Êm đẹp chạy đến chúng ta Hạo Dương thành tới giết người làm cái gì? Áo lam tu sĩ càng thêm có chút khó có thể cân nhắc. Hừ, coi như là ngàn linh tông cái kia thì sao? Hắn dám chạy đến Hạo Dương thành tới giết người, chúng ta như vậy buông tha hắn, vậy sau này còn có người đem chúng ta Hạo Thiên Tông đương làm hồi sự sao? Cái này tự nhiên, quyết không thể như vậy bỏ qua. Âu Dương Uy đúng vậy, đại trưởng lão đều rất coi trọng thế hệ con cháu vãn bối, lại nói tiếp cũng là nhất có hy vọng đặt chân người ta như vậy cảnh giới người. Hiện tại không hiểu thấu tựu vẫn lạc mất, nếu không phải đem người này chào trở về, đại trưởng lão chỗ đó, như thế nào bàn giao? Đại chấp pháp hừ lạnh một tiếng, nói ra Âu Dương Uy ngày bình thường không coi ai ra gì, mắt cao hơn đầu, trước sau như một tự cho là đúng, ta đã từng khuyên bảo qua hắn. Mũi nhọn không cần phải quá đáng, nên thu liếm thời điểm nhất định phải thu liếm chút ít. Hắn chưa bao giờ nghe, lúc này rốt cục chọc đại phiền toái Liễu Tương Đương. Từ nơi này vị đại chấp pháp trong giọng nói nghe tới. Hắn đối với Âu Dương Uy quan cảm quả thực không được tốt lắm, tung tính toán Âu Dương Uy đã muốn vẫn lạc. Tựa hồ cũng không có chút nào đồng tình ý. Sở dĩ đối với Tiêu Phàm theo đuổi không bỏ, hoàn toàn bởi vì chức trách cho phép. Hắn nếu không phải Hạo Thiên Tông đại chấp pháp trưởng lão, chỉ sợ chưa chắc sẽ đuổi theo. Áo lam tu sĩ nhẹ gật đầu, nói ra, lời tuy như thế, Âu Dương Uy tu vi cũng không tính toán quá thấp, người này xâm nhập tổng đàn, đem Âu Dương Uy đánh gục, có thể thấy được thủ đoạn đắc. Chẳng lẽ là cái kia yêu nữ không được? Không giống, tuy nhiên cách xa nhau khá xa, nhưng là có thể cảm giác được, lần này trên thân người khí tức đường hoàng chính đại, không có chút nào tà khí. Thiên hay cung truyền thừa, tuyệt không phải như thế. Đại chấp pháp quả quyết lắc đầu. Là người trong chính đạo, người này còn mang đi vô cực môn còn lại cái kia chút ít đệ tử cấp thấp, hẳn là cũng là vô cực truyền nhân. Áo lam tu sĩ trầm ngâm nói. Đại chấp pháp mặt âm trầm không lên tiếng, hơi khoảnh, mới hừ một tiếng, nói ra, quả thật như thế, người này nói không chừng chính là lần trước dẫn động đều xà thành thất sát trận người. Xem ra đại trưởng lão bói toán, khả năng nếu ứng nghiệm lúc này trên thân người Liễu Tương Đương. Áo lam tu sĩ lắp bắp kinh hãi, nói ra, sư huynh ý, người này chẳng lẽ chính là tổ sư lời tiên đoán chính là cái kia vô cực môn thiên tài. Đại chấp pháp cười lạnh một tiếng, nói ra, không phải. Hắn đã hiện tại có ngọn rồi, tự không khả năng là người kia. Áo lam tu sĩ nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, không tệ xác thực như thế. Người này đã bị hai người bọn họ vị hậu kỳ đại tu sĩ theo dõi, nếu là còn có thể chạy ra tìm đường sống, quả thực chính là chê cười. Một khi bị bắt lấy, mặc kệ hắn là bực nào thiên tài, đều là chỉ còn đường chết, còn nói gì trung hưng vô cực môn. 2 năm trước tại Thần Long Uyên đầm lầy trên không xuất hiện một màn, lần nữa tại Đại Tề Quốc trời xanh phía trên tái diễn. Chỉ có điều lần này, đuổi giết Tiêu Phàm biến thành hai vị hậu kỳ đại tu sĩ. Mà Tiêu Phàm muốn chiếu cố người, lại từ một cái biến thành 30 mấy người. Song phương một đuổi một chạy, tính ra 10 canh giờ đi qua cốt điều tốc độ rốt cục bắt đầu giảm chậm lại. Xa xa, một đạo nguy nga kéo dài dãy núi, ra hiện tại Tiêu Phàm trong tầm mắt, tại trong mây mù loáng thoáng, rất mờ ảo. Tiêu Phàm trong mắt sáng ngời. Đây là Tề Quốc cùng Ninh Quốc biên giới dưới núi. Tại đều xa thành, hắn đệ nhất ưu tiên đúng là thu thập tất cả quốc gia địa đồ, càng kỹ càng càng tốt. Tề Quốc, Ninh Quốc, Trần Quốc những này đại quốc địa đồ, lại càng hắn coi trọng nhất đích. Đã tại, chạy trốn, không có địa đồ sao được. Lướt qua chỗ này dãy núi, tiếp tục hướng đông nam phương hướng, chính là Đại Ninh Quốc khu vực Liễu Tương Đương. Hạo Thiên Tông thế lực, chỉ có thể ở dưới núi chi bắc, càng bất qua phía nam đi. Bởi vì Ninh Quốc Thái Thượng Tông cũng là thập đại chính đạo tông môn một trong, thực lực mạnh, chút nào cũng không tại Hạo Thiên Tông phía dưới. Dựa theo thiên hay tiên tử tự thuật, Thái Thượng Tông cùng Hạo Thiên Tông tuy nhiên cùng thuộc chính đạo thập đại tông môn, lẫn nhau ở giữa giao tình, cũng chỉ là hời hợt mà thôi. Ngoại trừ tại chính mà đại chiến thời điểm kề vai chiến đấu bên ngoài, ngày bình thường rất ít nghe nói bọn hắn lẫn nhau trong lúc đó có cái gì lui tới. Song phương phân thuộc nước láng giềng, có chút trên lợi ích xung đột, làm cho quan hệ không hòa thuận, ngược lại rất có thể. Đây cũng là Tiêu Phàm không chút do dự liền hướng Ninh Quốc chạy vội mà đến nguyên nhân. Nếu là Thái Thượng Tông cùng Hạo Thiên Tông quan hệ mật thiết, thậm chí là đồng minh, hắn như vậy một đầu xông vào Ninh Quốc đi, tuyệt đối là tự tìm phiền toái. Sư huynh, xa hơn nam, chính là Ninh nước. Áo lam tu sĩ hai hàng lông mày cau lại, có chút lo lắng nói. Đại chấp pháp hừ một tiếng, nói ra cái kia thì sao?
chẳng lẽ Thái Thượng Tông những người kia còn dám ngăn trở chúng ta không được? Chỉ cần phía trước cái kia tiểu tử hòa Thái Thượng Tông không có có quan hệ gì, Thái Thượng Tông tự nhiên không biết vô duyên vô cớ cùng Hạo Thiên Tông kết thù. Huống chi đến chính là hai gã hậu kỳ đại tu sĩ, bình thường Thái Thượng Tông trưởng lão, còn thật không dám tùy tiện xuất đầu. Về phần mặt khác tông môn cùng đệ tử cấp thấp, càng là hoàn toàn sẽ không đặt tại hai vị này đại tu sĩ trong mắt. Nói thì nói như thế, nếu như có thể tại chúng ta Tề Quốc cảnh giới giải quyết hết cái này phiền toái, đó là tốt nhất. Áo lam tu sĩ tính cách rõ ràng so với hắn sư huynh muốn cẩn thận vài phần. Đại chấp pháp lại nhẹ khẽ hừ một tiếng, nhưng không có lên tiếng. Nếu là có thể tại Từ gia một mẫu ba phần đất ở phía trong giải quyết phiền toái, cái kia còn phải nói sao? Tiểu tử kia dưới bàn chân cốt điểu, cũng thật sự là tà môn rồi, tại hai gã đại tu sĩ toàn lực đuổi theo phía dưới, vậy mà kiên trì lâu như vậy. Cũng may trước đó không lâu rốt cục lộ ra vẻ mệt mỏi, cứ theo đà này, tung tính toán không thể tại đủ trong biên giới giải quyết, cũng không cần xâm nhập Ninh trong biên giới quá xa, khẳng định có thể đuổi theo. Không thể nghi ngờ, Tiêu Phàm cũng biết đó là một đại phiền toái. Vèo, cốt điểu vỗ cánh bay nhanh, một đầu chui vào giới trên núi không sương mù bên trong. Tiêu Phàm ống tay áo run lên, hắc mang lập lòe, hắc lân bắn ra, ở giữa không trung một cái lăn qua lăn lại, đã rơi vào Tiêu Phàm trong ngực, còn buồn ngủ, tựa hồ mộng đẹp say sưa thời điểm bị người đánh thức. Sự thật cũng là như thế, từ phun ra nuốt vào ly thuồng luồng nội đan về sau, hắc lân một mực đều ở nằm ngáy o. O, cực nhỏ có thanh tỉnh thời điểm, nhân loại tu sĩ đã tọa thổ nạp, hấp thu thiên địa linh khí đến tiến giai, hắc lân nhưng lại một bên ngủ một bên tiến giai, không biết muốn hâm mộ chết bao nhiêu đồ lười liễu tương đương. Giờ phút này hắc lân, khí tức rõ ràng so tất cả cửu cấp yêu thú đều cường đại hơn, một chân đã muốn bước vào hóa hình kỳ phạm trù, chỉ cần bất quá một thời gian ngắn, nàng hoàn toàn luyện hóa ly thuồng luồng nội đan, cái này tiến hóa có thể hoàn thành. Ai ngờ lại bị hai vị đại tu sĩ cường đại khí tức ngạnh xanh xanh đánh thức. Hắc lân, ngươi cho ta làm một chuyện. Tiêu Phàm không có bất kỳ khách sáo hàn huyên, trực tiếp nói ra. Ngươi nói. Hắc lân dùng lông xù đại hắc đầu tại hắn trên cánh tay ma sát vài cái, lười biếng nói. Ngươi giá cái này chiếc tàu cao tốc, đem những này đệ tử đưa đến Ninh Quốc Bảy Quan Thành đi, căn cứ điển tịch ghi lại, chỗ đó có một truyền tống trận có thể đi thông phía nam. Trên thực tế, Tiêu Phàm cũng khó có thể luôn mang theo cái này ba mươi mấy tên trúc cơ kỳ trở xuống đệ tử cấp thấp đào thoát hai vị đại tu sĩ đuổi giết, cái kia hoàn toàn không thực tế. Bất quá Tiêu Phàm rất rõ ràng, cái kia hai gã đại tu sĩ mục tiêu nhất định là chính mình, chỉ cần khí tức của mình vẫn cùng cốt điều cùng một chỗ, hai người kia tự tuyệt sẽ không tách ra đuổi theo phong vũ tàu cao tốc. Bất kể thế nào nói, chính mình diệt sát Âu Dương Uy cũng là một gã trung kỳ tu sĩ. Thật muốn bắt sống hắn. Có lẽ hay là hai gã đại tu sĩ đồng loạt ra tay tương đối ổn định chút ít. Về phần một ít đệ tử cấp thấp, tử cũng tốt sống cũng tốt, hai gã đại tu sĩ như thế nào lại để ở trong lòng. Dùng hắc lân cảnh giới bây giờ, tự mình điều khiển cái này chiếc phong vũ tàu cao tốc, tung tính toán độn nhanh chóng so với chính mình điều khiển thời điểm lược tốn, cũng kém không đi nơi nào. Đã tới rồi Ninh trong biên giới, nên vậy có rất lớn tỷ lệ dẫn bọn hắn an toàn thoát hiểm. Đợi an toàn cất bước những này đệ tử cấp thấp về sau, hắc lân thì sẽ trở về cùng hắn tụ hợp. Hắc lân là bổn mạng của hắn linh sủng, lẫn nhau trong lúc đó đã sớm tâm thần tương thông, dù cho cách ngàn dặm, đều có thể lẫn nhau cảm ứng được đến. Điểm này, hoàn toàn không cần lo lắng. Chương 1108 huyễn ảnh phân thân. Chủ nhân, phía sau hai lão này đều rất cường đại. Hắc lân có chút lo lắng nói. Yên tâm, ta có thể ứng phó được. Tiêu Phàm ngữ khí như trước thập phần bình tĩnh. Lời nói thật nói, lần này hắn thật là có chút ít tâm thần bất định, dù sao bị hai gã nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đuổi giết, với hắn mà nói, cũng là trước đó chưa từng có. Phải chăng có thể thuận lợi thoát khỏi, thật sự là cái không biết bao nhiêu. Sau một lát, phong vũ tàu cao tốc cùng cốt điểu mỗi người đi một ngả, hướng đông nam phương hướng bay đi, cốt điểu hai cánh mở ra, hướng chính đông phương hướng bay đi. Sư huynh! Áo lam tu sĩ kêu lên. Đại chấp pháp cười lạnh một tiếng, nói ra tiểu tử kia khí tức vẫn còn, không cần để ý người bên ngoài. Bất quá là chút ít cấp thấp con sâu cái kiến mà thôi. Cái kia cốt điều tốc độ tựa hồ so lúc trước chậm một điểm. Đó là tự nhiên, cứ việc tạm thời vẫn không rõ sở cái kia rốt cuộc là vật gì, nhưng bất kể như thế nào, hắn đều khó có khả năng vĩnh viễn dùng tốc độ như vậy chạy xuống đi.
coi như là cơ quan khôi lỗi thú, muốn dùng loại này không thua hậu kỳ đại tu sĩ độn nhanh chóng chạy vội, nhất định muốn tiêu hao đẳng cấp cao linh thạch, thượng phẩm trung giai linh thạch cũng khó khăn dùng cung cấp khổng lồ như thế linh lực. Nhưng mà đẳng cấp cao linh thạch chi rất thưa thớt, nhưng lại nhân sở cộng chi đích, vô luận ai đều khó có khả năng liên tục không ngừng mà cung ứng đẳng cấp cao linh thạch. Đối với pháp lực hùng hậu hậu kỳ đại tu sĩ mà nói, như vậy cực tốc phi độn tính ra 10 canh giờ, lại vẫn còn có thể thừa nhận trong phạm vi. Đương nhiên, trong tay người cũng đã sớm nắm hai khỏa thượng phẩm trung giai linh thạch, một bên theo đuổi không bỏ một bên tự linh thạch bên trong không ngừng hấp thu linh lực bổ sung. Phía trước tiểu tử kia đúng vậy đứng ở cốt điểu trên lưng, chính mình cũng không hao phí một điểm chân nguyên pháp lực, thời gian dài như vậy tiêu hao xuống, nếu như không theo lúc bổ sung linh lực, cho dù đuổi theo rồi, muốn bắt sống tiểu tử kia, chỉ sợ sẽ gia tăng không nhỏ độ khó. Có lẽ hay là dự làm chuẩn bị tương đối ổn thỏa, nếu không, hai gã đại tu sĩ liên thủ, rõ ràng truy tìm một gã hậu sanh tiểu bối, cái kia thật đúng là thiên đại chê cười. Giống như Tiêu Phàm sở liệu, Hắc Lân thuận lợi mang theo những kia đệ tử cấp thấp rời đi, hai gã lão quái vật ngay con mắt cũng không từng hướng Phong Vũ Tẩu cao tốc nhìn lên liếc, chỉ là nhanh chằm chằm hắn không tha. Nhưng là Tiêu Phàm chính mình lại gặp phải lấy một cái càng ngày càng vấn đề nghiêm trọng, đó chính là hắn trong cơ thể chân nguyên pháp lực, càng thêm không bị khống chế. Rõ ràng chỉ cần hảo hảo điều trị khơi thông thoáng một tí, tự mọi sự đại cát, lại cứ hàng ngày là đằng không xuất ra như vậy một đoạn nguyên vẹn thời gian đến. Đẩy lấy hai gã hậu kỳ đại tu sĩ đuổi giết, lại để cho hắn ngay tại cốt điểu trên lưng ngồi xuống điều tức, Tiêu Phàm cho dù tâm lý thừa nhận năng lực cường thịnh trở lại, cũng còn chưa tới như vậy không được tình trạng. Loại chuyện này, nửa điểm đều sơ sẩy không được, hơi có sai lầm, chân khí đi ngõ khác kinh mạch, thì phải là tẩu hỏa nhập ma đại hỏa. Thân là lang trung, Tiêu Phàm đối với cái này thập phần tinh tường. Nhưng mà hiện tại, vấn đề này đã muốn nghiêm trọng đến phải lập tức giải quyết tình trạng. Tiêu Phàm nhẹ nhàng nhăn lại lông mày, chân bữa tiếp theo, cốt điểu ngao một tiếng, lập tức dừng thế đi. Tiêu Phàm cánh tay giương lên, cốt điểu cấp tốc thu nhỏ lại, thu vào màu xanh biếc trong giới chỉ. Cùng lúc đó, một đầu ngân dực đại bằng hư ảnh phóng lên trời, thẳng lên trời cao, trên không trung một cái xoay quanh, phi thân mà hạ, chui vào Tiêu Phàm trong cơ thể không thấy bóng dáng. Sau một khắc, Tiêu Phàm thân thể nhoáng một cái, tựu đi hơn 10 trượng bên ngoài, độn nhanh chóng cực nhanh, đủ để cho đại bộ phận nguyên anh trung kỳ trở xuống tu sĩ đều trợn mắt há hốc mồm. Xa xa suýt ở phía sau bên cạnh hai gã đại tu sĩ lại vui mừng quá đỗi. Sư huynh, vật kia rốt cục chống đỡ không nối liễu tương đương. Đây là tự nhiên. Tiểu tử này phong độn thuật cũng coi như đắc thập phần cao minh rồi, khó trách Âu Dương Uy sẽ chết tại trong tay của hắn. Đại chấp pháp hừ lạnh một tiếng, nói ra, dám giết ta Hạo Thiên Tông trưởng lão, lá gan quả thực không nhỏ, luôn tự cao có chút bổn sự mới đúng. Áo lam tu sĩ nói ra, bắt được hắn, nhất định phải hảo hảo thẩm nhất thẩm, nhìn hắn cùng cái kia yêu nữ có cái gì không quan hệ. Không có yêu nữ trong tay địa đồ, thiên hương ngọc lộ chung quy chỉ là hoa trong kiếng trăng trong nước mà thôi. Đại chấp pháp có chút vuốt cằm. Hai người trong miệng đối đáp, dưới chân không chậm chút nào, trong chốc lát liền đem khoảng cách kéo gần lại không ít. Dùng Tiêu Phàm tu vi hiện tại, thi triển ra phong độn thuật, đại đa số nguyên anh trung kỳ tu sĩ đã muốn cản không nổi hắn, nhưng cùng hậu kỳ đại tu sĩ tương đối mà nói, có lẽ hay là không nhỏ chênh lệch. Bất quá Tiêu Phàm bản không có ý định bằng chính mình độn thuật thoát khỏi đuổi giết. Lại phi độn chỉ chốc lát, phía trước Tiêu Phàm bỗng nhiên một hóa thành hai, chia nhau hướng phương hướng bất đồng bay nhanh mà đi. Đuổi sát ở phía sau hai gã đại tu sĩ không khỏi lắp bắp kinh hãi, hai hàng lông mày nhăn bắt đầu đứng dậy, thần niệm chi lực cấp cấp thò ra, đáy mắt quang mang chấp diệu, lại phân biệt không được, rốt cuộc cái nào mới là thật thân. Cái này mới ý thức tới, Tiêu Phàm thu hồi cốt điểu, tự là muốn lừa gạt như vậy mánh khóe. Cốt điểu khí tức thật sự rất cổ quái rồi, giống nhau huyễn hóa chi thuật, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự không thể gạt được hai gã hậu kỳ đại tu sĩ thần niệm điều tra. Lẽ nào lại như vậy? Áo lam tu sĩ giận tím mặt, quát. Chia nhau truy. Đại chấp pháp vô cùng có quyết đoán, lập tức thấp giọng quát nói. Tốt. Áo lam tu sĩ thân là trăm bộ viện thủ tọa, cũng nghiêm túc, lúc này thân thể nhoáng một cái, phía bên trái bên cạnh đạo nhân ảnh kia mau chóng đuổi mà đi. Đại chấp pháp tác chính là cắn bên phải bóng người, chăm chú đuổi theo, uy nghiêm trên mặt tràn đầy tức giận. Hạo Thiên Tông uy chấn thiên hạ, hôm nay cái này thể diện. Thật sự ném đến có chút đại rồi, bị người lấn đến thăm đến, giết tông chủ cháu ruột nhi không nói,
nếu lại bị hung thủ theo hai gã hậu kỳ đại tu sĩ mí mắt dưới chạy trốn, lan truyền đi ra ngoài thật sao sẽ trở thành vì thiên hạ người trò cười. Tề quốc cùng Ninh quốc chỗ giao giới cái này tấm giới núi, có thể nói rộng lớn, kéo dài mấy vạn dặm rộng. Nếu là ở Nhạc Tây như vậy vắng vẻ khu, giống như vậy mậu dãy núi tự có đầy đủ tư cách trở thành lệ thú dãy núi người như vậy loại tu sĩ cấm địa. Nhưng ở Nam Châu đại lục phồn hoa nhất khu, lại cũng chỉ là tầm thường. Dãy núi bên trong đẳng cấp cao yêu thú, sớm đã bị vô số tu sĩ bộ giết sạch, chỉ còn lại có một ít tương đối cấp thấp yêu thú tại trong sơn mạch phồn diễn sinh sống. Đây cũng không phải là bởi vì này chút ít yêu thú có cái gì đặc thù sinh tồn kỹ năng, mà là nhân loại tu sĩ hạ thủ lưu tình, cố ý khiến chúng nó sống sót đích. Những này tương đối cấp thấp yêu thú, là quanh thân quốc gia nhân loại tu sĩ nuôi dưỡng linh thú trọng yếu nơi phát ra. Giới trong núi, trên 10 cấp biến hóa yêu thú sớm đã tuyệt tích, ngược lại tại nhân loại tu sĩ linh thú hoàn ở phía trong, cũng không có thiếu biến hóa yêu thú tồn tại, đều là bị nhân loại thu làm linh sủng về sau, không tiếp thành phẩm, cho ăn đại lượng đan dược, ngạnh xanh xanh cất cao đến như vậy cảnh giới. Thật giống như Hắc Lân, rất nhanh muốn đột phá bình cảnh, tiến giai thành thập cấp linh thú. Vì vậy Tiêu Phàm tại giới trên núi không phi độn lâu như vậy, nhưng lại chưa bao giờ đụng phải bất luận cái gì có can đảm ngăn trở yêu thú của hắn yêu cầm, cũng không phải lúc có thể chứng kiến top 5 top 3 tại dãy núi bên trong đuổi bắt yêu thú nhân loại tu sĩ, trong đó không ít tu vi đều ở nguyên anh kỳ đã ngoài. Loại tình hình này, tại Nhạc Tây khu là hoàn toàn không có biện pháp nhìn thấy đích, chỗ đó từng cái nguyên anh tu sĩ đều lợi hại đắc không được, rất ít hội tự thân xuất mã đi săn bắt yêu thú, chỉ cần ngồi hưởng các đệ tử cung phụng là được rồi. Khó trách Nam Châu đại lục tại Nhạc Tây quốc tu sĩ trong suy nghĩ, quả thực chính là tu luyện thánh địa, không phải là không có đạo lý đích. Những này đi săn yêu thú nhân loại tu sĩ, đảo cũng có người phát hiện từ không trung bay vụt mà qua độn quang, chấn động ngoài, lập tức tỷ lệ xuất lĩnh, lấy môn nhân đệ tử viễn tránh xa mở. Độn nhanh chóng nhanh đến loại trình độ này, độn quang trung chủ nhân tu vi cực cao, có thể nghĩ, cũng không phải bọn hắn có thể trêu chọc được rất tốt đích. Lại là gần nửa canh giờ đi qua, dần dần tiến nhập giới núi ở chỗ sâu trong, sương mù nặng nề. Cho dù đại chấp pháp trưởng lão đem linh mục thần thông vận dụng đến mức tận cùng, cũng rất khó coi đến xa xa Tiêu Phàm thân ảnh liễu tương đương. Bất quá tại nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ khổng lồ thần niệm chi lực bao phủ phía dưới, mặc kệ sương mù đa trọng, phía trước tiểu tử trung quy là khó có thể che giấu, ẩn trốn. Mắt thấy khoảng cách song phương một chút gần hơn, đại chấp pháp trưởng lão hai mắt, có chút híp mắt bắt đầu đứng dậy, tay phải cũng kìm lòng không được mà nắm thành nắm tay quả đấm. Dùng không được bao lâu, phải bắt đến tiểu tử này liễu tương đương. Liền vào lúc này, đại chấp pháp trưởng lão bỗng nhiên lại là sững sờ. Cảm giác, sương mù ở chỗ sâu trong cực tốc phi độn Tiêu Phàm vậy mà lại một hóa thành hai, hai hóa thành bốn, bốn đạo giống như đúc bóng người, hướng phương hướng bất đồng kích bắn đi. Mỗi một đạo nhân ảnh độn nhanh chóng hòa khí tức đều cơ hồ hoàn toàn giống nhau, tung tính toán tại đại chấp pháp thần niệm chi lực bao phủ phía dưới, cũng khó có thể phân biệt tinh tường. Hừ! Đại chấp pháp trưởng lão giận tím mặt, đột nhiên run lên ống tay áo, một cái khéo léo bình ngọc bắn ra, đại chấp pháp một bà chộp trong tay, nhổ bình ngọc nút lọ, trở tay đổ ra một giọt kinh doanh dị thường màu xanh biếc linh dịch, giọt tại trên ngón tay, hướng hai mắt nơi một vòng, trong hai mắt, bỗng nhiên lục mang đại phóng, lập tức đâm xuyên qua nặng nề sương mù. Chỉ thấy đông nam phương hướng cái kia đạo độn quang thoáng cái trở nên đặc biệt rõ ràng. Quả nhiên có lẽ hay là muốn chạy trốn đến Ninh quốc đi. Đại chấp pháp cười lạnh một tiếng, thu hồi bình ngọc, dưới chân độn quang cùng một chỗ, như gió bay điện chấp hướng đạo nhân ảnh kia thẳng đuổi theo. Sau một lát, đại chấp pháp liền từ trời xanh đỉnh bay vụt mà qua, hóa vì một cái nho nhỏ điểm đen, biến mất ở phương xa phía chân trời. Sương mù phía dưới trong rừng cây rậm rạp, một khỏa tính ra ôm thô cực lớn cổ thụ, tán cây phía dưới, mở ra đôi mắt, đồng dạng lục mang lóng lánh, đúng vậy đem thiên nhãn thần thông vận dụng đến cực hạn Tiêu Phàm. Mắt thấy đại chấp pháp trưởng lão thân hình rốt cục biến mất không thấy gì nữa, lúc này mới nhẹ nhẹ thở phào một cái. Thiên hay cùng cái này phân thân ảo thuật, quả nhiên thần kỳ vô cùng. Tiêu Phàm thì thào tự nói một thân. Những này dùng biến dị thiên diện Nga trứng côn trùng luyện chế mà thành huyễn ảnh phân thân, là thiên hay tiên tử tự tay giao cho hắn đích, lại để cho hắn tại thời khắc mấu chốt thoát thân sử dụng. Tại đều xà thành chậm trễ nhiều cái nguyệt thời gian, siêu tập đến hơn tính ra tài liệu, đều là luyện chế huyễn ảnh phân thân đích. Quan trọng hơn trước mắt, quả nhiên nổi lên rất mấu chốt tác dụng. Bất quá tại vừa rồi đạo kia phân thân bên trong, hắn cố ý bỏ thêm đồng dạng bình thường pháp bảo đi vào,
tại kiện pháp bảo kia thượng lây dính chính mình một giọt máu tươi. Phía sau truy binh quả nhiên rút lui, trực tiếp hướng đạo kia phân thân đuổi tới. Thiên hay cùng huyễn ảnh phân thân tuy kỳ diệu tuyệt luân, Tiêu Phàm thực sự tuyệt không dám đánh giá thấp Hạo Thiên Tông nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ thủ đoạn, vạn nhất người này có được nào đó có thể xem thấu ảo thuật thần thông, chính mình ve sầu thoát xác chi kế đã có thể chưa hẳn có thể có hiệu quả. Bởi như vậy, chính mình sẽ phải đối mặt một gã thịnh nộ hậu kỳ đại tu sĩ Liễu Tương Đương. Tuy nhiên thành công diệt sát một gã nguyên anh trung kỳ tu sĩ, Tiêu Phàm cũng không cho là mình đã muốn chuẩn bị cùng hậu kỳ đại tu sĩ chính diện ngạnh kháng thực lực. Nhất là Hạo Thiên Tông loại này danh môn đại phái hậu kỳ đại tu sĩ, chỉ có so mặt khác hơi nhỏ hơn tông môn đại tu sĩ pháp lực càng thêm thâm hậu. Có lẽ hay là cẩn thận tốt hơn. Chương 1109 gặp lại chữ 9. Tiêu Phàm ống tay áo run lên, mấy chục mặt trận kỳ trận bàn bay đi, tựu trong rừng rậm một mảnh núi đá bên cạnh bày ra hoa đào ảo trận. Cái này hoa đào ảo trận, nghiệp đã qua mấy lần cải biến. Tiêu Phàm đem chính mình đối với trận pháp chi đạo lĩnh ngộ không ngừng gia nhập vào huyễn trong trận, uy lực mạnh, sớm đã không phải lúc trước vừa mới tại hoa đào trại học được thời điểm có thể so sánh. Tiêu Phàm thậm chí ý định, tương lai khi có cơ hội, muốn đem từ phía trên hay tiên tử chỗ đó học được ảo thuật cũng gia nhập đi vào, trận pháp uy lực khẳng định có thể được tiến thêm một bước tăng mạnh. Giả thiết ảo trận có thể cùng Long Lân kiếm trận kết hợp cùng một chỗ, lại không biết có thể hay không đạt thành không tưởng được hiệu quả. Chỉ có điều dưới mắt, Tiêu Chân Nhân tự nhiên không có thời gian đến cân nhắc những này, việc cấp bách là vội vàng đem trong cơ thể sôi trào từ bên ngoài đến chân khí nhét vào quỹ đạo. Lập tức tại trong huyễn trận trung tâm khoanh chân ngồi xuống, hai mắt khép hờ, mắt xem mũi mũi nhìn tâm, vận khởi thiên nhãn thần thông nội thị thuật, đem trong cơ thể mình tình hình thấy nhất thanh nhị sở. Tuy nhiên tại Hạo Thiên Tông nghiêm ra dưới sự khống chế, Hạo Dương Thành vô cực môn đệ tử tu vi đều không cao lắm, nhưng tu luyện nhưng lại cực kỳ chính tông hạo nhiên chính khí. Năm đó chưa từng cực núi thiên tôn lĩnh thượng không cực cung thân truyền thừa đích, chính tông nhất truyền thừa. Chỉ là những này đệ tử đều không ngoại lệ, đều bị phục dược vật, cưỡng ép hiếp kích phát trong cơ thể tiềm lực, làm cho hạo nhiên chính khí cuối cùng nhất trở nên có chút không tinh khiết. Tiêu Phàm hiện tại không có thời gian đến thanh lý những này chân khí bên trong, tạp chất chỉ có thể mau chóng tương chi đạo nhập bản thân kinh mạch bách hải, trước cùng bản thân hạo nhiên chính khí tan ra làm một thể nói sau, về phần tạp chất, đến tương lai có rảnh thời điểm. Lại tính hạ tâm lai chậm rãi thanh lý không muộn. Cứ việc làm như vậy khẳng định có phong hiểm, thực bức nơi này, cũng là bất đắc dĩ. Những này từ bên ngoài đến chân khí, xuất từ mười mấy tên vô cực môn đệ tử, vốn là cực kỳ hùng hậu. Nhưng trải qua trước sau hai lần chuyển di, tiêu hao cũng là không nhỏ. Bất qua tổng thể mà nói, cùng Tiêu Phàm thân mình hạo nhiên chính khí tương đối, cũng không kém bao nhiêu. Chỉ cần triệt để luyện hóa những này chân khí. Cùng bản thân tan ra làm một thể, hóa cho mình dùng, Tiêu Phàm phỏng chừng, cho dù không thể nhất cử đột phá nguyên anh trung kỳ bình cảnh, cũng không sai biệt lắm có thể vừa sải bước nhập nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong cảnh giới. Hạo Thiên Tông bộ này, đại chu thiên bàn vận sao sao, quả thật phách đạo, vậy mà có thể cưỡng ép hiếp đưa hắn người pháp lực thu cho mình dùng. Loại sự tình này, coi như là tà ma ngoại đạo, bình thường cũng không dám vì chi. Hạo Thiên Tông đường đường chính đạo đứng đầu, lãnh tụ tông môn. Được xưng chính đạo thập đại tông một trong, lại công nhiên khinh người, giết hại vô cực môn đệ tử. Đơn giản chính là ỷ vào thực lực hùng hậu, lão tử nắm đấm lớn, muốn động tựu động đích. Ngươi không phục. Không phục nghẹn lấy. Có gan đến chơi ta, chỉ cần ngươi không hối hận. Chỉ có điều Hạo Thiên Tông các đại nhân vật nằm mơ cũng không nghĩ tới, bọn hắn tân tân khổ khổ sáng chế ra bộ này hại người ích ta công pháp, giết hại nhiều như vậy vô cực môn đệ tử. Cuối cùng nhất cũng không còn chiếm được cái gì tiện nghi, ngược lại lại truyền quay lại vô cực môn trên thân người, còn trắng không tốt thượng một gã nguyên anh trung kỳ trưởng lão tánh mạng. Quả nhiên là chuyển vần, báo ứng khó chịu Liễu Tương Đương. Trọn vẹn 6 canh giờ đi qua, Tiêu Phàm mới rốt cục đem tán tại tứ chi bách hài bên trong từ bên ngoài đến chân khí một chút nhét vào chính mình kinh mạch trong đan điền, ngay tại Tiêu Phàm chuẩn bị chậm rãi thanh lý đan điền khí trong nước như trước loạn cả một đoàn chân nguyên pháp lực thời điểm. Bỗng nhiên mãnh liệt mở ra con mắt. Một cổ làm cho người sởn hết cả gai ốc nguy hiểm khí tức, đập vào mặt. Và cho rằng điểm ấy thủ đoạn nhỏ, tựu thật có thể đủ lẫn mất đi qua sao? Một cái tràn ngập thanh âm uy nghiêm, chậm rãi vang lên. Phảng phất ngay tại bên tai. Ngữ khí lạnh như băng. Hạo Thiên Tông đại chấp pháp. Tiêu Phàm đứng dậy. Và cái ảo trận, các hạ còn là mình mở ra tốt, tránh khỏi tự rước lấy nhục. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng.
Đại chấp pháp trưởng lão lạnh như băng thanh âm lại một lần nữa vang lên. Tiêu Phàm đáy mắt lục mang lóng lánh, chỉ thấy một gã uy nghiêm 40 nam tử, lưng cõng hai tay, đứng ở ảo trận cách đó không xa, trong mắt cũng là lục mang lập lòe, thẳng tắp nhìn thẳng hắn chỗ huyễn trận vị trí trung tâm. Cơ hồ là lập tức, Tiêu Phàm tự kết luận, đối phương quả thật có thể xem thấu hắn ảo trận bố trí. Thân là Hạo Thiên Tông đại chấp pháp trưởng lão, thành danh đã lâu nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, người này đều có hơn người chi năng. Cũng không phải bất luận cái gì một vị hậu kỳ đại tu sĩ, đều có thể xuất nhâm Hạo Thiên Tông chấp pháp đường thủ tịch trưởng lão đích, có thể ở lúc này người, tất nhiên có không giống tầm thường thủ đoạn. Tiêu Phàm vốn cho là, kẻ đuổi giết muốn tìm trở lại tại đây đến, ít nhất cũng cần 10 canh giờ khoảng chừng gì đó, đến lúc đó, hắn sớm đã làm theo trong cơ thể sôi trào chân khí, chạy trốn bóng dáng không thấy. Xem ra chính mình có lẽ hay là quá phận đánh giá thấp Hạo Thiên Tông những này hậu kỳ đại tu sĩ năng lực. Cứ việc cách ảo trận, Tiêu Phàm cũng có thể cảm giác được lần này người khí tức trên thân cực kỳ bức nhân, làm cho người ta cảm giác áp bách, càng tại hắn bái kiến Huệ Thiên Hào, mang trưởng quầy, Vũ Văn Chu đợi đại tu sĩ phía trên. Thậm chí mấy ngày liền hai tiên tử đều có vẻ không bằng. Bất quá, thiên hai tiên tử là có tổn thương trong người, như vậy tương đối, có mất công bằng. Cùng người này cứng đối cứng, Tiêu Phàm tự nhận còn không có thực lực này. Chỉ là tình thế trói buộc, lúc này cho dù muốn đi, cũng tuyệt đối không còn kịp rồi, mà lại đi một bước xem một bước nói sau. Nếu thật là không hề chuyển cơ, không thể nói trước cũng chỉ có kiên trì đánh một trận. Chẳng lẽ còn thúc thủ chịu trói không được? Tiêu Phàm cũng không có cái thói quen này. Ống tay áo run lên, trận kỳ trận bàn bay vụt mà dậy, một hồi vần nước loại vặn vẹo về sau, trong rừng rậm tình cảnh đại biến, lộ ra đứng ở núi đá hơi nghiêng Tiêu Phàm. Và sinh, trên báo tính danh. Rốt cục nhìn thấy Tiêu Phàm chân diện mục, đại chấp pháp trong mắt hiện lên một vòng kinh ngạc, ánh mắt lập tức tự trở nên lạnh như băng đích, không mang theo chút nào cảm giác sao sao màu, trầm giọng nói ra. Và cực môn Tiêu Phàm, bái kiến đạo hữu. Không dám thỉnh giáo đạo hữu họ gì đại danh, tại Hạo Thiên Tông nhà gì vị. Tiêu Phàm thần sắc chấn định như hằng, hai tay ôm quyền chắp tay, cao giọng nói ra. Và cực môn, ngươi thật sự là vô cực môn truyền nhân. Đại chấp pháp lần nữa cả kinh, tựa hồ Tiêu Phàm cái này thân phận lại để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí vượt ra khỏi Tiêu Phàm cái tên này thân mình cho hắn tạo thành chấn động. Cứ việc Tiêu Phàm là bọn hắn Hạo Thiên Tông treo giải thưởng giết chết đối tượng, tại đại chấp pháp trong suy nghĩ, cũng chỉ bình thường mà thôi. Hạo Thiên Tông giết người còn thiếu sao? Tiêu Phàm nhàn nhạt nói ra, chẳng lẽ tại hạ cái này thân phận, rất làm cho đạo hữu giật mình sao? Quý Tông đối với chúng ta vô cực môn, thành kiến không khỏi quá sâu. Đại chấp pháp cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi sai rồi, Hạo Thiên Tông đối với vô cực môn không có có thành kiến. Các ngươi truyền thừa sớm đã không có Lạc Thiên, nhiều năm, ngày nay thế gian, sớm đã không có vô cực môn nhỏ nhoi. Chính là một cái vô danh tiểu phái, có tư cách gì để cho chúng ta Hạo Thiên Tông đối với các ngươi có thành kiến. Đại chấp pháp ngữ khí lãnh đạm, tựa hồ đây hết thảy đều là như vậy đương nhiên, thiên kinh địa nghĩa. Tiêu Phàm lạnh nhạt nói ra, hôm nay chi vô cực môn, có lẽ xác thực tên không nổi danh. Nhưng ở năm đó, nghe nói bỉ môn Long Tượng Tổ Sư đã từng đã đánh bại Quý Tông Âu Dương Hùng Âu Dương Tông Chủ, chuyện này, chắc hẳn đạo hữu cũng là biết đến a. Năm đó Long Tượng Tổ Sư có thể chiến thắng Âu Dương Tông Chủ, làm sao biết ngày sau vô cực môn không biết Đông Sơn tái khởi. Đại chấp pháp lạnh lùng cười một tiếng, nói ra, cho dù có một ngày như vậy, ít nhất ngươi là nhìn không tới Liễu Tương Đương. Đối với Long Tượng Tổ Sư đánh bại Âu Dương Hùng sự tình, tựa hồ cũng không cãi lại. Xem ra cái này tại năm đó, là nhân sở cộng chi đại sự, cho dù muốn chống chế, cũng không hữu dụng. Và là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, hay là muốn lão phu ra tay. Tiêu Phàm tự nở nụ cười, nói ra, đạo hữu thật đúng là tự tin đắc vô cùng. Tiêu Mỗ từng nghe ngửi qua Hạo Thiên Tông hiển hách thanh danh, đối với Quý Tông rất tốt ngưỡng mộ. Ai ngờ nổi danh phía dưới kỳ thật khó phó. Quý Tông chẳng những làm việc hèn hạ, cũng không thấy giống như trong truyền thuyết cường đại như vậy. Thần sắc thản nhiên, không hề sợ hãi. Và hắc, hậu sinh, ngươi cho rằng may mắn thắng Âu Dương Uy, tự dám khinh thường cả Hạo Thiên Tông sao, quả nhiên là ngồi vào xem thiên. Và cùng giai tu sĩ tương đối mà nói, ngươi có lẽ rất mạnh, nhưng dựa vào điểm ấy tu vi, tự cho là có thể đối với kháng chúng ta Hạo Thiên Tông, không khỏi quá ngây thơ rồi. Và tới thăm ngươi tuổi còn trẻ, có thể tu luyện tới dưới mắt cảnh giới, quả thực không dễ, muốn cho ngươi lưu vài phần thể diện.
ngươi đã không chịu thúc thủ chịu trói, đó thật là không được lão phu Liễu tương đương. Ngươi có cái gì tuyệt chiêu, đều xử đi ra a. Lão phu không lấy lớn hiếp nhỏ, cho ngươi xuất thủ trước. Đại chấp pháp bình tĩnh đứng ở hơn 10 trượng bên ngoài, thủ đoạn thủy chung vai vác ở sau người, một mực nhìn thẳng Tiêu Phàm, bất tử bất tật nói, tràn đầy uy nghiêm vẻ. Và Tiêu Phàm cũng không nói nhiều, nhẹ nhẹ một chút đầu, lập tức thanh quang chói mắt, long lân giáp di động hiện ra, đem toàn thân đều cái bọc trong đó, đồng thời thủ đoạn một phen, màu đỏ sậm viêm linh chi lưỡi kiếm di động hiện ra, nắm trong tay. Cứ việc hai thứ này pháp bảo đều không phàm, đại chấp pháp nhưng lại ngay cả mí mắt cũng không nháy xuống. Dù sao lấy chính là nguyên anh sơ kỳ tu vi, cũng có thể diệt giết Âu Dương Uy, tổng cũng là có vài phần bản lĩnh thật sự đích. Có mấy thứ bất phàm pháp bảo, đang tại hợp tình lý. Và hắc, Tiêu huynh đệ, ngươi vụng trộm trốn ở chỗ này cùng người đánh nhau, vì cái gì không gọi ta một tiếng? Quá không có suy nghĩ đi à nha. Ở này Dương cung bạt kiếm thời điểm, một cái hào sảng thanh âm bỗng nhiên tại cách đó không xa vang lên. Dù là Tiêu Phàm trước sau như một chấn định tự nhiên, nghe được cái thanh âm này, cũng không khỏi đắc giật mình, sau nửa ngày trở lại thẫn thờ. Chử Chín. Dĩ nhiên là Chử Chín thanh âm. Cấp cấp quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hơn 10 trượng bên ngoài, một người mặc áo bào màu bạc, vươn người ngọc lập, phong thần tuấn lãng, nhưng không phải là Chử Chín. Chỉ có điều cái này đương lúc cửu công tử, càng thêm thần thái phi dương, do ở phía trong mà bên ngoài, tản ra một loại cực độ tự tin khí chất, cùng năm đó ở lệ thú cánh đồng hoang vu xuất sinh nhập tử, sinh tử huyền tại một đường kim đan tu sĩ Chử Chín, cơ hồ tưởng như hai người, chỉ có trên mặt cái loại này đối với hết thảy đều khắp không quan tâm dáng tươi cười, vẫn cùng ngày xưa giống như đúc, không có chút nào thay đổi. Và ca, Tiêu Phàm sắc mặt thay đổi, trong khoảng thời gian ngắn, thật muốn hoài nghi mình có phải là nhìn lầm rồi. Trước mắt vị này Chử Chín, cùng hắn trong ấn tượng Chử Chín có rất lớn nhất bất đồng chính là, hắn trong trí nhớ Chử Chín là một vị kim đan hậu kỳ tu sĩ, trước mắt Chử Chín lại mờ mờ ảo ảo đã có nguyên anh trung kỳ tu vi. Năm đó ở lệ thú cánh đồng hoang vu, Chử Chín cùng với hắn nói qua, nếu không phải bị quản chế tại đoạn trường thảo chi độc, đã sớm tiến giai liễu tương đương. Nhưng Tiêu Phàm thực sự không nghĩ tới, chính là mấy chục năm không thấy, Chử Chín chẳng những sớm tiến cấp tới nguyên anh kỳ, lại vẫn bước chân vào nguyên anh trung kỳ cảnh giới. Tuy nhiên nhìn về phía trên, Chử Chín cũng là mới tiến giai không lâu, ngay cảnh giới đều còn không có hoàn toàn vững chắc. Nhưng trung kỳ tu sĩ chính là trung kỳ tu sĩ, điểm này tuyệt sẽ không giả. Chương 1110 Thái Thượng Tông Thiếu Tông Chủ. Nguyên gốc thẳng chấn định tự nhiên, chút nào cũng không đem Tiêu Phàm để ở trong lòng đại chấp pháp, nhìn thấy Chử Chín về sau, sắc mặt bỗng nhiên trở nên hết sức khó coi, cũng có vài phần không tưởng được kinh ngạc. Chử Chín lại chính mắt cũng không hướng hắn nhìn lên một cái, hoàn toàn đem vị này uy nghiêm Hạo Thiên Tông đại chấp pháp trưởng lão trở thành không khí, thân thể nhoáng một cái, hơn 10 trượng khoảng cách một vượt qua mà qua, đảo mắt đã đến Tiêu Phàm trước người, Tử Mảnh nhìn hắn một cái, cười ha ha lấy, mở ra hai tay, ôm lấy Tiêu Phàm, không ngừng vuốt hắn lưng, mừng rỡ chi tình, phát ra từ nội tâm. Hảo huynh đệ, ta chỉ biết ngươi cát nhân thiên tướng, nhất định sẽ không có chuyện gì. Tiêu Phàm cùng Chử Chín xa cách từ lâu gặp lại, trong nội tâm kích động, tự cũng khó nói lên lời, bất quá đối với cách đó không xa vị kiệu uy nghiêm nam tử, nhưng lại không thể không đả khởi hoàn toàn tinh thần đến phòng bị, thấp giọng nói ra cửu ca, còn có khách nhân ở đây. Đúng vậy, ngươi xem ta, đem bả cái này mảnh vụn gốc đã quên. Chử Chín cười to, xoay người lại, mặt hướng đại chấp pháp trưởng lão. Đại chấp pháp một mực lạnh lùng mà xem của bọn hắn, thực sự cố kỵ thân phận của mình cùng thể diện, cũng không có ra tay đánh lén bọn hắn, chỉ có điều sắc mặt như trước khó coi như vậy, không có nửa phần hòa hoãn. Thái Thượng Tông Chử Chín, bái kiến vạn đạo hữu. Chử Chín cười ôm quyền vái chào, đỉnh đạc nói, đối với vị này hậu kỳ đại tu sĩ cũng không có gì kính sợ ý. Chử thiếu chủ. Đại chấp pháp cũng hai tay ôm quyền, trả thi lễ, trầm giọng nói ra. Hạo Thiên Tông đại chấp pháp trưởng lão đại giá quang lâm Ninh Quốc, Thái Thượng Tông không có từ xa tiếp đón, quả nhiên là thất lễ, thỉnh vạn đạo hữu thứ lỗi. Đại chấp pháp hừ lạnh một tiếng, nói ra, không dám nhận, Chử thiếu chủ khách khí. Vạn mỗ lần này đến, cùng quý tông không quan hệ, chỉ là muốn đem cái này hậu sinh chảo trở về mà thôi. Nha, lại là vì sao? Không đợi đại chấp pháp nói xong, Chử Chín liền không chút khách khí mà cắt đứt hắn. Người này tại ta Hạo Thiên Tông tổng đàn phạm phải trọng tội.
hại chết Bỉ Tông Âu Dương Tông chủ cháu ruột nhi, nội đường trưởng lão Âu Dương Uy. Lão Phu nhất định phải đưa hắn chào trở về, trừ thiếu chủ không biết quấy nhiễu lão Phu chấp pháp a. Đại chấp pháp ngữ khí trở nên xâm nghiêm bắt đầu đứng dậy, sắc mặt càng thêm nghiêm nghị. Đương nhiên hội. Ai ngờ đại chấp pháp vừa dứt lời, Trừ Chín liền không chút do dự nói. Đại chấp pháp khuôn mặt lập tức hoàn toàn trầm xuống, ánh mắt trở nên âm lãnh vô cùng, gắt gao nhìn thẳng Trừ Chín, thần sắc cực kỳ bất thiện. Tựa hồ đang tại cưỡng ép hiếp áp lực chính mình đầy ngập lửa giận, tùy thời cũng có thể bạo khởi làm khó dễ. Trừ Chín đối với cái này lại cũng không thèm để ý, đứng thẳng tại Tiêu Phàm bên người. Khóe miệng mang theo một đám bất cần đời vui vẻ, nói ra, vạn đạo hữu, ta mặc kệ Tiêu huynh đệ phạm cái gì sự tình. Đã hiện tại hắn đến Ninh Quốc, tại ta Thái Thượng Tông địa bàn trong, bất luận kẻ nào muốn mang đi hắn, đều được trước hỏi qua ta Trừ Chín. Điểm này không có thương lượng. Hơn nữa, căn cứ ta đối với Tiêu huynh đệ hiểu rõ, hắn tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ giết người. Lời nói thật nói cho ngươi, ta Trừ Chín nhiều năm như vậy, còn chưa thấy qua so với hắn càng thêm người chính trực. Hắn nếu như giết Quý Tông Âu Dương Tông chủ chất chi, xin thứ cho Trừ Chín vô lễ, cái kia Âu Dương Uy trưởng lão nhất định có không phải giết không thể lý do đáng chết. Vạn đạo hữu hay là trước làm tinh tường sự tình ngọn nguồn rồi nói sau. Cái này lời nói được. Kiên cường. Đại chấp pháp sắc mặt tái nhợt, lạnh như băng nói, Trừ đạo hữu hẳn là nghĩ đến ngươi là Thái Thượng Tông thiếu tông chủ. Lão Phu cũng không dám giết ngươi sao. Thái Thượng Tông thiếu tông chủ. Tiêu Phàm không khỏi chấn động, quay đầu nhìn Trừ Chín liếc, tựa hồ muốn một lần nữa nhận thức vị này huynh trưởng. Tại lệ thú cánh đồng hoang vu thời điểm, Trừ Chín chưa bao giờ đề cập đến chính mình xuất thân lai lịch, ngẫu nhiên cùng Tiêu Phàm cho tới cái đề tài này. Đều lắc đầu không ngớt lời nói, hổ thẹn, sau đó đem chủ đề chuyển hướng. Nhưng Trừ Chín khí độ phi phàm, người mang các loại trọng bảo, Tiêu Phàm cũng có thể đoán được, tại Nam Châu Đại Lục, Trừ Chín thân phận nhất định không đơn giản. Cũng rốt cuộc không nghĩ tới, vậy mà, không đơn giản, đến tình trạng như vậy. Thái Thượng Tông quy mô thế lực thậm chí hiển hách uy danh, chút nào cũng không tại Hạo Thiên Tông phía dưới, là hoàn toàn xứng đáng Nam Châu Đại Lục chính đạo thập đại tông môn một trong tông cao thủ nhiều như mây. Trừ Cửu Nguyên đến đúng là Thái Thượng Tông thiếu tông chủ, khó trách như vậy tức giận độ, tung tính toán thân ở cực đoan nghịch cảnh, cái kia phần xem nhạt hết thảy trấn định thong dong, lệnh Tiêu Phàm tâm gãy không thôi. Trừ Chín cười hắc hắc, nói ra, Hạo Thiên Tông đại chấp pháp trưởng lão thanh danh hiển hách, Trừ Chín cũng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ai ngờ nổi danh phía dưới kỳ thật khó phó. Vạn đạo hữu nói như vậy, chính là không giảng đạo lý, ý định lấy mạnh hiếp yếu liễu tương đương. Cái kia rất tốt, ta Trừ Chín cũng không thích lắm giảng đạo lý, tu chân giới vốn là nắm đấm lớn định đoạt. Vạn đạo hữu nếu là có nắm chắc đem Trừ nào đó cùng Tiêu huynh đệ đều xử lý, vậy thì mời ra tay tốt rồi, hai anh em chúng ta nguyện ý cùng ngươi hảo hảo luyện luyện. Một lời không tất. Trừ Chín ống tay áo run lên, một ngụm phong cách cổ xưa chuông đồng bắn ra, đón gió tăng vọt, trong chốc lát hóa thành hơn một trượng chiều cao, tại hắn cùng Tiêu Phàm trên đỉnh đầu chậm rãi xoay tròn, từng đạo nhu hòa hoàng sắc quang mang nghiêng rơi vãi mà hạ, đem hai người đô hộ trong đó. Càng hoàng trung, đại chấp pháp hai mắt có chút nhíu lại, hừ một tiếng, âm u trên mặt hiện lên một vòng ngưng trọng. Cái này khẩu càng hoàng trung, Tiêu Phàm tại lệ thú cánh đồng hoang vô cùng Trừ Chín kể vai chiến đấu thời điểm. Đã từng thấy Trừ Chín vận dụng qua, bất quá chỗ rất nhỏ tựa hồ lược không có cùng. Ban đầu ở lệ thú cánh đồng hoang vu, Trừ Chín vận dụng càng hoàng trung, tựa hồ cũng không cho Tiêu Phàm như vậy trầm trọng áp lực. Lúc ấy hắn bất quá là chính là kim đan trung kỳ tu sĩ, hôm nay đã muốn đạt đến tại nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong trạng thái, cái này khẩu càng hoàng trung lại cho hắn càng thêm trầm trọng áp lực. Xem ra hai kiện bảo vật chỉ là bề ngoài tương tự, bản chất bất đồng. Vô cùng có khả năng năm đó Trừ Chín sử chính là càng hoàng trung phỏng chế phẩm, mà trước mắt cái này, mới được là chính phẩm. Bá! Thanh sáng lóng lánh, 72 tấm nắm đấm lớn ly thuồng luồng long lân bắn ra, chui vào trong hư không, không thấy bóng dáng. Đã Trừ Chín bày ra quyết nhất tử chiến tư thế, Tiêu Phàm cũng liền không chút do dự, bày ra long lân kiếm trận. Trừ Chín! Đại chấp pháp lạnh quát một tiếng. Không cần phải quá tùy hứng. Người này giết ta Hạo Thiên Tông trưởng lão, tội ác tày trời, lão phu nhất định phải đưa hắn chóc nã quy án. Như người vậy làm, sẽ không sợ khiến cho lưỡng tông ở giữa tranh đấu sao? Trọng đại như vậy trách nhiệm, người đảm đương được rất tốt. Ta biết rõ nghĩa phụ của ngươi coi trọng ngươi, ngươi thân là Thái Thượng Tông thiếu tông chủ, thì càng nên vậy vì cả tông môn tương lai suy nghĩ.
như vậy tùy hứng, há lại nhất tông đứng đầu diễn xuất. Trừ chín trên mặt như cũ là bất cần đời vui vẻ, nói ra, đa tạ đại chấp pháp chỉ điểm. Ta nếu để cho ngươi đang tại ta mặt đem bà huynh đệ của ta bắt đi rồi, đó mới thật sự là cho Thái Thượng Tông mất mặt. Như vậy nhu nhược không giảng nghĩa khí nhất tông đứng đầu, về sau ai mụ nội nó hội để mắt. Ai còn sẽ cùng theo ta, ngay huynh đệ của mình đều có lẽ nhất, như vậy tông chủ, không lo cũng thế. Ngươi cuồng vọng, đại chấp pháp kiên nhẫn rốt cuộc bị mài hết, xanh mặt một tiếng quát lớn, ống tay áo run lên, trong hư không, lập tức sấm sét vang dội, vô số màu vàng lôi điện nhanh chóng hội tụ cùng một chỗ, trong nháy hóa thành một kim lóng lánh bàn tay khổng lồ, dài đến mấy trượng, ở giữa không trung một chút dừng lại, liền ôm đồm dưới đi. Bất quá cái này kim lóng lánh bàn tay khổng lồ, chảo nếu không phải càng hoàng trung, mà là hướng chữ chín lúc trước tàng hình địa phương chộp tới. Lăn ra đây. Đại chấp pháp lại là một tiếng gầm lên. Chỗ kia lúc trước trốn tránh sẽ không dừng lại chữ chín một người, đại chấp pháp chỉ là tạm thời dễ dàng tha thứ mà thôi. Sự chú ý của hắn đều đặt ở Tiêu Phàm cùng chữ chín trên người, những người khác chút nào cũng không tha trong mắt hắn. Cái này đương lúc, đại chấp pháp trong nội tâm tức giận bừng bừng phấn chấn, tự nhiên muốn tìm người ra cái này khẩu ác khí. Xuy. Một đạo óng ánh vô cùng kiếm quang phóng lên trời, hướng màu vàng bàn tay khổng lồ đón đánh trên xuống. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh theo tàng hình nơi phi độn ra, hướng chữ chín bên này kích xạ mà đến. Tiêu Phàm đáy mắt lục mang lóng lánh, thấy rõ ràng, người này ước chừng 50 tuổi khoảng chừng gì đó, dáng người còm nhom, dưới hàm nhất bộ tròm râu dê tử, hình dung tương đối hèn mọn bỉ ổi, nhưng thân pháp nhanh nhẹn vô cùng, thấy sự tình minh bạch, mắt thấy màu vàng bàn tay khổng lồ khí thế hung hung. Lập tức đứng dậy liền chạy, tuyệt không ngạnh kháng. Dù là người này xem thời cơ cực nhanh, rốt cuộc có lẽ hay là đánh giá thấp hậu kỳ đại tu sĩ ra tay một kích huy năng. Chỉ nghe một tiếng gào thét, đạo kia óng ánh kiếm quang cùng màu vàng bàn tay khổng lồ đụng vào cùng một chỗ đồng thời, lập tức bày biện ra chống đỡ hết nổi thái độ, lộ ra dài hơn thước phi kiếm tướng mạo sẵn có. Ngay sau đó, răng rắc một tiếng, nứt làm vô số mảnh nhỏ, linh tính hoàn toàn biến mất, từ không trung rơi thẳng xuống. Tròm dâu dê tử nhìn không được thân thể nhoáng một cái, oa, một tiếng, há mồm phun ra một ngụm tiên huyết. Cho thấy đắc cái này thanh phi kiếm cùng hắn tâm thần tương liên, bảo vật bỗng nhiên bị hủy, hào không phòng bị phía dưới, lập tức tâm thần bị thương. Liền như vậy chỉ hoãn đắc dừng một chút, màu vàng bàn tay khổng lồ mang theo nổ vang lôi điện sét đánh, hướng tròm dâu dê tử nhanh chảo mà xuống. Xuy. Liền tại nguy cấp này thời điểm, một đạo khác tinh xảo ngân sắc hồ quang điện kích xạ ra. Trong khoảnh khắc tựu nặng nề đánh tại màu vàng cự trên tay. Lập tức tiếng sét đánh thanh âm, điện quang đại tác, trong hư không bạo liệt ra từng đoàn vàng bạc hai màu hỏa hoa, huyến lệ vô cùng. Ngân sắc hồ quang điện nhìn như hết sức nhỏ, nhưng lại cuồn cuộn không dứt, gắt gao triển trụ màu vàng bàn tay khổng lồ. Đắc lần này thở dốc cơ hội, tròm dâu dê tử dưới chân độn quang lóe lên, liền đến chữ chín bên người, lại há miệng, lại phun ra một ngụm tiên huyết, nhìn về phía trên có vài phần chật vật. Càng hoàng trung nhu hòa hoàng sắc quang mang, lập tức đưa hắn cũng bao phủ tại hạ. Kỳ thật con sơn dương này dâu mép lão giả cũng có nguyên anh sơ kỳ tu vi, tại nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tiện tay một kích phía dưới, vậy mà không hề kháng cự chi lực, nếu không phải Tiêu Phàm kịp thời xuất thủ cứu giúp, chỉ sợ cũng chịu lấy tổn thương không nhẹ. Cố nhiên là bởi vì tròm dâu dê tử vừa mới tiến giai nguyên anh sơ kỳ không lâu, cảnh giới không yên, nhưng đại chấp pháp trưởng lão thủ đoạn mạnh, thực sự có thể thấy được lốm đốm. Mắt thấy tròm dâu dê tử bình yên thoát hiểm, Tiêu Phàm ngón tay vừa nhấc, thu thần thông. Bất quá ngân sắc hồ quang điện dây dưa lâu như vậy, màu vàng bàn tay khổng lồ uy năng cũng cơ bản đã tiêu hao hết, ầm ầm một tiếng, ở giữa không trung từng khúc vỡ vụn, hóa thành hư ảo. Đại chấp pháp ánh mắt lại híp mắt một chút. Cái này họ Tiêu hậu sinh, quả nhiên có chút môn đạo, khó trách Âu Dương Uy sẽ chết tại trong tay của hắn, cũng chưa chắc chính là đánh lén đắc thủ. Trước đó đại chấp pháp nhận định Âu Dương Uy là gặp Tiêu Phàm đạo nhi, bị đánh lén mà chết đích. Nếu không, song phương tương kém một cái cảnh giới, lại là tại Hạo Thiên Tông tổng đàn, Tiêu Phàm chính là một cái người từ ngoài đến, có thể nào đang lúc mọi người không coi vào đâu giết Âu Dương Uy. Hiện tại xem ra, người này thật đúng là không thể dùng bình thường nguyên anh sơ kỳ tu sĩ nhìn tới. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1110.